Trên trán Lý Vân Tiêu chảy xuống từng hạt mồ hôi to như hạt đậu, giờ phút này Kỳ Thắng Phong vẫn chỉ là thân thể hành nguyên, thực lực hiển lộ ra cũng chỉ là vũ tông nhưng lại cho hắn một cảm giác kinh hãi. Lúc trước ở bên trong Hóa Long chỉ hắn đạt được tàn thân thể đế quân, nhìn ma nguyên lực mà hắn vừa hiển lộ thì chắc chắn là tàn thân thể kia đã bị hắn luyện hòa hoàn toàn. Người này chính là lão quái ngàn năm tuổi, sư phụ của Lỗ Thông Tử Hóa Thần Hải. Lý Vân Tiêu sinh lòng kiêng kỵ cắn răng nói. Chính là ta, không thể tưởng tượng được lại có thể gặp Kỳ đại nhân ở đây, xem ra mộ địa Vu Giật Tiên là sự thật. Tất cả mọi người đều giật mình, không nghĩ rằng Lý Vân Tiêu lại nhập thức người mới đến, bọn họ trầm tư, tựa hồ trong ấn tượng của bọn họ cũng không có ai là Kỳ đại nhân cả. Hai mắt Kỳ Thắng Phong khẽ híp lại nói. Ngươi vẫn còn sống, quả nhiên là mạng lớn, tính ra ta và ngươi cũng có chút duyên phận, ta có thể thoát khốn cũng có sự giúp đỡ của ngươi. Lúc trước hồn phách Kỳ Thắng Phong bị vậy trong phấn sắc tinh trần, nếu như không có Lý Vân Tiêu tiến nhập vào trong đó gây ra náo loạn, sợ là hiện tại hắn vẫn còn chưa thoát khốn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Kỳ đại nhân nói như vậy là muốn báo ân sao? Lông mày Kỳ Thắng Phong khẽ nhướng lên, nói. Báo ân thì chưa đến, nhưng ngươi đã biết thân phận của ta, hơn nữa ta với ngươi cũng có duyên với nhau, ta liền thu ngươi làm thủ hạ của ta, ngươi xem thế nào? Lý Vân Tiêu nói, a, không biết làm thủ hạ của Kỳ đại nhân có chỗ tốt cùng nghĩa vụ thế nào. Ha ha, Kỳ Thắng Phong khó có được bộ dáng tươi cười nói. Quả nhiên ngươi là người không lợi không làm, ở bên cạnh ta ngươi sẽ không thiếu bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, đối với võ đạo tu luyện của ngươi. Hắn đang nói thì đột nhiên dừng lại, đồng tử co rút, khuôn mặt đang dương dương đắc ý lập tức chuyển thành kinh hãi, hô hấp dồn dập cả kinh kêu lên. Ngươi, vậy mà ngươi đã tiến giai lên vũ đế. Kỳ Thắng Phong triệt để ngốc trệ, đừng nói ngàn năm qua hắn chưa nghe thấy người nào có tốc độ tu luyện khủng bố như thế, coi như là trong lịch sử Kunik Hát chưa thấy ai như vậy, hơn nữa với nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra tuổi thật của Lý Vân Tiêu. Sau khi ngây ngốc, sắc mặt Kỳ Thắng Phong đột nhiên trở nên âm trầm bất định, không biết hắn đang suy tư điều gì. Hắn cũng đã từng là người đứng trên đỉnh đại lục. Những điều người thường khó có thể tưởng tượng ra hắn đều nắm rõ, lĩnh ngộ thiên đạo không hề dưới Lý Vân Tiêu. Nhân vật yêu nghiệt như thế này hơn nữa mấy lần mấu chốt của bản thân mình cũng liên quan đến người này, đây không phải là ngẫu nhiên nữa mà là thiên mệnh. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong như có luồng mây đen phủ kín, biến đổi thất thường, hào khí bốn phía vậy mà theo cảm xúc của hắn cũng biến đổi phập phồng bất định theo, đám người xuất quân uy đều cảm thấy lo lắng. Nội tâm hoảng hốt, cực kỳ kiêng kỵ với vị Kỳ đại nhân này. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Xem ra điều kiện mà Kỳ đại nhân đưa ra khó mà đả động được ta rồi. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong trầm xuống, ngưng thanh nói. Ngươi cũng biết nếu như hôm nay ngươi không ứng điều kiện đó của ta, vậy thì ngươi cứ yên tâm làm bạn yên giấc ngàn thu cùng Vu Giật Tiên đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Kỳ đại nhân thật sự có tin tưởng có thể giết ta sao? Nội tâm Kỳ Thắng Phong có chút ngưng trọng, nếu như đối phương đúng là có thiên mệnh tại thân, đúng là mình chưa hẳn có thể giết chết đối phương, nhưng vấn đề thiên mệnh thật sự quá mức phiêu miểu, chính bản thân hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn. Chỉ là nhất tinh vũ đế, giết người so với lấy đồ trong túi có khác nhau sao? Không khí xung quanh dường như lạnh xuống, theo cảm xúc biến hóa của Kỳ Thắng Phong, đoàn người tham gia đều cảm thấy toàn thân rét run, không tự chủ được lui lại mấy bước. Thần sắc Lý Vân Tiêu cũng ngưng trọng, tay phải bấm niệm pháp quyết đặt trước ngực, một khi động thủ hắn có thể nhanh chóng đoạt được tiên cơ. Kỳ Thắng Phong theo dõi hắn một hồi nói. So với việc giết ngươi, hôm nay ta còn có sự tình quan trọng hơn, tạm thời giữ tính mệnh của ngươi lại. Tuy nhiên ngươi cũng đừng hy vọng nhiều, đi theo ta cũng không làm nhục thanh danh của ngươi. Khí thế trên người Kỳ Thắng Phong bỗng nhiên thu lại rồi quay người đi về phía mộ địa, không thèm để ý đến đám người còn lại. Sắc mặt xuất quân uy biến đổi mấy lần rốt cục cắn răng, tiến lên phía trước nói. Xin hỏi đại nhân, lúc trước trên đường đến đây có từng gặp qua một đoàn bảy tên cường giả vũ đế? Kỳ Thắng Phong dừng bước chân lại, lạnh nhạt nói. Có gặp qua bảy tên võ giả, cường giả thì không thấy. Xuất quân uy lạnh giọng, gần từng tiếng hỏi. Hiện tại bảy người kia thế nào? Kỳ Thắng Phong đáp. Chết. Hai mắt xuất quân uy như phóng hỏa, nói. Vì sao chết? Kỳ Thắng Phong liếc hắn một cái lạnh nhạt nói. Bất kính với ta, nói năng lỗ mãng, dĩ nhiên là chỉ có con đường chết,
Như thế nào, người muốn báo thù cho bọn chúng? Hai tròng mắt xuất quân uy như nứt ra, khí cơ trên người hỗn loạn, cực độ áp chế cảm xúc của mình, nói. Nếu như bọn họ mạo phạm đại nhân, tự nhiên là chết chưa hết tội, chỉ tiếc thực lực của ta thấp kém, không có cách nào báo thù cho bọn hị. Kỳ Thắng Phong lộ ra bộ dáng lười biếng hỏi. Thực lực đã không đủ, còn nói nhảm với ta. Đối với ta thì những kẻ như ngươi không hề có một chút tiềm ẩn uy hiếp nào cả, ta cũng lười đi giết. Xuất quân uy dường như bốc khói, nhưng vẫn cố gắng cưỡng ép chi uy đựng. Thế giới này chính là như vậy, nhất định phải vượt qua được cảm xúc của bản thân, nếu không chính là tai họa ngập đầu. Đại nhân, đột nhiên Úy Đông Dương mở miệng nói. Tại hạ là thành chủ Úy gia Địa Long Thành, nguyện quy thuận đại nhân, trở thành thủ hạ của đại nhân. Một tên Úy gia còn lại liền cảm thấy kinh hãi nhưng rất nhanh liền hiểu được, giờ phút này Úy gia bọn họ chỉ còn lại hai người, nếu như không ôm đùi sợ rằng rất khó có con đường sống trở về. Kỳ Thắng Phong liếc hắn một cái nói. Lục Tinh Đỉnh Phong Vũ Đế, cũng tạm được, người đã muốn quy thuận ta, ta cũng không phụ người có tâm, vậy thì ta sẽ tiếp nhận ngươi, từ giờ trở đi ngươi chính là thủ hạ cấp thấp của ta. Thấp, thủ hạ cấp thấp. Úy Đông Dương há hốc mồm, ngượng ngùng nói. Đại nhâm ta chính là một trong ba bá chủ Địa Long Thành Đông Vực, là Lục Tinh Đỉnh Phong Vũ Đế, chỉ cách cao giai Vũ Đế có một bước ngắn. Kỳ Thắng Phong nói. Ta biết rõ, người Úy gia Địa Long Thành ta cũng biết, Úy Duyên Đào là gì của ngươi? Úy Đông Dương sững sờ một chút, lập tức sắc mặt đại biến sợ hãi nói. Úy Duyên Đào. Trong lòng hắn nhấc lên từng đợt sóng lớn, Úy Duyên Đào chính là gia chủ Úy gia mấy đời trước, cũng là vị gia chủ mạnh nhất từ trước đến nay của Úy gia, đạt đến Bát Tinh Vũ Đế. Hắn gian nan nuốt xuống từng ngụm nước bọt nói. Úy Duyên Đào lão nhân gia chính là tổ tiên của tại hạ, là gia chủ Úy gia năm đời trước, chẳng lẽ đại nhân nhận thức tổ tiên của ta? Kỳ Thắng Phong gật đầu nói. Năm đó hắn là thủ hạ trung đẳng của ta. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, vẻ mặt Kỳ Thắng Phong lạnh nhạt, căn bản không giống như nói dối, không nói đến việc tại sao một vị Bát Tinh Vũ Đế lại có thể trở thành thủ hạ trung đẳng của người ta, chỉ riêng việc Úy Duyên Đào là nhân vật của ngàn năm trước đã khiến mọi người hoảng sợ rồi. Không lẽ nhân vật trước mắt đã sống mấy ngàn năm? Úy Đông Dương cũng nghẹn họng, không biết nói gì cho phải. Kỳ Thắng Phong nói. Người đi theo ta, việc tấn chức Vũ Đế cao giai là sự tình dễ dàng, theo ta đi thôi. Hắn quay người đi về phía mộ điện. Không biết tại sao trong lòng Úy Đông Dương dâng lên sự mừng rỡ, tựa như hắn cực kỳ tin tưởng lời nói của Kỳ Thắng Phong vậy, giống như Thất Tinh Vũ Đế đang ở ngay trước mắt hắn. Trong nháy mắt ba người đã bước vào trong mộ điện. Lúc này trong mộ điện tựa hồ như là một mặt nước đang rung động, tình huống bên trong trở nên mơ hồ, không thấy rõ ràng lắm. Thần sắc Lý Vân Tiêu biến đổi, cũng bước theo vào trong mộ điện. Xuất gia và Đỗ gia quay sang nhìn nhau không biết nên làm thế nào, tiến thoái lưỡng nan. Lý Vân Tiêu vừa bước vào trong mộ điện lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị vọt đến, trực tiếp rót vào trong thân thể hắn lao thẳng vào linh đài thức hải. Hắn giật mình vội vàng vận chuyển đại diễn thần quyết chống cự lại lực lượng từ bên ngoài tràn vào, mồ hôi trên người hắn chảy ròng ròng. Càng làm cho hắn kinh hãi là dù đã vận chuyển đại diễn thần quyết, linh đài thức hải vẫn bị xâm nhập từng bước. Trong lòng hắn kinh hãi lập tức vận chuyển hồn chiến kỹ pháp, thân thể bắt đầu yêu hóa, hồn lực bàng bạc hiện ra, một tay bấm niệm pháp quyết, ma ha cổ tự trong từ trong đại diễn thần quyết hiển hiện, hướng về bốn phía tản ra, lập tức trấn khai lực lượng kỳ dị kia. Ồ, cửu giai thuật luyện sư, ma ha cổ tự. Âm thanh kinh ngạc của Kỳ Thắng Phong truyền đến, chỉ thấy ba người hắn, Úy Đông Dương và tên Úy gia còn sót lại đều lẳng lặng đứng ở phía trước, tựa hồ không bị lực lượng kỳ dị kia ảnh hưởng. Vẻ mặt Kỳ Thắng Phong khiếp sợ nhìn qua hắn, thần sắc dị thường phức tạp, mở miệng nói. Quả nhiên ngươi có thiên mệnh gia thân, không ngờ thuật võ song đạo đều đạt đến cửu giai, còn nắm giữ một bộ phận ma ha cổ tự trong tay. Lý Vân Tiêu sợ hãi nói. Vì sao các ngươi không bị cỗ lực lượng kia ảnh hưởng? Dị lực từ bốn phương tám hướng đã bị hắn dùng đại diễn thần quyết đẩy lùi lại vào tới lần nữa. Phía trước ba người Kỳ Thắng Phong còn có 10 tên võ giả chúng ta đang phủ phục dưới chân Vu Giật Tiên. Kỳ Thắng Phong nói, tiến vào trong mộ điện dù thần thức của ngươi ngập trời có thể ngăn cản nhất thời nhưng cuối cùng cũng bị nuốt hết, nếu ngươi quy thuận ta ta có thể ban cho ngươi vinh quang. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, chưa bao giờ hắn lại cảm giác hoảng sợ như lúc này,
mặc dù là cái chết cũng không làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng nếu trở thành như những kẻ đang phủ phục dưới chân kia, trở thành nô tài với hắn tuyệt đối còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Một ma ha cổ tự từ trong tay hắn bắn ra ngoài lao về phía trước ngưng tụ thành đại diễn thần quyết, đánh lui từng dị lực đang lao đến. Biện pháp tuy thập phần hữu hiệu nhưng mỗi lần như vậy đều hao phí lực lượng cực lớn, căn bản không phải là cách để có thể chèo chống lâu dài. Ánh mắt Kỳ Thắng Phong bỗng nhiên ngưng tụ nhìn chằm chằm vào đại diễn thần quyết, trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc nói. Ngươi, không lẽ ngươi nắm giữ một thiên thần quyết nguyên vẹn? Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Đúng vậy, trong tay của ta có một thần quyết nguyên vẹn, như thế nào, động tâm? Nếu ta bị dị lực khống chế ngươi liền không thể nào biết được thiên thần quyết này. Giờ phút này Kỳ Thắng Phong cực kỳ xúc động, cả kinh nói. Nếu ta không nhìn lầm thì đây là một thiên thần quyết về hồn thuật, ôi thần linh ơi, không ngờ lần này ta trở lại đã cực kỳ nghịch thiên rồi, thế mà còn có thể gặp một còn kinh khủng hơn nữa. Hắn lạnh giọng nói. Nếu như ta cứu ngươi, có đúng là ngươi nguyện ý truyền cho ta thiên thần quyết kia? Lúc này nội tâm hắn nổi lên từng đợt sóng lớn, cả người kích động đến mức khuôn mặt đỏ ửng, thậm chí dường như đã quên mục đích đến đây. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta có nói qua sao? Chỉ là nếu như ta mất đi thần trí, thiên thần quyết này đúng là sẽ thất truyền cùng thiên địa. Ngươi cứu ta chính là cứu nó, không hơn. Kỳ Thắng Phong cả giận nói. Nếu ta không chiếm được thì nó có thất truyền hay không có liên quan gì đến ta? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Chỉ cần ta còn sống ngươi còn có cơ hội có được, nếu như ta chết đi thì phần ngàn cơ hội ngươi cũng không có. Kỳ Thắng Phong giận tím mặt, nhưng ánh mắt bỗng xoay chuyển lại lộ ra thần sắc kỳ dị nói. Tốt, vậy thì ta cứu ngươi. Hắn giơ tay lên, trong tay ngưng tụ một đoàn ma nguyên lực, nói. Đối kháng với lực lượng này chỉ có ma nguyên lực mới có thể, ngươi buông bỏ phòng ngự đi để đạo ma nguyên lực của ta tiến vào cơ thể ngươi giúp ngươi bài xích dị lực ra bên ngoài. Đoàn ma nguyên lực kia quay cuồng trong tay Kỳ Thắng Phong rồi lao thẳng đến người Lý Vân Tiêu muốn nhảy vào trong cơ thể hắn. Lý Vân Tiêu thoáng ngạc nhiên một chút lập tức vung trưởng đối kháng, phong vân đột khởi oanh một tiếng đánh nát đoàn ma nguyên lực đang lao đến, trên mặt Lý Vân Tiêu không lộ ra biểu tình nào. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong đại biến, lạnh lùng nói. Thế nào, người sợ ta dùng ma nguyên lực khống chế ngươi? Dù sao trong Hóa Long Trì, Lý Vân Tiêu cũng đã từng nhìn thấy ma nô và ma bộc. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Điểm ma nguyên lực đó cũng còn chưa đến mức có thể khống chế ta. Hóa ra đối kháng với dị lực chỉ đơn giản dùng ma nguyên lực thôi sao, người nói sớm là được rồi. Hắn vội biến đổi ấn quyết, từng bóng ma ha cổ tự tỏa kim quang đột nhiên tiêu thất giữa không trung. Sau đó Lý Vân Tiêu lại vận chuyển bí quyết lần nữa, một cỗ ma nguyên lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lập tức thân thể hắn hiện ra từng đạo ma vân hắc sắc. Từ khi thái nhất huyền khí đồng hóa hết thảy lực lượng trong cơ thể hắn liền có thể tự do chuyển hóa nguyên lực thành ma nguyên lực thậm chí là thần dịch lực. Chỉ là thần dịch lực đồng hóa được quá ít, lúc trước khi hắn tiến giai vũ đế đã mô phỏng từ trong quy tắc thiên địa ra, rốt cuộc cũng chỉ được một ít. Sau khi Lý Vân Tiêu chuyển thành trạng thái ma hóa, dị lực bốn phía như là gặp nam châm cùng cực thoáng cái bị bài xích ra ngoài, quả nhiên có hiệu quả tức thì. Cái gì? Trong lòng Kỳ Thắng Phong dâng lên từng cơn sóng, hắn cảm giác như mình sống trên ngàn năm cũng chưa bao giờ gặp tình cảnh khiếp sợ như hiện tại. Hắn thất thần kêu lên. Làm sao ngươi có thể khống chế ma nguyên lực, lại không bị ma hóa? Trên miệng Lý Vân Tiêu treo nụ cười rạng rỡ, nói. Ngươi có thể, vì sao ta không thể? Kỳ Thắng Phong khó giữ được bình tĩnh, sắc mặt lạnh như băng nhưng nội tâm lại đang nóng rực. Người trước mặt hắn thuật vũ song đạo cùng bước vào cửu giai, nắm giữ một thiên thần quyết hồn luyện trọn vẹn, lại có thể điều khiển ma nguyên lực dễ dàng, nếu để hắn tùy ý phát triển, không biết tương lai liệu có ai có thể địch lại hắn. Mà ngay cả Kỳ Thắng Phong cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn, sát cơ trong mắt hiển lộ. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Ngươi có nguyện làm đồ đệ của ta? Lý Vân Tiêu cười nói. Không có hứng thú. Kỳ Thắng Phong nói. Ngươi đã biết thân phận của ta, đương nhiên biết Lỗ Thông Tử tổng trưởng của Hóa Thần Hải chính là đệ tử của ta. Nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, Hóa Thần Hải, thậm chí tương lai thiên vũ giới đều là của ngươi. Hắn vừa nói xong. Hai người úy ra như bị sét đánh ngang tai, trong đầu ông một tiếng cơ hồ mất đi suy nghĩ. Hóa ra vị đại nhân này là sư phụ của Lỗ Thông Tử đại nhân.
toàn thân Úy Đông Dương run rẩy, nội tâm tràn ngập đủ loại cảm giác, vừa mừng vừa SPJ, hiện tại rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao tổ tiên của mình nguyện ý làm thủ hạ trung đẳng, dùng thực lực của mình có thể làm thủ hạ hạ đẳng ngược lại có phần cảm thấy vinh hạnh. Đặc biệt nghĩ đến lúc trước Kỳ Thắng Phong nói mình muốn trùng kích Thất Tinh Vũ Đế cũng không khó khăn gì, hiện tại xem ra không phải là nói suông a. Trong mắt hắn ánh lên thần thái kích động, còn có chút lãnh ý, chỉ cần một khi mình bước chân vào Thất Tinh lập tức trở về Địa Long Thành chém tận giết tuyệt xuất gia và Đỗ gia. Hiện tại Hồng Nguyệt Thành ốc không mang nổi mình ốc, căn bản không có thời gian quản sự tình Đông Vực, kể cả Hồng Nguyệt Thành có hỏi đến mình cũng không sợ. Chủ nhân của mình là sư phụ của Lỗ Thông Tử tổng trưởng của Hóa Thần Hải cơ mà. Thoáng cái Úy Đông Dương cảm thấy mình như cao lớn hơn, lập tức dường như sống lưng thẳng hơn, mặt khác tên Úy gia kia cũng khiếp sợ không thôi, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, ta nghe nói khi Kỳ đại nhân trở về cũng là lúc sóng ngầm bên trong Hóa Thần Hải bắt đầu khởi động, tựa hồ ngươi và vị đồ đệ Lỗ Thông Tử kia cũng không được lòng nhau cho lắm. Ngươi nghe ai nói? Sắc mặt Kỳ Thắng Phong trong nháy mắt biến thành lạnh lùng nói. Nghịch đồ kia làm sao đấu lại ta, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể trực tiếp giúp ngươi trở thành tổng trưởng Hóa Thần Hải kế nhiệm. Điều kiện này ném ra dù là Lý Vân Tiêu cũng cả kinh cảm giác ăn không tiêu. Thiên hạ có hai đại thánh địa chi chủ, đã áp đảo phía trên chúng sinh, thần sắc Lý Vân Tiêu ngưng trọng dị thường, Kỳ Thắng Phong dám nói như vậy, chứng minh nhất định hắn có nắm lực lượng không nhỏ trong Hóa Thần Hải. Sợ là sau này thiên hạ muốn chấn động rồi. Hai người Úy Đông Dương cũng khiếp sợ không thôi, ngay sau đó thần sắc trở nên cực kỳ hâm mộ. Lý Vân Tiêu trấn định tâm thần nói. Danh vọng, quyền thế, không phải là việc mà ta sở cầu. Tâm thần Kỳ Thắng Phong chấn động, sát cơ tất hiện, một kẻ yêu nghiệt như thế lại có đạo tâm kiên định, tương lai trong thiên hạ không kẻ nào hơn được người này, đã không thể khống chế trong tay đương nhiên chỉ có con đường tiêu diệt. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được sát cơ đang bành trướng từ người Kỳ Thắng Phong, một tay bấm niệm pháp quyết nói. Vì việc này mà Kỳ đại nhân muốn giết ta sao? Trên mặt Kỳ Thắng Phong hiện lên vẻ giãy giụa khó quyết, đột nhiên xoay người sang phía khác lạnh nhạt nói. Ngươi lo lắng quá nhiều. Nói xong liền đi về phía Vu Giật Tiên đang ngồi trên vương tọa, thế nhưng sát khí trong mắt càng ngày càng tăng. Trong lòng Lý Vân Tiêu thoáng thả lỏng. Ít nhất hiện tại Kỳ Thắng Phong cũng chưa có ý tứ muốn động thủ, kế tiếp chỉ còn cách đi từng bước biết từng bước mà thôi, mặc dù nếu như thật sự động thủ hắn cũng chưa chắc sợ đối phương. Úy Đông Dương lộ ra thần sắc ngạc nhiên cực độ, không rõ tại sao Lý Vân Tiêu có thể cự tuyệt điều kiện như vậy, hắn với tên úy gia kia quay sang nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo Kỳ Thắng Phong. Trong lúc đó những tên võ giả đang phủ phục trên mặt đất kia đột nhiên đứng dậy xoay người nhìn chằm chằm về phía Kỳ Thắng Phong. Rồi bỗng nhiên hét lớn một tiếng cùng nhau ra tay, triển lộ ra toàn bộ thực lực công kích về phía Kỳ Thắng Phong, dường như đã khôi phục toàn bộ thực lực. Trên mặt Kỳ Thắng Phong lộ ra nụ cười lạnh, trong tay kết xuất một đạo ấn ký, lâm không oanh kích. Toàn thân ấn ký kia chỉ có một màu đen kịt, đúng là đặc trưng của ma công, tạo thành vòng xoáy cuốn toàn bộ mọi người vào trong. Oanh! Ấn quyết trong tay Kỳ Thắng Phong lại thay đổi, ấn ký kia trực tiếp nổ tung. Hắc mang tản ra tứ phía như lôi điện, mấy tên cường giả vũ đế va chạm với hắc mang liền bị ma khí đục từng lỗ trên thân thể, trên mặt bọn chúng lộ vẻ hoảng sợ, mồm há to, gục xuống quỳ trên mặt đất. Tên võ giả quỳ gối kia, thân thể của hắn đã bị ma khí đục thủng lỗ chỗ, trên vết thương đã xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn, từng vòng ma vân bắt đầu hiển thị trên thân thể, gương mặt hoảng sợ chậm rãi biến mất, cuối cùng xuất hiện nụ cười quỷ dị, bắt đầu đứng dậy như chưa hề bị thương. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn xem, hắn biết rõ những võ giả kia đã bị ma hóa, trở thành ma nô của Kỳ Thắng Phong. Kỳ Thắng Phong cũng không thèm liếc nhìn những tên ma nô kia mà trực tiếp bước về phía vương tọa, hắn nhìn Vu Giật Tiên ngồi trên vương tọa, lạnh nhạt nói. Sư tổ đại nhân, ván cờ mà người thiết hạ ra, sợ rằng kẻ thất bại chính là ngươi. Thân hình Lý Vân Tiêu chấn động, trên mặt hoảng sợ, không ngờ Vu Giật Tiên chính là sư tổ của Kỳ Thắng Phong. Như vậy hắn có thể suy đoán năm đó Vu Giật Tiên chính là nhất mạch truyền thừa từ ma bộ, khó trách Kỳ Thắng Phong lại biết nơi này, hơn nữa còn đến đây một mình. Kỳ Thắng Phong tiếp tục nói. Sự tình sư tổ không thể hoàn thành liền để ta kế thừa a. Hắn bước một bước rồi giơ tay chộp về phía Vu Giật Tiên. Đột nhiên đại kiếm trong tay Vu Giật Tiên bắn ra một đạo kiếm quang lóng lánh. Thần sắc Kỳ Thắng Phong không thay đổi,
Lâm Không chảo xuống trực tiếp nắm kiếm quang rồi thuận thế tung trưởng vỗ vào trên người Vu Giật Tiên. Lập tức một đạo chi lực cổ quái truyền ra từ thân thể Vu Giật Tiên, tựa hồ như bài xích với ma nguyên lực chấn bay trưởng lực của Kỳ Thắng Phong. Kỳ Thắng Phong nhướng mày, nhìn chằm chằm vào thân thể Vu Giật Tiên, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Cùng lúc đó nội tâm Lý Vân Tiêu rung động không ngừng, cỗ lực lượng dẫn động từ bàn tay dưới một trưởng kia của Kỳ Thắng Phong hắn tuyệt không lạ lẫm gì. Khó trách một đường đi đến đây hắn luôn có chút cảm giác quen thuộc, vừa rồi lực lượng tràn ra từ trong thân thể Vu Giật Tiên chính là nghê thạch chi lực khiến hắn đau đầu không thôi. Chẳng lẽ trong cơ thể Vu Giật Tiên cũng có nghê thạch? Kỳ Thắng Phong lạnh nhạt nói. Sư tổ đã chết nhiều năm rồi, không cần cố chấp như vậy đâu. Bảo bối này vốn nên truyền cho hậu bối là đúng rồi. Thân ảnh của Kỳ Thắng Phong bắt đầu động, hai tay không ngừng kết ấn. Từng đạo ấn ký oanh kích lên người Vu Giật Tiên, mỗi lần như vậy đều bị nghê thạch chi lực bắn ra nhưng hắn vẫn không dừng tay, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát, bộ thủ pháp mà Kỳ Thắng Phong đờn ác thi triển cực kỳ tinh diệu, trên con đường lĩnh ngộ thuật đạo đối phương đã hơn xa hắn, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đã gần như phù hợp với thiên đạo. Nghê thạch chi lực trên thân thể Vu Giật Tiên cũng bắt đầu càng ngày càng mạnh, giống như một tòa núi lửa đã bị kích hoạt. Bắt đầu phun trào, mạnh mẽ bắn ra ngoài. Long cong. Tựa hồ chuôi kiếm bị nghê thạch chi lực ảnh hưởng phát ra một âm thanh vang dội, kiếm ý tràn ngập xung quanh. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong đại biến, thình lình phi tốc lùi về sau. Ô ô, ô, ô. Âm thanh một đạo kiếm quang phá không lao đến, tạo thành một khe hở đen kịt đuổi theo Kỳ Thắng Phong. Cùng lúc đó chuôi kiếm trong tay Vu Giật Tiên chấn động kịch liệt. Dần dần biến hóa ngưng hình chậm rãi biến thành một kim cương tám trượng, hai tay chắp trước ngực, miệng gào thét to bắt đầu phản kích dữ dội. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, không ngờ là bảo kiếm trực tiếp hóa hình. Kỳ Thắng Phong cũng hãi không thôi, dừng người lại trên không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ma quang hiển hiện trong tay, quát. Ma quang chạm, một tia chớp màu đen kích xuống, tuôn ra ma khí không ngừng. Hóa thành một quang nhận lăng lệ ác liệt oanh kích chống lại đạo kiếm khí kia. Hào cỗ lực lượng trùng kích tạo thành lực phá hoại kinh khủng, dư âm của nó còn khiến cả mộ điện như lắc lư. Đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, một chiêu này hắn đã thấy đế giả sử dụng trong Tu Di Sơn, giờ phút này hắn càng khẳng định Kỳ Thắng Phong đã hấp thu thi thể đế quân, cùng là phân thân của ma chủ nên không khác biệt bao nhiêu. Đạo kiếm khí kia bị ma quang nghiền nát, bảo kiếm hóa hình thân thể cũng theo đó lao tới. Lại hét to một tiếng rồi chắp tay trước ngực đẩy mạnh về phía trước, lại là một đạo kiếm khí nữa nhưng lần này uy lực còn tăng lên gấp bội. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong ngưng trọng nhưng không hề bối rối, hai tay nhanh chóng biến hóa ấn quyết, lập tức sau lưng hắn hiện ra một ma ảnh cực lớn. Chân ma pháp tướng. Kỳ Thắng Phong hét lớn một tiếng, tay phải đặt trước người, Lâm Không tung ra một chỉ. Ma ảnh cự linh sau lưng cũng đồng dạng giơ ngón tay lên điểm về phía bảo kiếm. Hai đạo lực lượng va chạm, không gian trực tiếp vỡ vụn, nhanh chóng lan tràn khắp bốn phương tám hướng, thời khắc này cả đại điện bị lật tung, tất cả kiến trúc bị dư âm vụ nổ chấn nát hóa thành cho tàn. Từ trung tâm hai đạo lực lượng va chạm, một cỗ năng lượng phong bạo lan rộng ra, không chỉ đại điện bị phá hủy ngay lập tức mà cả đáy hồ cũng bị quấy nát lên, phân nửa hồ nước bị trưng nóng bốc hơi nhanh chóng. Hai người úy ra cùng những ma nô kia đứng ngay gần trung tâm vụ nổ còn thê thảm hơn. Tên úy gia kia cùng những tên ma nô đều bị phân thân toái cốt, úy Đông Dương và một vài tên ma nô cường đại khác bị xung lực đẩy ra xa, sinh tử không rõ. Nội tâm Lý Vân Tiêu hoảng hốt, vòng xoáy năng lượng kia như là một kiếm khí chi hải cùng với ma nguyên chi hải hỗn hợp cùng một chỗ, không ngừng cọ rửa thân thể hắn, tạo ra từng vết thương chồng chất. Nhưng mà ngay lập tức thân thể của hắn cũng không ngừng hấp thu hai chủng năng lượng kia để tu bổ thân hình bị tổn hao. So sánh về tốc độ tiêu hao và phục hồi thì tuy thương thế không ngừng mở rộng nhưng lại vô cùng chậm chạp. Mà hai nhà Đỗ gia và Xuất gia ở bên ngoài mộ điện vì cách khá xa và cũng do đã chuẩn bị đầy đủ tuy cũng bị trùng kích không nhẹ nhưng cũng chỉ đến mức tổn thương thân thể mà thôi cũng không xuất hiện thương vong. Nhưng trên mặt tất cả mọi người đều cực độ hoảng sợ, không biết bên trong đã phát sinh chuyện gì. Một chiêu quyết đấu, không chỉ có hồ nước bị bốc hơn mà hơn nữa tựa như hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa. Mọi người cảm giác chỗ mình đang đứng không giống như đang ở đáy hồ, mọi người giật mình nhìn quanh bốn phía thì phát hiện thế mà mình đang đứng trong một quảng trường. Tất cả kiến trúc bốn phía đều quái dị giống như từng xác côn trùng sừng sững giữa đất trời,
tuy cổ quái nhưng lại tản mát ra lực lượng to lớn làm người ta sinh lòng ngưỡng mộ và sùng bái. Sau khi trải qua khiếp sợ trong chớp mắt, Lý Vân Tiêu liền tỉnh táo lại, có lẽ địa phương này đã từng tồn tại, là một thế lực cường đại, hắn từ các dấu vết để lại đoán ra được nhiều điều. Mà lúc này, hoàn cảnh hiện ra trước mắt mọi người chính là di tích lưu lại, chỉ có điều từ kiến trúc mà suy luận thì địa phương này hẳn không phải là chỗ ở của nhân loại. Vân Tiêu đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là làm sao? Xuất Quân Uy từ trong kinh hoàng tỉnh lại, lập tức nhìn thấy Lý Vân Tiêu liền vội vàng bước đến hỏi thăm. Giờ phút này Lý Vân Tiêu cũng cực kỳ chật vật, trên thân thể vết thương chằng chịt, nhìn thân thể hắn mà cảm thấy giật mình, nhưng kỳ thực cũng chỉ là vết thương ngoài da, không chạm đến nội phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, sau khi Kỳ Thắng Phong và bảo kiếm kia quyết đấu một chiêu đã biến mất không thấy, không chỉ có như thế mà ngay cả thân thể Vu Giật Tiên cũng biến mất không một tăm hơi. Oanh! Đột nhiên một tiếng nổ lớn từ trên bầu trời vang vọng khắp bốn phía, một đạo liệt quang giống như gai nhọn lao ra, sau đó một thân ảnh từ không trung nhanh chóng lao xuống, nện thẳng trên mặt đất, chấn cho đại địa rung chuyển. Lý Vân Tiêu cảm thấy hoảng sợ, không ngờ thân ảnh bị đẩy bay xuống chính là Kỳ Thắng Phong. Làm sao có thể, chẳng lẽ bảo kiếm hóa hình kia lại có thể chiếm thượng phong? Trong lúc hắn đang tự hỏi không biết kết quả thế nào thì Kỳ Thắng Phong từ trong lòng đất lao lên, vẻ mặt bình tĩnh hướng về phía bầu trời mở miệng. Sư tổ A, ta đã tuân theo chỉ thị của ngươi đi đến nơi này, vì sao không chịu truyền thân thể đó cho ta? Từ trong không trung xuất hiện một đạo cường quang rồi có một đạo nhân ảnh từ trong đó bước ra, trong tay nắm bảo kiếm, khuôn mặt bóng người dần hiện rõ ra. Không ngờ là Vu Giật Tiên. Không chỉ có bọn người xuất quân uy mà ngay cả Lý Vân Tiêu luôn bình tĩnh cũng không hiểu rốt cục là có chuyện gì. Vài đạo thân ảnh mano từ phía xa xa bay lại phân bổ bốn phía xung quanh Kỳ Thắng Phong kết thành tư thế phòng ngự. Thế nhưng lại không thấy bóng dáng Úy Đông Dương, đoán chừng đã sớm trốn đâu đó. Vu Giật Tiên đứng trên bầu trời, thần thái sáng lạng, nhưng ánh mắt lại có chút ngốc trệ, chậm rãi mở mồm nói. Ma nguyên lực. Cuối cùng hậu bối cũng đưa đến cho ta. Kỳ Thắng Phong biến sắc, trong ánh mặt dường như có điều hiểu ra nói. Thúc tổ đại nhân, rốt cuộc thì đây là chuyện gì, kính xin nói rõ cho truyền nhân. Vu Giật Tiên mở miệng nói. Đem ma nguyên lực cho ta. Đồng tử Kỳ Thắng Phong co lại, hắn đương nhiên cũng nhìn ra Vu Giật Tiên không bình thường, lạnh giọng nói. Sư tổ đại nhân, rốt cuộc hiện tại ngươi vẫn còn sống hay là đã chết? Đột nhiên sắc mặt Vu Giật Tiên trở nên giận dữ, hét lớn một tiếng. Đem ma nguyên lực cho ta. Sau khi hắn hét lên liền cầm bảo kiếm giơ lên cao rồi bổ xuống. Bầu trời như bị chém thành hai nửa, kiếm quang cực lớn lâm không rơi xuống giống như là thiên thạch đang lao đến. Vẻ mặt Kỳ Thắng Phong tuy ngưng trọng nhưng không hề bối rối, tựa hồ hắn đã khống chế được thế cục trước mắt. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết, lẳng lặng đứng đó, đột nhiên không gian xoay chuyển. Cả người hắn biến mất không để lại một dấu vết. Đúng là thuấn di chi thuật, với hồn lực cực mạnh của hắn cho dù là cửu thiên đế khí cũng không cách nào áp chế không gian ngăn trở hắn thuấn di. Mà sắc mặt những tên mano kia thì dữ tợn dị thường, gào thét lao về phía Vu Giật Tiên, thân thể bọn chúng trở nên bành trướng, dường như muốn sử dụng tự bạo để tấn công. Những kẻ còn sót lại ít nhất cũng có thực lực vũ đế trung giai, lúc này toàn bộ đều tự bạo tạo thành một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Dầm, dầm, dầm. Từng tiếng động mạnh, đại địa như bị chấn nứt, mỗi một gã vỏ giả tự bạo đều trực tiếp bạo tạc nát không gian xung quanh, kiếm khí do Vu Giật Tiên phát ra trong cơn bạo tạc bị chấn nát, ngay cả thân thể của hắn cũng bị vụ nổ lan đến. Đúng lúc này Kỳ Thắng Phong xuất hiện trên bầu trời, lại thi triển chân ma pháp tướng lần nữa, một đạo ma ảnh cự linh khổng lồ xuất hiện sau lưng cùng với chân thân bắt đầu kết xuất ấn ký. Một ký hiệu cổ quái màu đen xuất hiện giữa không trung đột nhiên lao về phía trung tam vụ bạo tạc. Mặc dù mấy người Lý Vân Tiêu đứng ở đằng xa nhưng cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Ký hiệu màu đen kia lao xuống vụ nổ dường như xua đi cho bụi khiến mọi người nhìn rõ khung cảnh bên trong. Tại phần đông ma nô tự bạo tạo thành lực phá hoại khủng khiếp, rất nhiều tòa kiến trúc xung quanh hóa thành bột phấn, biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi người lại bị liên lụy lần nữa, đều thổ ra từng ngụm máu lớn. Tất cả đều cực độ hoảng sợ, nếu bọn hắn bị chúng phải lực lượng kia chắc chắn cũng sẽ bị hóa thành bột phấn. Duy chỉ có Lý Vân Tiêu coi như còn bình tĩnh, chỉ là thần sắc ngưng trọng, nhíu mày suy nghĩ. Khắp bầu trời tan hết bụi bẩm,
dần dần lộ ra địa mạo quảng trường sau khi bị phá hư, một ma ấn hạ, hầu như tất cả kiến trúc đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành một mảnh phế tích. Mà Vu Giật Thiên và đa số ma nô sau khi tự bạo, cũng bị một cái ma ấn tạp nhập trên đại địa, một hố sâu không thấy như nối thẳng hai đầu thiên vũ giới. Kỳ Thắng Phong lẳng lặng đứng thẳng trên bầu trời, đứng chắp tay, sắc mặt dị thường bình tĩnh, tựa hồ tất cả đều ở trong khống chế. Tinh mang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động không ngớt, hắn đoán chừng thực lực Kỳ Thắng Phong nằm khoảng thất tinh đỉnh tương đương với thực lực Lục Giản Bác, thậm chí còn ở trên Lục Giản Bác một bậc, nội tâm hắn khiếp sợ khó diễn tả được, phải biết rằng thời khắc này thân thể Kỳ Thắng Phong chỉ là một gã vũ tông mà thôi a, chỉ thuần túy dựa vào linh hồn cùng ma nguyên lực, nếu để cho hắn tìm được một thân thể cường đại phụ thể, thực lực mạnh sợ là có thể trực tiếp kéo lên cửu tinh. Mà dựa theo những điều hắn nói từ lúc vào đến bây giờ thì tựa hồ hắn muốn đoạt xá cổ thân thể Vu Giật Tiên này. Nghe đồn Vu Giật Tiên cũng là cường giả thể thuật, nhục thân chi lực mặc dù không bằng Ngạo Trường Không danh chấn thiên hạ, nhưng công pháp tu luyện cũng hơn người, có một không hai trong thiên hạ, hơn nữa tựa hồ còn nắm giữ nghê thạch lực, nếu là bị Kỳ Thắng Phong đoạt xá thành công, đồng thời tiến hành luyện hóa, chiến lực tuyệt đối có thể so với cửu tinh vũ đế. Bang bang! Đột nhiên bên trong đại địa truyền đến mấy đạo âm thanh vang dội, ngay sau đó lấy vụ nổ lúc nãy làm trung tâm lan rộng ra bốn phía, khiến đại địa hóa thành từng mảnh nhỏ. Một công kích tuyệt cường trực tiếp từ phía dưới vọt lên, chém về phía Kỳ Thắng Phong, cả người Vu Giật Tiên cũng vọt ra, nhân kiếm hợp nhất, của đại kiếm lao lên, chỉ là không có công pháp mà chỉ là loạn chém. Tổ sư đại nhân, vô dụng. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong đạm nhiên, khẽ thở dài một tiếng, nói. Ta biết ngươi sớm đã chết, hiện tại chỉ là nghê thạch sinh ra một tia linh thức đã khống chế thân thể của ngươi mà thôi. Thân ảnh của hắn trên không trung chậm rãi trở thành nhạt, trực tiếp thuấn di xuống phía dưới, rơi vào sau lưng Vu Giật Tiên, trong tay hiện ra một đạo thanh quang, biến ảo thành một thanh võng. Năm ngón tay khẽ nhúc nhích, thanh võng liền cấp tốc mở ra hình thành tư thế quang lưới hướng về phía Vu Giật Tiên bay đi. Kỳ Thắng Phong chỉ quyết không ngừng biến động. Cái lưới kia phô thiên cái địa lao xuống, chụp xuống người Vu Giật Tiên đang thần tình phát cuồng, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại. Sắc mặt Vu Giật Tiên dữ tợn, liều mạng của đại kiếm, muốn chém ra thanh võng, nhưng kiếm khí cũng trực tiếp xuyên thấu thanh võng, chém về phía xa, không cách nào tổn thương mảy may. Mà thân thể hắn ngay khi bị thanh võng đụng vào liền khóa lại. Lý Vân Tiêu nhìn một màn này trong lòng chấn động, sợ hãi nói. Yên La Huyễn Hạc Cân trên đời vậy mà thật sự có vật ấy. Kỳ Thắng Phong quay đầu lại nhìn Lý Vân Tiêu một cái, lộ ra vẻ khen ngợi, nói. Không sai, đúng là Yên La Huyễn Hạc Cân, cả vật thể thanh sắc trong suốt, có khả năng thẩm tách tất cả lực lượng, dùng để trói người là hay nhất. Trong tay hắn bí quyết ấn tiếp tục thi triển ra, thanh võng buộc càng chặt, tùy ý Vu Giật Tiên giãy giụa như thế nào đều không thoát, cuối cùng được bị trói buộc gắt gao, cũng không thể huy động kiếm. Ngay cả nhục thân chi lực cũng nhanh chóng bị thanh võng trực tiếp thẩm tách đi qua, không cách nào tổn thương lên thân võng. Yên La Huyễn Hạc là yêu thú trong truyền thuyết, tuy rằng không phải là chân linh nhất cấp, nhưng gần nó có giá trị thậm chí ở trên chân linh bí bảo, loại năng lực có khả năng thẩm tách tất cả lực lượng, ngay cả kiếm khí đều không thể chặt đứt, cơ hồ là tồn tại vô giải. Thanh võng trực tiếp kháp vào trên da thịt Vu Giật Tiên, nhưng thủy chung vẫn không lạc phá da thịt của hắn, đủ thấy nhục thân rất mạnh. Ánh mắt Kỳ Thắng Phong lộ ra vẻ hưng phấn, cười nói. Sư tổ đại nhân, nghê thạch thật đúng là bướng bỉnh khó thuần, hiện tại ta đã nắm giữ đại cuộc vẫn còn muốn phản kháng. Tùy ý Vu Giật Tiên giãy giụa như thế nào, tứ chi đã bị trói chặt, chỉ có thể ở không trung bay tới bay lui, giống như một cây gậy. Sau đó Kỳ Thắng Phong lấy ra một trận bàn, tiện tay vỗ, một đạo thanh quang liền trên không trung tản ra, giống như một mặt hồ, chia bầu trời làm hai nửa. Trên mặt trận bàn hiện ra hai trận pháp cổ quái. Sau đó Kỳ Thắng Phong thay đổi bí quyết ấn một ngón tay, Vu Giật Tiên bị Yên La Huyễn Hạc Cân trói chặt, hoàn toàn không tự chủ được bị kéo vào bên trong trận pháp, chính Kỳ Thắng Phong cũng đi vào trong đó, thần sắc bắt đầu ngưng trọng kết ấn không ngừng. Trong lòng Lý Vân Tiêu một trận hoảng sợ, hai trận pháp cổ quái ngay cả hắn cũng không biết, nhưng đã từ các loại dấu hiệu hắn đoán ra được, Kỳ Thắng Phong là muốn tại chỗ đoạt xá thân thể Vu Giật Tiên. Việc đoạt xá đều hung hiểm dị thường, cũng không phải là linh hồn giành được thân thể liền có thể hòa hợp cùng một chỗ, chỉ có độ phù hợp càng cao, bài xích giữa linh hồn và thân thể mới có thể càng nhỏ.
Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm bất định, hắn không biết Kỳ Thắng Phong dựa vào đâu mà có thể lớn mật như thế, dám tiến hành đoạt xá ngay trước mặt hắn, có phần quá tự đại đi. Trái lại cũng để cho hắn do dự không thôi, không biết có nên tranh thủ cơ hội xuất thủ đánh chết Kỳ Thắng Phong hay không, dù sao hiện tại Kỳ Thắng Phong cũng có ma khí quán thể, hơn nữa hắn còn có thân phận cửu giai đỉnh thuật luyện sư, thậm chí so với ma chủ phân thân còn phải cường đại hơn. Mấu chốt nhất là, đối phương mới biết bản thân hắn có đại diễn thần quyết, đồng thời bản thân còn có ma nguyên lực, mặc dù tự mình không giết đối phương cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho mình. Trong lòng tự định, trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên sát cơ. Nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất, chỉ có ngay lúc Kỳ Thắng Phong đoạt xá thành công, mới là cơ hội tốt nhất giết hắn. Người đã có dũng khí như vậy, ta liền không ngại thử một lần, ngay lúc đoạt xá thành công. Ta nhìn xem ngươi còn có sát chiêu gì. Trên mặt Lý Vân Tiêu thần tình dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu quan khán nghi thức đoạt xá, trận bàn kia tuyệt đối là lúc Kỳ Thắng Phong ở đỉnh cao liền luyện chế ra, hiện tại trực tiếp thi triển ra là được, bằng không lấy lực lượng của hắn bây giờ sợ không cách nào tiến hành. Hai trận pháp cổ quái vận chuyển, trên người Kỳ Thắng Phong lộ ra vẻ thần thánh chi khí, trên mặt một mảnh thành kính, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ giống như đang cầu khẩn. Sau đó đại lượng ma khí từ trong thân thể hắn tuôn ra, xoay tròn bốn phía, không ngừng hiện ra các loại phù hiệu, trên không trung hiện ra từng cái huyễn diệt. Hai trận pháp cổ quái giống như không ngừng có từng cục đá tác động lên mặt nước, nhộn nhạo lên, một vòng sóng lan ra, từ từ tiến hành dung hợp, cuối cùng tạo thành một đại trận. Mà đoàn hắc sắc khí cũng trực tiếp xông lên thân thể Vu Dật Tiên, thân thể Vu Dật Tiên đang cực lực chống lại lập tức ngừng chuyển động, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Thân thể cứng lại giống như cương thi, sắc mặt chậm rãi ngây dại ra, cuối cùng hoàn toàn mất hết thần thái, hóa thành một bộ thể xác ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, nhưng ngay lập tức như có một lực lượng vô hình nâng đỡ cũng không rơi xuống. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, trong lòng lấy làm kinh ngạc, nghĩ không ra toàn bộ quá trình vậy mà đơn giản như thế, hơn nữa chỉ nhìn qua, tựa hồ linh trí nghê thạch trong cơ thể Vu Dật Tiên cũng không có cách nào phản kháng. Nội tâm hắn nhảy một cái. Rốt cục quyết định, trực tiếp tế xuất 11 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, trong nháy mắt hóa ra một đại kiếm hình, lâm không chém tới. Kiếm hình đâm vào mặt trên trận pháp, khiến cho tốc độ thi pháp chậm lại, mặt trận pháp nhộn nhạo tạo ra sóng gợn, giống như tạo ra một tình cảnh cực kỳ bình yên vậy. Trong lòng Lý Vân Tiêu trầm xuống, biết gặp khó khăn không nhỏ, trận bàn này còn có chứa lực phòng ngự cực mạnh, chỉ ít trước mắt vậy mà có khả năng hóa giải công kích của hắn. Trên mặt Vu Dật Tiên lộ ra vẻ kinh bỉ như nhìn trẻ con làm trò, nói. Người rốt cục nhìn không được xuất thủ a. Thanh âm kia đã là của Kỳ Thắng Phong rồi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong miệng quát nhẹ, trong tay bí quyết biến đổi, bộ hình trong nháy mắt lâm không bạo khai, một cổ kiếm khí tạo thành một cơn lốc lao lên như muốn cuốn phăng tất cả. Bang bang phanh. Trận gàn dưới cơn lốc kiếm khí lập tức nghiền nát. Sau đó Lý Vân Tiêu lần thứ hai chỉ quyết. Cơn lốc kiếm khí trong nháy mắt hướng Vu Dật Tiên lao đến. Kỳ Thắng Phong, bây giờ người bị Yên La Huyễn Hạc cân trói chặt thân thể, làm sao tránh kiếm khí của ta chứ? Tựa hồ đối Kỳ Thắng Phong với công kích của hắn cũng không thèm để ý, biểu tình không ngừng biến hóa, tựa hồ trong lúc tiếp thu thân thể này, xuất hiện chút tình huống khác thường. Thẳng đến khi cơn lốc kiếm khí lao đến trước mắt, hắn thoáng nhìn một chút, cười nhạo nói. Yên La Huyễn Hạc Cân tuy rằng có khả năng thẩm tách tất cả lực lượng, nhưng không cách nào thẩm tách hủ thực chi lực a, bản thân ngươi cũng có ma nguyên, hẳn là rất rõ ràng mới đúng, ma khí ăn mòn vạn vật. Phanh! Mới vừa nói xong, Yên La Huyễn Hạc Cân trói trên người Kỳ Thắng Phong liền trực tiếp bị cắt đứt, trên không trung hóa thành thanh yên nhàn nhạt tiêu tán, chí bảo bậc này thế mà cứ thế tiêu tán giữa không trung. Nhưng Kỳ Thắng Phong tuyệt đối không nuối tiếc, đối với hắn thì vật kia đã hoàn thành sứ mạng của mình. Hắn nhẹ nhàng tung nắm đấm bấm, tay niệm thần chú, cả người thuấn gian di động, tiêu thất ở tại chỗ. Cơn lốc kiếm khí của Lý Vân Tiêu trực tiếp tiêu thất không còn, 11 thanh kiếm ngay lập tức hiện hình ra, bay trở về, cắm xung quanh người hắn. Sau một khắc, Kỳ Thắng Phong xuất hiện cách đó không xa, nhìn 11 bảo kiếm, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. 11 chuôi cửu giai huyền khí, xem ra trình độ yêu nghiệt của ngươi còn trên dự liệu của ta a. Quả thật là đáng sợ nếu không phải ta có thể nhìn ra số tuổi thật sự của ngươi, bằng không thật muốn nghĩ đến ngươi cũng là lão quái vật nào đoạt xá thân thể.
Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, như vậy cũng không thể tổn thương Kỳ Thắng Phong, hắn biết mình không có cơ hội, lập tức vung tay lên, trực tiếp đem 11 thanh kiếm thu hồi, hóa thành một đạo lôi điện quay người bỏ chạy. Hừ, bây giờ mới biết muốn chạy trốn, ngươi cho là ta sẽ cho phép ngươi đi sao? Kỳ Thắng Phong làm trò ngược lại cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi thông minh như vậy, biết trong lúc ta đang đoạt bỏ trước tiên xuất thủ, cũng biết trong lúc ta còn chưa phù hợp với cổ thân thể này nên tìm cách đào tẩu, nhưng mà ngươi không biết là, để luyện hóa cổ thân thể này, đã được chuẩn bị từ sư phụ ta, đã chuẩn bị hơn 1.000 năm a. Hắn Lâm Không Thuấn Di đi ra ngoài, lập tức xuất hiện trước người Lý Vân Tiêu, một quyền liền Lâm Không đánh tới. Quyền phong tạo ra kình khí cường đại trực tiếp oanh phá không gian, tầng tầng lớp lớp, giống như sóng biển cuốn thẳng lên bầu trời. Nội tâm Lý Vân Tiêu bỗng nhiên trầm xuống, một quyền này tuyệt đối là lực lượng của Vu Giật Tiên, nếu hiện tại Kỳ Thắng Phong đã hoàn toàn phù hợp thân thể này, vậy hắn thật không có bất cứ cơ hội trốn thoát nào. Nhưng một quyền này tuy rằng cường đại, cũng bất quá cao hơn Thất Tinh Vũ Đế mà thôi, nếu không phải Kỳ Thắng Phong không muốn xuất toàn lực, thì đâu chỉ đơn giản là Thất Tinh Vũ Đế mà thôi. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, thân thể lần thứ hai hóa thành lôi điện, bay nhanh hướng phía sau rời khỏi, đồng thời lấy ra Mộ Vân Kính, Lâm Không triển khai. Mộ Vân Kính trực tiếp soi sáng một mảnh, trong nháy mắt quyền ảnh kia bị tiêu giảm đi không ít, nhưng vẫn như cũ đánh vào trên mặt kính, bộ phận lực lượng xuyên thấu lao qua, được chiết xạ thành vô số quang mang thật nhỏ tách ra bốn phía, bộ phân nhỏ rơi trên người Lý Vân Tiêu, khiến hắn khí huyết quay cuồng, bay nhanh thối lui ra sau. Trên mặt Kỳ Thắng Phong lộ ra giật mình vẻ, nói. Đại bi Mộ Vân Kính, trong tay ngươi lại còn có bảo vật như vậy. Sắc mặt hắn một trận âm trầm, lạnh giọng nói. Ta hôm nay cũng muốn nhìn, ngươi có thiên mệnh gia thân, rốt cuộc còn có bao nhiêu con bài chưa lật ẩn giấu. Hai tay hắn kết ấn, chân ma cự linh ở sau người hiện ra, một ngón tay Lâm Không điểm xuống, toàn bộ bầu trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn đè ép xuống tới, giống như mặt nhật. Thần sắc Lý Vân Tiêu khẽ động, hắn đoán không có sai, Kỳ Thắng Phong vẫn không thể hoàn toàn nắm trong tay thân thể Vu Giật Tiên, bằng không căn bản không cần vận dụng chân ma pháp tướng, chỉ cần 1/10 lực lượng của Vu Giật Tiên có thể đơn giản giết chết hắn. Ánh mắt hắn lóe lên quang mang, trên người bắt đầu hiện ra ma văn, hai tay kết ấn thật nhanh, vậy mà giống Kỳ Thắng Phong như đúc. Không trung truyền đến âm thanh vang dội, phía sau Lý Vân Tiêu cũng chậm rãi hiện ra một đoàn bóng đen. Đồng dạng cũng là một pho tượng cao to vô cùng, chân ma cự linh xuất hiện, theo Lý Vân Tiêu một quyền đánh ra, quả đấm đen nhánh kia cũng Lâm Không hạ xuống. Chân ma pháp tướng, tâm thần Kỳ Thắng Phong chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, trong mắt sát cơ đậm đặc không gì so nổi. Người này hôm nay không trừ diệt, tất biến thành kẻ ngáng đường. Ầm ầm, hai tôn chân ma pháp tướng, một ngón tay một quyền, trên không trung chạm vào nhau. Hiển nhiên lực lượng Lý Vân Tiêu yếu hơn một tầng, quyền phong từng cái tan vỡ, cự linh phía sau cũng bị chấn đến mức sập xuống. Một cổ cự lực trực tiếp truyền lại quyền tâm Lý Vân Tiêu, cảm giác đau nhức lan tràn ra, ma văn trên cánh tay giống như băng vải bị lột dần ra, tựa hồ bị người lột hết ra vậy. Trong mắt Kỳ Thắng Phong hiện lên vẻ sắc bén, Lâm Không bước ra một bước, cự linh cũng một cước dẫm nát cả vùng đất, chấn đắc thiên địa. Chân ma cự linh luân khởi một quyền, đuổi theo Lý Vân Tiêu. Nơi cự linh ma quyền đi qua, dự ba kịch liệt, mọi người hai nha xuất, đỗ đều tâm thần chấn động, gương mặt hoảng sợ kinh khủng, thân thể bọn họ hầu như dầu hết đèn tắt, làm gì còn khả năng chống lại lực lượng lăn qua lăn lại như vậy. Từng nơi ma khí cuồn cuộn đi qua, từng người một đều bị chấn đến mức thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài. Càng làm cho mấy người hoảng sợ là đại lượng ma khí từ vết thương của bọn họ trực tiếp dũng mãnh lao vào trong cơ thể, bắt đầu ma hóa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, một thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm nắm trong tay, Lâm Không vận chuyển kiếm quyết. Thân thể sau khi ma hóa, cũng tuôn ra cửu thiên đế khí, hội tụ ở bốn phía thân kiếm, hóa ra quang mang chói mắt, theo kiếm quyết dẫn dắt, hàng vạn hàng nghìn tinh quang tụ hội. Kiếm quyết thần quang. Một kiếm Lâm Không chém ra, giống như là một đạo thần dương phá vỡ đêm tối, xua tan hắc sắc vô biên, mang theo tình cảm ấm áp, làm cho vạn vật cảm thấy bừng lên sức sống. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong đại biến, kiếm ý một kiếm kia trực tiếp dẫn tới thiên địa dị tượng, hắn phảng phất nhìn thấy sau lưng Lý Vân Tiêu xuất hiện một tia thần hy mọc lên. Hoắc, quyền mang bị kiếm khí xỏ xuyên qua, thần hy sơ chiếu, đâm rách hắc ám,
dư quang chiếu xuống. Hừ! Kỳ Thắng Phong hừ lạnh một tiếng, cự kiếm trong tay đưa ngang trước người, trực tiếp đem đỡ dư quang, tạo ra âm thanh chấn động bang bang phanh vang lên. Kiếm ý quanh thân Lý Vân Tiêu không giảm, không những vậy lại còn đang không ngừng tăng lên, cả người đứng yên giữa không trung, giống như một chuôi tuyệt thế bảo kiếm sừng sững giữa thiên địa, tản mát ra khí tức kinh khủng. Kỳ Thắng Phong lạnh giọng nói, kiếm ý đạt đến mức như vậy đã chạm ngưỡng võ đạo điên phong, ngươi tuyệt đối không thể nào chỉ có bằng này tuổi, rốt cuộc ngươi là tồn tại thế nào? Lý Vân Tiêu lẳng lặng nói, cái đó và ngươi có quan hệ sao, mỗi người đều có con đường không giống nhau, tuy rằng ta không phải địch thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vừa mới đoạt xá xong thân thể Vu Giật Tiên, sợ là chưa thể hoàn toàn hòa hợp, cần có thời gian tiếp tục củng cố độ hòa hợp đi. Trên mặt Kỳ Thắng Phong hiện lên một tia kinh dị, thời khắc này hình dạng Lý Vân Tiêu không quan tâm hơn thua, khí định thần nhàn, hoàn toàn là hình dạng tông sư một phái, đạo kiếm ý kia cùng với thần thái quân lâm thiên hạ hiện tại, tuyệt đối không thể giả vờ, phải có quá trình thiên truy bách luyện mới có thể đạt được như vậy. Hừ, quả nhiên không đơn giản. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Đúng là ngươi không có quan hệ gì với ta, nhưng mà ngươi nắm giữ một thiên hồn luyện thần quyết hoàn chỉnh. Còn ma nguyên lực cùng ma công, thậm chí còn có một vài điểm ngay cả ta cũng không nhìn thấu, những thứ này đều việc ta không dễ dàng bỏ qua. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Nhưng ngươi bây giờ không cách nào nắm thân thể Vu Giật Tiên trong tay, ngươi có nắm chắc giết được ta sao? Kỳ Thắng Phong hừ nói. Không thử một chút làm sao biết được chứ? Hai người kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủi, bầu không khí lập tức trở nên lãnh lệ, hai người đều đã từng đứng đỉnh cường giả đại lục. Trên người nắm giữ không phải là tuyệt học thì cũng là bí pháp. Ánh mắt Kỳ Thắng Phong càng ngày càng lạnh, bởi vì hắn hoàn toàn không đoán biết được thực hư Lý Vân Tiêu. Mà Lý Vân Tiêu lại là ánh mắt đạm nhiên, dáng vẻ như nắm chắc, bởi vì hắn đã hiểu rõ một hai khả năng của Kỳ Thắng Phong. Kỳ Thắng Phong có chút hối hận vì lúc nãy không tay luôn với Lý Vân Tiêu, bây giờ đúng như đối phương nói, cổ thân thể này ngược lại trở thành điểm yếu của hắn khiến hắn khó mà sử dụng được nhiều thủ đoạn. Mà Lý Vân Tiêu cũng điều tức lại, hồn lực cũng khôi phục hơn phân nửa, những điều này khiến cho thực lực của hai người đã tiến rất gần nhau. Kỳ Thắng Phong nói, đưa ra hồn luyện thần quyết, hôm nay có khả năng thả ngươi rời đi. Lý Vân Tiêu nói, không có khả năng. Lúc này Kỳ Thắng Phong không cần phải nhiều lời nữa, cự kiếm trong tay lóe lên, ngũ chỉ khép lại như đao, chém xuống. Cự kiếm kia hắn cũng không thể tùy tâm chế ngự. Chỉ có thể sử dụng như hiện tại mà thôi. Lý Vân Tiêu giơ tay lên lên, kiếm ý quanh thân tụ ở trên đầu ngón tay, lâm không điểm ra. Phanh! Đao mang đôi kiếm ý, tuyệt cường lực tản ra, cuốn luôn thân ảnh hai người vào bên trong, thiên địa hoảng động, nhưng thân thể của hai người không nhúc nhích chút nào. Kỳ Thắng Phong ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói. Ngươi cũng tu luyện luyện thể chi thuật, vậy hôm nay càng không thể tha cho ngươi. SNG quyền của hắn ngưng tụ ở trước người, vận công rồi đẩy mạnh ra ngoài, một chiêu thực chất không có bất kỳ hoa chiêu nào. Ung ung long, trên cánh tay tuôn ra đại lượng phù văn cuồn cuộn không ngừng, nhuộm đẫm song quyền tạo thành một mảnh kim quang gai mắt. Thần sắc Lý Vân Tiêu ngưng trọng, hắn giơ tay lên, hàng vạn hàng nghìn phong vân hội tụ xuống, hàng vạn thiên phong trên không trung tụ lại, nhuộm phương viên vài trăm thước bên trong thành một mảnh như mộng như ảo. Phong vân do ta. Trưởng phong lâm không đánh ra, thiên phong nồng nặc tới cực điểm, quang mang ánh sáng nổ bắn ra. Bang bang phanh. Một tiếng nổ vang, kim sắc phù văn trên song quyền Kỳ Thắng Phong hình như yếu dần đi, dưới phong vân lực chập chờn, nhiều phù văn liên tiếp bị dập tắt. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong chợt biến, kinh hãi nói. Quyền ý trưởng pháp thật mạnh. Bỗng nhiên song quyền của hắn thu lại, ôm quanh ngươi, lâm không ngồi xổm xuống. Phanh. Sau khi Lý Vân Tiêu tung một trưởng phá vỡ quyền kính liền lao tới tung đòn thẳng về phía ngực đối phương, một kinh khí cực mạnh ép đến người Kỳ Thắng Phong, phong vân lực nổ lên, hàng vạn hàng nghìn hà quang nổi lên bốn phía. Nhưng một trưởng kia lại tựa hồ như vỗ vào tường đồng vách sắt, rất khó tiến lên một chút. Khóe miệng Kỳ Thắng Phong hiện ra một tia sảng giọng, gần giọng nói. Khai sơn phá bi. Bắp thịt trên người hắn dường như chuyển động, một dị lực từ trên ngực chấn ra. Giống như hồng hoang mãnh thú, phát sinh tiếng rít gào. Lòng bàn tay Lý Vân Tiêu truyền đến đau đớn, cánh tay liền nổi lên kim mang, bất diệt kim thân vận chuyển,
ngạnh kháng trọng áp. Phanh! Hai cỗ lực lượng rốt cục mất thăng bằng, Lý Vân Tiêu bị đánh văng ra xa. Khóe miệng Kỳ Thắng Phong chảy ra một tia máu, cũng không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng truy kích, hai tay kết ấn đánh xuống. Hoang thú ấn! Trong cơ thể Lý Vân Tiêu, một dị lực chấn động khiến khí huyết hắn quay cuồng, cánh tay rơi vào trạng thái tê dại, ấn quyết giống như kỳ danh, hóa thành một con đại thú lao xuống, như muốn thôn vệ hắn. Tay phải Lý Vân Tiêu đặt trước người bấm tay niệm thần chú, lập tức hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay, nhanh chóng kết ấn chống lại. Ánh mắt Kỳ Thắng Phong phát lạnh, nếu đối phương có thể thi triển ra chân ma cự linh, như vậy ba đầu sáu tay pháp tướng ngược lại không kỳ quái. Phù sinh nhược mộng, phi hồng hữu ấn. Trần thế khổ hải, siêu thoát bỉ ngạn. Thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Trong nháy mắt sáu cánh tay kết xuất tam đại thủ ấn, hàng vạn hàng nghìn phù văn từ bốn phương tụ đến, diễn sinh ra võ ý khác nhau, ấn quyết xuất, bốn phía như có tinh vân lưu chuyển, từng đạo đồ án cổ quái biến ảo trên không trung. Ba khuôn mặt Lý Vân Tiêu tạo thành ba quang mang lưu chuyển, soi sáng bốn phía, thần sắc vẫn bình thản như nước, đồng thời đẩy ba ấn rời đi. Bang 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 bang. Kỳ Thắng Phong không chống nổi ba ấn bị chấn đắc phun ra một búng máu, bay ngược vài trăm thước, mới đứng vững thân hình. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, hoảng sợ khó có thể tin. Lý Vân Tiêu sau khi tung ra một kích, quang huy trên người trong nháy mắt ảm đạm xuống, ba ấn đồng xuất, đồng thời dẫn động thiên địa quy tắc, lúc này đối với hắn là quá mức miễn cưỡng, tuy rằng một chiêu này bức lui Kỳ Thắng Phong, cũng tổn hao quá lớn, khó có thể thực hiện lại. Ngươi, còn muốn đánh sao? Lý Vân Tiêu Lâm không ngạo nghễ nói, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý không chút nào tránh né, từ khi hắn trở lại vũ đế, tuyệt thế vương giả chi tâm cũng theo đó trở về, một khi động thủ, không hãi sợ bất luận kẻ nào. À, ha ha, thật không sai. Kỳ Thắng Phong sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, đột nhiên nở nụ cười, lau lau một chút tiên huyết trên khóe miệng, nói. Ngươi rất mạnh, ta thích, để cho chúng ta tái chiến 1000 chiêu đi. Hắn quát một tiếng. Hai tay ở trước người kết xuất một tư thế cổ quái, mơ hồ có tiếng rít gào có truyền ra, Lâm không đánh tới. Đồng thời thân ảnh quỷ dị bước tiến, theo một chiêu kiệu anh kích đến, từng đạo kim quang tế vi ở dưới chân hắn hiện lên. Lý Vân Tiêu nhướng mày, công kích kia Lâm không lao đến, mang đến cho hắn áp lực lớn lao, nhưng việc khiến cho hắn cau mày là tự nhiên cho nội tâm sinh ra một loại cảm giác bất an. Lúc này Kỳ Thắng Phong không cách nào nắm thân thể Vu Giật Tiên trong tay. Vốn nên sử dụng hồn lực và ma lực mà mình am hiểu công kích mới đúng, thế nhưng hiện tại hắn lại làm sự tình bỏ gốc lấy ngọn, lợi dụng lực lượng và tu vi trên người Vu Giật Tiên chống lại mình, giống như. Thân thể Lý Vân Tiêu chấn động, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là đối phương là đang lợi dụng việc đối chiến để ma hợp nhục thân. Lý Vân Tiêu đột nhiên hút một cái lãnh khí, tinh quang trong tròng mắt chớp động, tựa hồ thấy được khóe miệng Kỳ Thắng Phong lộ vẻ đắc ý. Đờ cờ mờ nhà ngươi dám cầm lão tử làm bồi luyện. Lý Vân Tiêu tức giận quát một tiếng, cảm giác bị đùa bỡn xông lên đầu, thái cổ thiên mục nơi mi tâm hiện, hồ lô tiểu kim cương nhất thời bay ra, hóa thành bát trượng kim cương, một chiêu kim cương quyền liền đánh ra. Từng đạo vòng xoáy hắc sắc thật nhỏ từ quyền phong hồ lô tiểu kim cương đảo quanh, phát sinh tiếng két 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 chói tai. Bang bang! Một chiêu của Kỳ Thắng Phong có uy lực rất mạnh hơn xa một chiêu kim cương quyền của. Trực tiếp bao phủ hồ lô tiểu kim cương vào giữa quyền phong, quang mang đại kình khí hoàn toàn nuốt tiểu kim cương vào giữa. Kỳ Thắng Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh cũng theo đó mà lên, nhảy vào bên trong quang mang kình khí, lại đánh ra một quyền, muốn trực tiếp đánh tan khôi lỗi trước mắt. Trong quá trình hắn chém giết cùng với Lý Vân Tiêu, thập phần ngạc nhiên phát hiện độ phù hợp giữa mình và cỗ thân thể này càng ngày càng mạnh, cho nên hắn càng đánh càng vui vẻ, càng đánh càng hăng. Phanh! Một quyền của Kỳ Thắng Phong trực tiếp đánh lên trên thân thể hồ lô tiểu kim cương, phát sinh chấn động giống như đánh lên kim trúc, một cảm giác đau đớn thâm nhập đại não, quyền cốt cơ hồ muốn tét ra. Vật này được làm từ tài liệu nào? Kỳ Thắng Phong thất kinh, lập tức minh bạch khôi lỗi trước mắt tuyệt đối là tài liệu cửu giai đỉnh cấp, muốn đánh nhục thể của nó chẳng khác nào tự sát. Hồ lô tiểu kim cương dưới một quyền kia lại bị đẩy lui vài bước, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Lại là một kích kim cương quyền đánh tới. Lúc này huyền lôi kinh vân hống lần thứ hai được Lý Vân Tiêu phóng ra, chân đạp kim sắc lôi điện đáp xuống, phun ra một đạo thiểm điện. Lý Vân Tiêu biết không triệt để đẩy lùi đối phương,
thì tuyệt đối không có khả năng đối phương bỏ qua cho hắn, lập tức lần thứ hai huyễn hóa ra ba đầu sáu tay, mỗi tay một đều cầm binh khí. Một ngọn phong hỏa lực cũng phun ra, hóa thành ngạc ngư được hắn dẫm nát dưới chân, tuy nhiên hình thái ngạc ngư tựa hồ có điều biến hóa, trước kia hỏa văn và vây lưng đều là một màu đỏ, hiện tại đã phai nhạt đi không ít, đã thế còn pha thêm chút bạch sắc ở bên trong. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nhưng tâm trạng cũng đại hỉ, Phượng Hoàng thần hỏa quả nhiên là thôn phệ bộ phận băng diễm tiến hóa, chỉ bất quá mình cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó, mà ngạc ngư lại có thể triệu hồi thần hỏa lực ra. Điều này có lẽ liên quan đến độ hòa hợp cùng với hỏa nguyên tố. Lúc này chính là lực lượng mạnh nhất mà hắn có được, ngoại trừ việc triệu hoán những cường giả vũ đế từ trong giới thần bi đi ra. Trừ khi hắn nắm chắc giết chết đối phương còn không nhất quyết không thể để lộ ra bí mật giới thần bi, so với để lộ đại diễn thần quyết thì giới thần bi chính là bí mật đòi mạng người. Kỳ Thắng Phong dưới tình huống chịu sự giáp công của Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Huyền Lôi Kinh Vân Hống liền trực tiếp thuấn di thoát ra ngoài, khiến cho hai đạo lực lượng đánh đến rơi vào khoảng không. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, sau đó hai mắt lại chuyển hướng nhìn chằm chằm ngạc ngư, chậm rãi mở miệng. Đây chính là những con át chủ bài mạnh nhất và là trạng thái đỉnh phong của ngươi sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Có thể đúng có thể sai, ngươi phải thử mới biết được. Dám lấy ta ra đùa nghịch như khỉ con, lá gan của ngươi cũng không nhỏ a. Kỳ Thắng Phong kinh ngạc, mày kiếm dương lên, giọng nói lộ rõ vẻ khinh thường cực độ, nhàn nhạt mở lời. Hóa ra ngươi đã phát hiện ra, tuy nhiên dùng thực lực của ta muốn đùa nghịch ngươi không phải là quá bình thường sao? Trước khi nhục thân hoàn toàn khế hợp ta còn muốn tiếp tục chiến đấu với ngươi nghìn chiêu đây. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Ta còn bận nhiều việc, không rảnh chơi cùng ngươi. À, Kỳ Thắng Phong cười nói. Muốn động thủ thật sự, cho dù ngươi tức giận thì thế nào, bản thân ngươi cũng là thuật luyện sư cửu giai nên có thể minh bạch, không có lực lượng đế khí cao giai căn bản không cách nào áp chế ta thuấn bi, trận chiến này ngay từ đầu đã định sẵn ta vĩnh viễn không thua rồi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi quá tự tin, hy vọng đến lát nữa ngươi còn thể cười được. Thần niệm Lý Vân Tiêu khẽ động, Hồ Lô Tiểu Kim Cương lập tức tấn công. Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng ngay lập tức phun ra lôi điện màu vàng, từ trên không đánh xuống. Kỳ Thắng Phong nhìn qua một quyền đang lao đến kia, trên mặt hiện ra vẻ mỉa mai, cười nhạo nói. Không lẽ người được thiên mệnh ra thân mà lại có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy? Hắn đang muốn thuấn di ly khai thì lại đột nhiên phát hiện khóe miệng Lý Vân Tiêu khẽ nhếch lên, hai đồng tử của Lý Vân Tiêu hóa thành một mảnh bán nguyệt huyết hồng, dị thường quỷ dị. Cái gì? Tinh thần công kích? Kỳ Thắng Phong thoáng khựng lại một chút, mặc dù đối phương cũng có được hồn lực cửu giai nhưng so với bản thân mình còn kém xa lắm, hắn đang muốn cười nhạo đối phương múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình thì ngay lập tức phát hiện ra không gian bốn phía đã bị khóa lại giống như tường đồng vách sắt không cách nào phá vỡ. Không chỉ như vậy mà ngay cả không gian đều biến thành huyết sắc, dị thường yêu dị, cả không gian dường như biến thành một con ngươi cực lớn đang lạnh lùng nhìn mini. Ảo thuật. Kỳ Thắng Phong hoảng hốt. Kinh hãi nói. Vậy mà ta lại đang ở trong ảo thuật. Nội tâm của hắn kinh hãi đến mức khó mà nói thành lời, Kỳ Thắng Phong hét lớn một tiếng. Tiểu bối, đừng vội xem nhẹ ta. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết, một cỗ tinh thần lực tạo thành từng cơn sóng từ trong cơ thể tản ra ngoài. Phanh! Lập tức dị tượng do Nguyệt Đồng sinh ra bị phá vỡ hoàn toàn, nhưng một quyền của Hồ Lô Tiểu Kim Cương đã oanh kích ngay sát mặt, kim sắc lôi điện cũng đã sát đỉnh đầu. Hai tay Kỳ Thắng Phong để trước ngực vội vàng kết ấn nghênh đón một quyền kia, mà sau lưng hắn cũng giống như Lý Vân Tiêu hóa ra ba đầu sáu tay, một cánh tay kết xuất chỉ ấn dơ lên cao ngưng tụ thành một bạch sắc hỏa diễm nuốt toàn bộ kim sắc lôi điện. 3. Ngay lúc này, quyền phong Hồ Lô Tiểu Kim Cương đã rơi vào song trưởng Kỳ Thắng Phong, chấn động khiến cả thiên địa như lắc lư. Lập tức Lý Vân Tiêu đá một cước lên người ngạc ngư liền hóa thành đại phong hỏa luân lăn về phía trước. Nguyên tố chi lực khủng bố phát ra, khiến thiên không dường như bị nghiền nát. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong đại biến, quát to. Bút họa đan thanh. Một cánh tay phía sau lưng hắn cầm một chu bút, vẽ trên không vài cái, mỗi một điểm đỏ và điểm đen rơi xuống liền tạo thành một gã võ giả, chỉ trong chốc lát đã tạo ra thiên quân vạn mã, sát khí đằng đằng phóng về phía phong hỏa luân. Thân hình Lý Vân Tiêu đại chấn, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ, hắn cũng nhận ra chu bút kia. Đó chính là vật trong truyền thuyết, do tuyệt đại thuật luyện sư Mã Lương luyện chế, có thể biến đá thành vàng,
hóa mục nát thành thần kỳ, mà chu bút kia còn được gọi là Mã Lương thần bút. Năm đó Kỳ Thắng Phong trưởng quản hóa thần hải thống lĩnh toàn bộ thuật luyện sư khắp thiên hạ, bảo bối trên người tuyệt đối hơn xa mình. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu cảm giác như mình từ thổ hào hóa thành giấy nhũi, hắn căn răng giơ Mộ Vân kính chiếu vào giữa không trung. Thiên quân vạn mã dưới kính quang liền trở nên chậm chạp, đại phong hỏa luân liền lăn qua đội quân, lập tức từng tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra, tràng diện giống như chiến trường thật sự, chỉ có điều không có huyết tinh, trại lại võ giả chết đi liền biến thành chấm đỏ và đen, tiêu tán giữa không trung. Kỳ Thắng Phong lại tiếp tục vẽ một nét giữa không trung, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện ngăn cản trước người hắn với đại phong hỏa luân. Cánh cửa kia bị đại phong hỏa luân chấn đến mức run rẩy, tựa hồ cũng khó mà ngăn cản được. Kỳ Thắng Phong biến sắc, ngay lúc này bản thân hắn còn đang chiến với hồ lô tiểu kim cương, hắn vẫn đang không ngừng đánh ra vài đạo ấn quyết lên người hồ lô tiểu kim cương, sau đó ném hồ lô tiểu kim cương ra phía sau. Pha Dầm tướng sau lưng duỗi một tay ra, trên tay cầm một thanh sắc minh luân, tạo hình cổ quái làm cho người ta không biết tác dụng thật sự của nó, từ trên minh luân không ngừng tràn ra từng đợt ma ha cổ tự. Từ trong minh luân từng âm thanh rít gào vang lên, trên không trung cũng xuất hiện một thân ảnh minh luân khổng lồ. Phanh! Hồ lô tiểu kim cương vừa mới bị ném ra phía ngoài liền bị minh luân đâm trúng, cổ bị chém hơn phân nửa, cả đầu rủ xuống một bên. Cái gì? Cả Lý Vân Tiêu và Kỳ Thắng Phong đồng thời hét lên khiếp sợ, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ không thể nào tin được. Lần này rốt cục Kỳ Thắng Phong đã ý thức được tựa hồ so về huyền khí đối phương cũng không thua kém mình, uy lực của minh luân thế nào hắn là người biết rõ nhất, cho dù là huyền khí cửu giai cũng không ngăn nổi một kích của nó, thế mà hồ lô tiểu kim cương kia chỉ bị đứt một góc. Mà càng làm cho hắn kinh hãi là hồ lô tiểu kim cương đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Ký ức nguyên kim, Bắc Thiên Hàn tinh thiết và cả thiên chiếu khuyết kim, không ngờ trong khôi lỗi kia lại có đủ cả ba vật đó. Hàn ý trong mắt Kỳ Thắng Phong càng tăng, cắn chặt răng, hắn chỉ nhìn thoáng qua đã phân biệt được tài liệu luyện chế hồ lô tiểu kim cương, thế nhưng hắn vẫn chưa nhận ra hồ lô tiểu kim cương là nửa yêu nửa khí mà không phải là khôi lỗi. Phanh! Cánh cửa đang ngăn phong hỏa luân rốt cục cũng bị phá nát, phong hỏa chi lực hóa thành gió lốc cuốn tới Kỳ Thắng Phong. Đồng thời trên người Lý Vân Tiêu xuất hiện từng hàn quang điểm, lại lấy ra 11 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, kiếm phù lâm không bay ra. Cả thiên không đều hóa thành màu vàng, có xu thế chảm thiên liệt địa. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong âm trầm vô cùng, lạnh giọng. Có thể bức ta vận dụng hai kiện huyền khí tuyệt đỉnh, quả nhiên ngươi là một đối thủ đáng sợ. Vốn ban đầu hắn lấy tư thái mèo vờn chuột nhưng không ngờ càng chiến lại càng lâm vào khổ đấu. Minh luân trong tay hắn đột nhiên khẽ động, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên giữa không trung, lập tức chấn nát kiếm phù. Mã Lương thần bút lâm không điểm xuống. Vậy mà hiện ra một dải ngân hà, kéo dài qua trường không đổ xuống phía phong hỏa luân. Phong hỏa luân đụng phải ngân hà chi lực, lập tức bị chấn nát hóa thành chân thân ngạc ngư. Kỳ Thắng Phong hừ lạnh một tiếng sau đó lại dương minh luân lên, ánh sáng màu xanh hiện lên, sắc mặt Lý Vân Tiêu hoảng hốt, trong lòng nổi lên cảm giác nguy hiểm gần với tử vong. Chỗ đáng sợ của minh luân không chỉ là không có gì không thể phá mà tốc độ chảm kích của nó cơ hồ giống như thuấn di. Nếu không đoán trước quỹ tích của nó thì chắc chắn không thể nào né tránh. Ngay lúc khẩn yếu quan đầu, giới thần bi hiện lên ngay sau lưng hắn giúp hắn ngăn cản một kích của minh luân. Giới thần bi xuất hiện, thế giới lực diễn biến, không gì không nuốt. Phanh! Thế giới lực vừa mới được giới thần bi diễn biến ra đã bị ánh sáng màu xanh của minh luân chém đến, một lực phản chấn cực mạnh đẩy Lý Vân Tiêu lùi mạnh về phía sau. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong đại biến. Tức trước đến nay minh luân đều là một chiêu giết địch thế mà hôm nay đã ra tay hai lần đều không thành công, làm cho hắn cảm giác cực kỳ hoang đường. Nội tâm Lý Vân Tiêu kinh hãi so với Kỳ Thắng Phong chỉ có hơn chứ không kém, trong tay giới thần bia không chỉ có lưu quang tiêu thất, hơn nữa còn có một dấu vết nhàn nhạt ở phía trên. Giới thần bia lại bị chém bị thương. Trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy cả người băng lãnh, huyền khí nghịch thiên như thế, nếu là lại đánh xuống một kích nữa. Tự mình nên chống đỡ như thế nào? Kỳ Thắng Phong cũng là nội tâm một trận phát khổ, thôi động minh luân kia cần lực lượng quá lớn, đã vận chuyển 3 lần. Lấy tình huống thân thể của hắn hiện tại còn có thể mạnh mẽ thôi động 2 lần, nhưng trong tay Lý Vân Tiêu kiện huyền khí vô danh kia ở dưới một chém của mình đúng là vẫn bình yên vô sự.
phải biết rằng hỗn hợp thiên chiếu khuyết kim cùng Bắc Thiên Hàn tinh thiết hồ lô tiểu kim cương, cũng thiếu chút nữa bị chém rụng đầu. Lần này để cho trong lòng Kỳ Thắng Phong thấp thỏm bất định, không dám ở mạo muội thôi động minh luân. Ầm ầm. Ngay khi hai người không ngừng kiêng kỵ lẫn nhau, Ngạc Ngư trực tiếp đem ngân hà đánh vỡ, khắp bầu trời ngân quang lấp lánh lại tiêu thất, chỉ còn một chút đỏ và đen mà thôi. Ngạc Ngư quái gầm thét vài tiếng, nhìn chằm chằm Kỳ Thắng Phong cũng không có mạo muội xông lên trước. Hiện tại ba quái vật vây bắt Kỳ Thắng Phong, không một con nào là loại bình thường. Huyền Lôi Kinh Vân Hống chính một đường tiến dài đi lên, mấy lần biến dị bất khả tư nghị, mới thành tựu cửu giai chi lực như bây giờ. Hồ Lô Tiểu Kim Cương cùng Ngạc Ngư quái liền càng không cần phải nói, ba con quái vật toàn bộ thiên vũ giới đều tìm không được người thứ hai. Kỳ Thắng Phong gương mặt ngưng trọng, ánh mắt ở trên ba con quái vật quan sát một vòng, lại chuyển qua trên người Lý Vân Tiêu, hắn thấy, Lý Vân Tiêu mới là quái vật lớn nhất. Ao ao! Đột nhiên không trung truyền đến tiếng va chạm thật nhỏ trong xiềng xích, Kỳ Thắng Phong một tay bấm quyết, ở quanh người hắn hiện ra hắc sắc khí thể nhàn nhạt. Một cái xiềng xích từ trong đó xuyên toa ra đây, từng vòng từ dưới lên trên vần quanh ở bốn phía, giống như tinh vân. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, xiềng xích này chính là ban đầu ở Hóa Long chỉ dùng để khóa lại đế giả Ma Nguyên, cũng chính là vật mà hắn vẫn muốn truy tìm. Ma Nguyên tỏa giống như trường xà giãy giụa trên không trung, một mặt rơi vào trên bàn tay của Kỳ Thắng Phong. Trên mặt hắn hiện lên một mảnh lạnh lẽo, trong tay quyết ấn biến đổi. Xiềng xích trong nháy mắt tản ra, bao trùm phương viên trăm mét. Tỏa nhãn tinh vân. Trong miệng Kỳ Thắng Phong quát lên một tiếng, toàn bộ trời cao một đều ào ào một mảnh, khắp bầu trời xiềng xích, một phân thành hai, hai chia làm ba, giống như mạng nhện tản ra. Trong nháy mắt, liền kết thành một trận pháp cổ quái, đem cả người Lý Vân Tiêu vây khốn ở bên trong. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Ma nguyên tỏa này của ta ngay cả ma chủ ma nguyên chi lực còn có thể khóa lại, không có ma lực chống đỡ, ta xem ngươi làm sao thi triển pháp tướng chân thân. Hắn chỉ quyết biến đổi, xiềng xích kết thành trận pháp lập tức ào ào thu nạp lên. Trong nháy mắt đem Lý Vân Tiêu gói thành cái bánh trưng lớn. Trên ma nguyên tỏa kia tựa hồ có một cỗ lực lượng, ma lực quanh thân Lý Vân Tiêu như thủy triều thối lui, khắp người hắc sắc ma văn từng cái tiêu thất, pháp tướng chân thân cũng theo đó khôi phục như thường. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm ma nguyên tỏa, mặt trên ngoại trừ một mảnh đen nhánh ra, còn có một chút điểm trắng lấm tấm rải rác ở giữa, cũng không biết là chất liệu gì chế tạo, trói chặt các bộ phận ở trên người của hắn. Một cảm giác mát lạnh truyền đến, thấm vào ruột gan. Kỳ Thắng Phong gương mặt lãnh sắc, lạnh giọng nói. Vốn dĩ ta là muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng bây giờ đã buông tha quyết định này. Đem thần quyết giao ra đây. Ta có thể cho ngươi cái chết thống khoái, ngươi sẽ không muốn ta bắt ngươi thi triển luyện hồn đi. Tuy rằng ngươi cũng có cửu giai hồn lực, nhưng hẳn là rất rõ ràng sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Lý Vân Tiêu nói, ta rất muốn biết ma nguyên tỏa là luyện chế là như thế nào, vì sao có thể khắc chế ma khí. Kỳ đại nhân có thể giải thích nghi hoặc một chút cho ta hay không? Trong mắt Kỳ Thắng Phong bắn ra một tàn khốc, ở loại trạng thái này Lý Vân Tiêu còn có thể thần sắc như thường. Nếu không phải hắn có định lực cực lớn, nhất định trong tay còn có con bài chưa lật. Hừ, muốn biết cũng dễ, đợi ta trước tiên phế đi võ đạo căn cơ của ngươi đã. Phía sau hắn trên một cánh tay đột nhiên hiện ra một khối như ý như nước sáng loáng, tuột tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới trên người Lý Vân Tiêu đánh tới. Lý Vân Tiêu biến sắc, như ý kia vừa nhìn đã biết cũng là cửu giai chi vật, hơn nữa thông thường loại huyền hình dạng cổ quái này đều có chỗ cực kỳ bất phàm. Hắn không dám khinh thường, bỗng nhiên quát dẹp đường. Nếu Kỳ đại nhân không chịu giải thích nghi hoặc, vậy cũng chỉ để vãn bối tự mình tìm hiểu. Loảng xoảng leng keng. Trên người hắn kim quang đại thịnh, từng đạo kim quang phá thể ra, ba đầu sáu tay lần thứ hai hiện lên, sau cánh tay trực tiếp đem ma nguyên tỏa đang trói chặt mình kéo căng ra. Cái gì? Kỳ Thắng Phong tâm trạng hoảng hốt, hắn không rõ vì sao đã không có ma nguyên lực, đối phương vẫn có thể thi triển ra ba đầu sáu tay. Hơn nữa trên người kim quang sán lạn, tựa hồ cực kỳ giống một loại luyện thể thuật trí cường trong truyền thuyết. Hai cánh tay của Lý Vân Tiêu gắt gao nắm xiềng xích. Trên một cánh tay hiện ra thiên thu phách đao, đem một đoàn thần dịch lực dị hóa ra điên cuồng rót vào trong đó. Mà cánh tay kia còn lại là chân long chi lệ, ở trên thân đao phất qua, đem linh thức của thi biệt kia kích phát ra, một tia sáng chói mắt lâm không nổi lên,
mang theo tiếng huýt sáo giải hướng tới Như Ý chém tới. Mà hai cánh còn lại của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, đánh ra từng đạo phù văn, như tinh vân ở trời cao lưu chuyển. Trong tròng mắt Nguyệt Đồng tái hiện, chỗ nó nhìn qua, ma nguyên tỏa kia bắt đầu chậm rãi hoạt động, bị hắn kéo di chuyển. Kỳ Thắng Phong kinh hãi dị thường, hắn lập tức hiểu được suy nghĩ của Lý Vân Tiêu, dĩ nhiên là muốn thu lấy ma nguyên tỏa của hắn, nhất thời cả giận nói. Càn rỡ! Ầm ầm! Trên bầu trời đại thi biệt kia thoáng phát xông vào trên Như Ý, phát sinh cự chấn, đao mang lập tức tan rã ra. Thế rơi xuống của Như Ý bị ngăn chặn, nhưng trên không trung cấp tốc xoay tròn, từng đạo ngọc quang tràn ra, bắt đầu càng lúc càng lớn. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng sợ, Như Ý kia không biết là bảo bối gì, ở dưới một kích mạnh nhất của Thiên Thu Phách Đao, vậy mà chỉ là bắt đầu giải phong. Một cảm giác nguy cơ cực mạnh ở trong lòng hiện lên. Giờ khắc này ở dưới trạng thái bất diệt kim thân, yêu long cũng cùng hắn hai hợp làm một, nhưng vẫn là có chút dầu hết đèn tắt. Đại bộ phận lực lượng đều dùng để thu lấy ma nguyên tỏa, hào quang trong Nguyệt Đồng bộc phát quỷ dị. Kỳ Thắng Phong nội tâm khiếp sợ tuyệt không so với Lý Vân Tiêu nhỏ hơn, đồng dạng là nhìn Như Ý kia không ngừng giải phong, cả giận nói. Hào tiểu tử, thật đáng chết a. Trong tay hắn một đạo bạch quang chậm rãi hiện lên, sau đó trở nên chói mắt. Một đạo kim trúc quang mang hiện lên, lại là nhất kiện huyền biến thái sắp thi triển ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, trên bầu trời Như Ý đang không ngừng giải phong vẫn như cũ để cho hắn rợn cả tóc gáy. Nếu là lại xuất ra một kiện bảo bối đồng cấp bậc mình sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn hét lớn. Hồ lô tiểu kim cương, toàn lực một quyền. Hồ lô tiểu kim cương lâm không vừa mới chữa trị cái cổ, trên thân khí tức biến đổi. Tựa hồ có một cổ dị lực ở trên cánh tay đánh vang ra. Trên mặt Kỳ Thắng Phong sát khí ngang nhiên, trong lúc bất chợt, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ bất tường, thậm chí cảm thấy hơi chút sợ hãi. Ba ba, quyền đầu của hồ lô tiểu kim cương siết chặt, từng vòng không khí ở bốn phía nổ lên, trên quyền phong tựa hồ hiện ra vẻ kinh dị. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Thắng Phong tâm trạng kinh hãi, loại cảm giác bất tường này càng ngày càng nặng. Nhìn chằm chằm hồ lô tiểu kim cương xem, có chút trở nên kinh nghi bất định. Hồ lô tiểu kim cương xúc thế hoàn tất, đi ra phía trước nửa bước, sau đó một quyền thẳng tắp đẩy rời đi. Trên quyền phong hiện ra một đóa băng diễm cực nhỏ, làm sao một điểm bạch quang trong đêm tối chói mắt người nhìn. Đây là, băng sát tâm diễm. Kỳ Thắng Phong cả người đều muốn nhảy dựng lên, hoảng sợ kêu một tiếng. Hắn tựa hồ nhìn thấy được đồ vật cực kỳ khủng bố, khuôn mặt trực tiếp vặn vẹo. Thân thể càng bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy. Băng sát tâm diễm, dĩ nhiên là băng sát tâm diễm, không có khả năng. Kỳ Thắng Phong vào giờ khắc này đột nhiên nổi điên, đột nhiên thuấn di một cái tránh ra, sau một khắc liền xuất hiện ở trên Như Ý to lớn kia, cả người mang theo Như Ý cùng nhau lần thứ hai thuấn di tiêu thất. Sau một khắc một đạo quang mang xuất hiện ở ngoài vài trăm thước, chính là thân ảnh của Kỳ Thắng Phong, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phi độn mà chạy. Cái này, Lý Vân Tiêu đột nhiên ngốc trệ một chút, làm sao cũng không ngờ được Kỳ Thắng Phong lại không đánh mà chạy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Kỳ Thắng Phong cùng với Như Ý vừa tiêu thất, tất cả áp lực cũng tiêu tan, trong lòng Lý Vân Tiêu nặng nề thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ hồn lực đều rót vào trong Nguyệt Đồng, trong con ngươi hình dạng biến hóa. Ao ao, ma nguyên tỏa hoạt động tốc độ càng nhanh hơn, mấy hơi thở lại, liền bị Lý Vân Tiêu đều thu vào bên trong mi tâm. Hô! Hắn nặng nề thở hắt ra, kim quang toàn bộ tiêu thất, cả người hầu như sắp mệt lả. Không chỉ có là hắn, ngay cả yêu long cũng là trạng thái gần như dầu hết đèn tắt, bắt đầu nửa hôn mê nửa ngủ, tiến nhập trầm miên. Băng sát tâm diễm, loại băng chi hỏa diễm màu trắng này gọi là băng sát tâm diễm sao? Lý Vân Tiêu nhìn hồ lô tiểu kim cương vẫn đứng bất động trên không trung, lầm bầm lầu bầu, nói. Xem ra Kỳ Thắng Phong đối với băng sát tâm diễm rất có lý giải a, không hổ đã từng là hóa thần hải chi chủ. Thứ này tuy rằng kinh khủng, nhưng dù sao số lượng quá ít, hắn cũng chỉ bị dọa chạy mà thôi, ta phải mau chóng rời khỏi. Nếu để cho hắn ổn định tâm thần rồi trở lại, vậy thực sự chết chắc rồi. Hỏa diễm này là từ nghê hồng song thạch hợp thể trên thân tiểu hồng sinh ra, mà trong cơ thể Vu Giật Tiên có nghê thạch tồn tại, xem ra giữa hai người đích xác có chút căn nguyên sâu xa. Nghê hồng chi thạch, rốt cuộc là cái gì? Nội tâm Lý Vân Tiêu dâng lên nghi vấn cực lớn, loại đồ vật này chưa từng nghe qua, tựa hồ ẩn chứa năng lượng cực lớn,
không chỉ có là Kỳ Thắng Phong, Vu Dật Tiên, còn thành chủ Hồng Nguyệt Thành đời trước cũng đều cuốn vào việc này. Hóa thần hải sợ là muốn rơi vào phong ba thật lớn, có lẽ sẽ lan đến gần toàn bộ thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu nhìn phương hướng Kỳ Thắng Phong bỏ chạy, đỉnh phong linh hồn kia nếu là hoàn toàn sáp nhập vào thân thể Vu Dật Tiên, sợ là thiên hạ không có địch thủ. Vân Tiêu đại nhân, mau cứu ta. Lý Vân Tiêu đang muốn lôi độn rời khỏi nơi đây, đột nhiên từ đàng xa truyền đến thanh âm của Suất Quân Uy, hắn lúc này toàn thân đen kịt, từng vòng hoa văn di động trên người bây giờ đã được ma hóa, trên mặt đều là ma văn. Nhưng trong mắt lại là kinh khủng cùng dãy giụa, một tia linh trí đang chống lại. Bên người Đỗ Lân Linh cũng là như vậy, trong mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Còn dư lại mấy người đều đã hoàn toàn được ma hóa, nhìn Lý Vân Tiêu đến, đều là trong mắt lộ ra hung mang, dữ tợn không ngớt. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, những kẻ đã triệt để nhập ma này thường ngày còn có thể bảo trì thần trí nhất định, nhưng chỉ cần vừa thấy được Kỳ Thắng Phong sẽ triệt để biến thành nô lệ. Chính mình mới vừa rồi cùng với Kỳ Thắng Phong đánh một trận bị bọn họ nhìn vào trong mắt, cho nên mình cũng thành địch nhân của bọn họ. Rầm rầm, hai gã người ma hóa trực tiếp vọt tới, quyền phong oanh phá không khí, không ngờ đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, xuất thủ chính là tử chiêu ngoan lệ. Lý Vân Tiêu lúc này cả người đã hầu như muốn hư thoát, không trung hồ lô tiểu kim cương kia ở dưới ý niệm của hắn lại trong nháy mắt bay tới, toàn lực đánh ra một quyền. Băng sát tâm diễm ở quyền tiêm đột nhiên nổ lên, quyền phong mang theo hỏa diễm chi hoa tứ tán ra, toàn bộ không gian hơi bị kiềm hãm, tựa như bị đông cứng lại. Răng rắc, hai gã vũ đế bị ma hóa xông lên cả người giống như bao trùm một tầng băng xương, bày biện ra màu lam nhạt, sau đó nhục thân bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Nhìn như bị đông lại, kỳ thực là đang thiêu đốt, cực kỳ cổ quái. Suất Quân Uy cùng Đỗ Lân Linh đều là vẻ mặt kinh hãi, hoảng sợ không ngớt. Còn dư lại vài tên vũ đế bị ma hóa không có bất kỳ chút sợ hãi nào, vẫn là lớn gào thét vọt tới. Trên bầu trời Ngạc Ngư cũng rít gào xuống, trên không trung hóa thành đại phong xa lăn xuống, tại chỗ đem một gã võ giả tông nát vụn. Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng từ trên không trung phun ra lôi điện, ba con quái vật dưới sự liên thủ, mấy hơi thở đã đem đám võ giả bị ma hóa này đều giết chết. Suất Quân Uy cùng Đỗ Lân Linh nhìn ánh mắt của Lý Vân Tiêu di chuyển qua, đều sợ đến thân thể phát lạnh run rẩy, gương mặt kinh sợ cùng cầu xin. Lý Vân Tiêu nói, nhị vị sẽ không trách ta giết bọn họ đi. Không có, đương nhiên sẽ không. Suất Quân Uy lắc đầu giống như gõ trống, vội vàng nói. Bọn họ đã nhập ma, không thể cứu được nữa, nhưng hai người chúng ta vẫn còn thần trí, hy vọng Lý Vân Tiêu đại nhân cứu giúp. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Yên tâm, ta sẽ lưu ý cứu các ngươi. Hắn tiến lên đây lâm không điểm ra mấy đạo ấn quyết, hai cổ khí tức lực lượng trực tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể hai người. Để cho Suất Quân Uy cùng Đỗ Lân Linh kinh hãi chính là, Lý Vân Tiêu truyền vào bên trong cơ thể của bọn họ bất quá là phổ thông đế khí, lại có thể đem ma khí ăn mòn nhục thân và thần thức của bọn họ từng cái đồng hóa, rất nhanh liền bị xua tan không còn. Hai người Suất Quân Uy tựa hồ vẫn không thể tin được, sau khi cẩn thận thân thể của mình một chút, nhất thời đại hỉ, thiên ân vạn tạ đứng lên. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Đông Dương đại nhân, người trốn dưới đất đã lâu, hiện tại chủ nhân của ngươi đã rời khỏi, định khi nào mới ra ngoài. Suất Quân Uy cùng Đỗ Lân Linh đều biến sắc, hai người liếc nhìn nhau, đều hiện lên một tia tinh mang. Cả phế tích một mảnh an tĩnh, không có chút thanh âm nào. Huyền Lôi Kinh Vân Hống ngẩng đầu hét lớn một tiếng, một đạo lôi điện phu ra xuống tới, trực tiếp đánh mạnh lên mặt đất, đem từng tầng vỏ trái đất đánh mở, kim sắc lôi điện không ngừng chui vào bên dưới. Ầm ầm, tại một chỗ lôi điện oanh kích cách đó không xa, đại địa mở ra, Úy Đông Dương hóa thành một đạo quang mang chui ra, không có chút nào ngưng lại, liền hướng xa xa trốn chạy đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, đại bi mộ vân kính hiện lên nơi tay, hướng không trung chiếu một cái. Thân hình Úy Đông Dương tại chỗ dừng lại một chút, chỉ là thời gian nháy mắt này, ba con quái vật liền đuổi theo, đem Úy Đông Dương bao vây quanh lại. Thể lực của Úy Đông Dương khôi phục vẫn chưa tới ba tầng, hoảng sợ nhìn ba quái thú, liên tục cầu xin tha thứ. Vân Tiêu đại nhân, tha mạng ta nguyện ý làm thủ hạ dưới trướng ngài. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, khinh miệt nói. Ta không có loại ham mê giống như Kỳ Thắng Phong, giết. Trong miệng hắn khẽ phun ra hai chữ, ba con quái thú nhất thời liên tục xuất thủ,
không huyền niệm chút nào muốn đem Úy Đông Dương chém giết sạch sẽ. Xuất Quân Uy cùng Đỗ Lân Linh đều nhìn một trận tâm kinh đảm hàn, là vừa vui vừa sợ, lúc này sinh tử của bọn họ cũng toàn cho nắm ở trong tay Lý Vân Tiêu, biểu hiện tất cung tất kính. Lý Vân Tiêu nhìn hai người một cái, lạnh nhạt nói. Đi thôi. Xuất Quân Uy ngạc nhiên một chút, nói. Đi, đi nơi nào? Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên là đi trở về. Nơi đây đã từng có tồn tại cường đại, nhưng cũng đã mất đi ở trong lịch sử. Phù Giật Tiên vì sao phải chọn nơi đây thành lập mộ điện sợ rằng cũng chỉ có Kỳ Thắng Phong đã biết, bảo bối gì cũng bị mất, không quay về ở lại đây làm gì. Hai người đều trầm mặc lại, lần này người của hai thành bốn nhà dốc toàn bộ lực lượng, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Lần này không chỉ có là hai thành thế lực tình huống muốn thay đổi, biến thành xuất gia cùng Đỗ gia độc quyền, hơn nữa Địa Long thành cùng Trường Cốc thành sợ rằng sẽ ở trên Đông vực chủ thành bài danh xếp hạng bét. Lý Vân Tiêu nói. Quân Uy đại nhân, ta nghĩ muốn mượn dùng một chút xuất gia truyền tống đại trận đi tới Hồng Nguyệt Thành, chẳng biết có được không? Xuất Quân Uy lại càng hoảng sợ, nói liên tục. Đương nhiên, hắn nào dám nói nửa chữ không, vội hỏi. Vân Tiêu đại nhân vô luận yêu cầu ra sao, chỉ cần Xuất Quân Uy ta còn ở Trường Cốc Thành, chính là chuyện một câu nói mà thôi. Đỗ Lân Linh ta cũng nguyện ý nghe theo Vân Tiêu đại nhân điều khiển. Đỗ Lân Linh cũng vội vàng tỏ thái độ. Không chỉ bởi hiện tại sinh tử của mình nắm giữ trong tay Lý Vân Tiêu. Hơn nữa trước đó Lý Vân Tiêu triển lộ ra loại thực lực đó, quá mức đáng sợ, có thể cùng cường nhân như thế chuẩn bị quan hệ tốt, tính quan trọng cùng kỳ ngộ không cần nói cũng biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất bay trở lại, Đỗ Lân Linh độc thân đi về Địa Long Thành, Lý Vân Tiêu cùng Xuất Quân Uy còn lại là về tới Trường Cốc Thành. Xuất gia trải qua một chiến dịch này, tất cả tinh nhuệ toàn bộ tổn thất hầu như không còn, từ nay về sau điên cuồng tăng cường đầu nhập tài nguyên cho hậu bối tu luyện. Đồng thời trắng trợn mời chào khách khanh củng cố thực lực của bản thân. Mà Đỗ gia cũng không lâu sau nhất thống Địa Long Thành, vẫn cùng Xuất gia kết thành liên minh chiến lược, dắt tay tiến thối, nên nhanh chóng đem thế cục hai thành ổn định lại. Những thứ này đều là nói sau, Lý Vân Tiêu cùng Xuất Quân Uy trở lại Trường Cốc Thành. Sau đó vẫn không quên cố ý đi gặp Tử Lăng nói lời từ biệt. Càng thêm củng cố quyết định Xuất Quân Uy đem Tử Lăng tôn sùng là ngồi lên thượng tân. Tử Lăng mặc dù có chút buồn bã, nhưng vẫn là hết sức hoan hỉ, nàng biết chênh lệch giữa hai người thực sự quá lớn. Chẳng qua là ở hoàn cảnh đặc thù mới sinh ra một lần vô tình gặp gỡ. Chính là lần này nói lời từ biệt, cuộc đời sau đây cũng sẽ không gặp lại nữa. Nhưng chỉ là lần vô tình gặp gỡ này, cũng đã cải biến cả đời của nàng đã phi thường trân trọng. Sau khi cáo biệt Tử Lăng, ở dưới Xuất Quân Uy đưa tiến, bước lên truyền tống trận, trực tiếp hướng Hồng Nguyệt Thành đi. Hiện tại hắn cũng cơ bản đã biết tình huống của Hồng Nguyệt Thành, dung chuyển bất an, mạch sóng ngầm bắt đầu khởi động, đối với khắp cả đông vực quản lý cùng áp chế trở nên cực yếu, những chư phái thế lực cường đại kia bắt đầu dục dịch. Hiện tại tất cả tiêu điểm đều ở trên một sự kiện. Đó là sinh tử của thành chủ Hồng Nguyệt Thành Khương Sở Nhiên. Tuy rằng lời đồn đãi bay đầy trời, đều nói Khương thành chủ đã chết, nhưng trước khi không có tin tức xác nhận, Hỏa Sơn bị áp chế này vẫn chỉ là sôi sục lên mà thôi. Nghe nói tứ cực môn môn chủ Đường Khánh cũng được công tuyển bổ nhiệm tân Hồng Nguyệt Thành thành chủ, chẳng biết việc này là thật hay giả. Thật đúng là giả đấy, sáng sớm cũng đã dán bố cáo, sợ rằng ngày hôm nay sẽ phát hàm giao cho đông vực các phái. Mấy ngày nữa sẽ phát hàm giao cho sáu đại thế lực khác như thánh vực. Ta nhỏ vào cái tên thành chủ đó, là đại thành chủ được rồi, chờ Khương thành chủ trở về tất nhiên sẽ cho hắn đẹp mặt. Hừ, Khương thành chủ, hừ hừ, sợ là cũng sẽ không trở về được nữa. Ngươi nói cái gì? Trên đường phố một gã võ giả giận tím mặt, chỉ vào một gã võ giả khác quát dẹp đường. Lại suy đoán ác ý Khương thành chủ hạ lạc nữa, ta liền cùng ngươi quyết đấu. Tên võ giả kia hơi biến sắc mặt, cân nhắc lại hừ lạnh nói. Không nói thì không nói, khắp thiên hạ đều biết, còn có cái gì dễ nói. Một gã võ giả khác bên cạnh hai người lắc đầu thở dài nói. Chậc chậc, thực sự là thế sự như bàn cờ, thế sự khó dò a. Một Hồng Nguyệt Thành to lớn, đảo mắt liền đổi chủ, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm không gì sánh được, dọc theo đường đi đều nghe được mấy câu ngôn luận. Tiến lên hỏi. Đường Khánh tuy rằng thực lực đã đạt cửu tinh vũ đế,
nhưng Hồng Nguyệt Thành cao thủ đông đảo, ta nghe nói Hồng Hoàng Lam Tam lão đã sớm là cửu tinh vũ đế cường giả, làm sao sẽ để cho ngoại nhân nhập vào. Vài tên võ giả quan sát hắn một cái, một người trong đó nói. Ngươi là từ ba vực còn lại vừa tới đi, đêm hôm đó gió lạnh tuyết bay, toàn bộ Hồng Nguyệt Thành cùng với tứ cực môn ở trên bầu trời giao đấu tròn một đêm, cuối cùng đao không thấy máu, Hồng Nguyệt Thành đã thỏa hiệp, về phần tình huống cụ thể, ngoại trừ người của Hồng Nguyệt Thành cùng tứ cực môn, sợ rằng không ai biết được. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Thỏa hiệp. Hắn khiếp sợ trong lòng khó diễn tả được, Hồng Nguyệt Thành mặc dù là mất đi Khương Sở Nhiên, cũng vẫn là quái vật lớn, cũng không phải tứ cực môn loại nhân vật nhị lưu này có thể so sánh được, làm sao sẽ không hiểu thỏa hiệp. Hơn nữa trước khi Khương Sở Nhiên tiến nhập tiên cảnh, đã dặn dò Minh Nguyệt chủ sự, lấy tính cách của Minh Nguyệt tuyệt sẽ không làm ra chuyện thỏa hiệp như vậy. Hắn trầm giọng nói. Vậy các ngươi cũng biết tin tức của Ninh Khả Nguyệt. Võ giả thân thể chấn động, lắc đầu liên tục, nói. Đã chết. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn nộ giống lên một tiếng, hầu như tâm thần thất thủ, khí tức trên người không nén được, để cho không khí trực tiếp nổ lên, đại trùng kích nhất thời đem vài tên võ giả đều đánh bay, mấy người còn thổ ra máu. Lần này đầy đường mọi người đều kinh khủng không ngớt, cho rằng gặp đánh nhau, sợ đến vội vàng chạy đi. Đám tiểu thương làm sinh ý kia đều sầu mi khổ kiểm lắc đầu, nếu là đặt ở trước đây, ai dám ở trên đường cái Hồng Nguyệt Thành nháo sự. Nhưng trong khoảng thời gian này lại thường thường xuất hiện chuyện giết người, cũng không gặp có người quản lý, Hồng Nguyệt Thành sợ rằng sẽ không ở nổi nữa. Vài tên võ giả cũng là kinh khủng không ngớt, tuy rằng bọn họ nhìn không ra tu vi của Lý Vân Tiêu, nhưng chỉ là khí tức khó có thể ức chế đã có thể chấn thương bọn họ, sợ đã là vũ đế cường giả. Một người trong đó nhìn gương mặt Lý Vân Tiêu âm trầm hầu như muốn nhỏ ra nước, kinh hách nói. Đại nhân bớt giận, ta cũng chỉ là nghe nói. Tất cả mọi người nói như vậy, chuyện không liên quan đến ta à. Lý Vân Tiêu đem tức giận dần dần áp chế xuống, trong mắt hơi có chút đỏ lên, từng chữ nói. Đem tất cả người biết đến nói hết ra, bằng không đem mấy người các ngươi rút xương lột ra. Vài tên võ giả từng kẻ nội tâm cay đắng không ngớt, chuyện tình khắp thế giới đều biết, hết lần này tới lần khác bọn họ nói một lần lại gặp xui xẻo. Mấy người nhìn nhau một cái. Cuối cùng ánh mắt nhanh rơi vào trên người một tên võ giả thoạt nhìn tương đối thông minh, đều ý bảo để cho hắn mở miệng. Tên kia võ giả nuốt xuống vài cái, mới mở miệng nói rằng. Nghe đồn, là nghe đồn, buổi đêm tứ cực môn nhập vào Hồng Nguyệt Thành, Ninh Khả Nguyệt đại nhân dẫn người đi đến Tử Vân Phong điều tra chuyện tiên cảnh bị phong ấn, lọt vào cường giả chặn giết, đã bỏ mình. Trên người Lý Vân Tiêu sát khí kích khởi từng đạo vòng xoáy thật nhỏ, ở bốn phía tản ra. Cả con đường đạo hữu như xương lạnh đóng xuống. Thực lực của Ninh Khả Nguyệt ở toàn bộ đại lục đều có thể xếp hàng trên, người nào có năng lực có thể chặn giết nàng. Vài tên võ giả bị hù dọa đến cơ hồ muốn khóc, vội hỏi. Đại nhân, không liên quan tới chúng ta à, ngàn vạn lần đừng giết chúng ta địa vị hèn mọn, biết được cũng chỉ có một điểm như vậy. Lý Vân Tiêu hai tròng mắt lạnh lẽo như băng hàn ngàn năm nhìn trước mắt mấy người khóc sướt mướt cầu xin tha thứ, hận không thể đem toàn bộ giết chết. Nhưng hắn cũng biết mấy người này biết được hữu hạn, khảo vấn như thế nào đi nữa cũng hỏi không ra manh mối. Thân ảnh hắn lóe lên, lập tức tiêu thất ở trên đường cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới Tử Vân Phong đi. Trong khoảng thời gian này trong Hồng Nguyệt Thành mạch sóng ngầm bắt đầu khởi động, võ giả động tác phi hành lớn như vậy cũng nhiều hơn. Cũng không để cho người chú ý. Trên Tử Vân Phong xanh tươi tốt, vẫn là linh khí hiện lên, tuyệt đối không vì nhân sự của Hồng Nguyệt Thành ảnh hưởng, cũng như thường lệ sừng sững ở cả vùng đất. Lý Vân Tiêu trực tiếp rơi vào trên đỉnh núi, một mảnh khu vực trạng thái chân không cực lớn, cây cỏ cắt đá đều bị hủy, hiển nhiên là đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Chiến trường đã được thành chủ Hồng Nguyệt Thành quét dọn qua, không có một cổ thi thể, chỉ còn đỉnh núi trơ trụi. Còn có một chút dấu vết khiến người nhìn kinh tâm. Toàn bộ đỉnh núi đều cơ hồ bị vỡ thành hai mảnh, một vết sẹo sâu không thấy đáy. Lý Vân Tiêu tản ra thần thức, không có bất kỳ manh mối nào lưu lại, nhưng tâm tình cũng nặng nề dị thường, vẫn như cũ địa hình diện mạo nơi đây cho thấy đích xác có cao thủ cực mạnh ở không lâu trước chiến đấu qua. Hắn lấy ra khối ngọc bài Ninh Khả Nguyệt cho hắn kia, nắm trong tay, vài lần muốn bóp nát, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn lần thứ hai hóa thành một đạo lôi quang, hướng tới Hồng Nguyệt Thành bay đi.
dưới đào hoa ổ kia, trong lầu các tựa hồ có ánh sáng nhà thấp thoáng ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, lập tức bay xuống bên trong. Người nào? Một giọng nam tràn ngập không thân thiện truyền đến. Trong lòng Lý Vân Tiêu vô cùng thất vọng, thanh âm này hắn nhận được, chính là Ninh Hàng Phong. Tỷ tỷ ngươi đâu rồi? Lý Vân Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi. Thân ảnh của Ninh Hàng Phong hiển lộ ra, hết sức lụn bại, sau khi thấy Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lập tức cười nhạo nói. Ngươi tìm tỷ ta có chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói. Tỷ ngươi đã chết. Khuôn mặt Ninh Hàng Phong ngưng tụ, lập tức trở nên dữ tợn không gì sánh được, giận dữ hét. Câm miệng, tỷ ngươi mới đã chết. Một cổ khí tức cực kỳ thô bạo từ bên trong thân thể của hắn đẩy ra, bứng thẳng Lý Vân Tiêu mà đến, đánh vào trên ngực hắn. Lý Vân Tiêu không tránh không né, tùy ý khí kình đánh vào trên người, sau đó tiêu tán vô tung, hắn mở miệng nói. Nói như vậy, Ninh Khả Nguyệt chỉ là mất tích. Ninh Hàng Phong cả kinh, đồng tử của hắn đột nhiên co rút, sợ hãi nói. Ngươi không ngờ đã bước vào vũ đế. Loại cảm giác kinh hãi khó diễn tả được này, để cho hắn thoáng cái tâm thần thất thủ. Ở trên Hồng Nguyệt Thành cùng với Nhuận Tường đánh một trận, Lý Vân Tiêu bất quá là lục tinh vũ tôn mà thôi, nhìn khắp đại lục cổ kim, chưa từng nghe qua tốc độ tiến triển yêu nghiệt như thế. Ninh Hàng Phong sau khi thất thần ngắn ngủi, lập tức trở lại, khôi phục loại thần sắc suy sụp lúc trước, lạnh nhạt nói. Thiên phú của ngươi quả nhiên không phải người thường có thể so sánh, thành chủ đại nhân từng nói ngươi là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, quả thực không sai. Giả như lấy thời gian, dưới bầu trời này sợ rằng không có ai là địch thủ của ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Chớ cùng ta nói lời vô ích, ta chỉ hỏi ngươi, tia ngươi là chết hay là mất tích. Trong nội tâm Ninh Hàng Phong một trận bực bội, nhưng vẫn là áp chế xuống, lạnh lùng nói. Cùng ngươi liên quan gì? Trong mắt Lý Vân Tiêu sát cơ chợt lóe lên, lạnh giọng nói. Nếu không phải ngươi là đệ đệ nàng, ta hiện tại trước mắt đem ngươi phế đi. Phế ta, hắc, ha ha. Ninh Hàng Phong khoa trương ngẩng mặt cười ha hả, nói. Đến a, đến phế ta a, để cho ta nhìn ngươi một chút nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân thực lực cường đại ra sao. Hai người đều trong lòng buồn bực không cách nào nhịn được, trong máu một cổ khí tức tâm tình bị đè nén đang từ từ thiêu đốt. Trong hai tròng mắt đều dần dần ngưng tụ lại sát khí, toàn bộ lầu các ở dưới hai cổ uy áp này lại khiến người một trận hoảng hốt, tựa hồ tùy thời sẽ sụp xuống. Phanh! Lý Vân Tiêu không chút khách khí, đạp một cái nhảy bắn lên, sàn nhà dưới chân trong nháy mắt nát bấy, hắn một quyền liền hung hăng đánh đi tới. 3. Đồng tử của Ninh Hàng Phong đột nhiên co rút, trực tiếp hai tay nắm lại, lấy cực nhanh tốc độ vô cùng chuẩn trước sau đáp trên cánh tay của Lý Vân Tiêu, thân thể sau đó vừa chuyển, muốn đem Lý Vân Tiêu đẩy ngã ra. Hai người đều là thuần túy sử dụng nhục thân chi lực, không có dùng nửa phần nguyên lực. Ân! Trong nội tâm Ninh Hàng Phong bỗng nhiên chấn động, vào lúc bắt lên cánh tay của Lý Vân Tiêu, tựa hồ nắm được chính là một ngọn núi lớn, tùy ý hắn có khí lực nghìn cân, cũng không cách nào lay động mảy may. Ở trong nháy mắt kinh hãi này, quyền kình của Lý Vân Tiêu đột phá phòng ngự của hắn, trực tiếp đánh vào trên mặt hắn. Phanh! Ninh Hàng Phong cả người chấn bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát vô số lâu vũ kiến trúc, thiếu chút nữa rơi vào giữa sông, trên mặt trực tiếp sưng lên một khối lớn. Hắc, ha ha, đáng đánh. Ninh Hàng Phong bụng mặt, điên cuồng nở nụ cười, nói. Đánh người không nể mặt, người thật đúng là mạnh mẽ a. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Dù sao ngươi không biết xấu hổ, giữ lại có ích lợi gì. Ninh Hàng Phong lập tức trầm mặc lại, nói. Tỷ của ta mất tích. Lý Vân Tiêu nói. Hiện trường ta đã đi xem qua, trong thiên hạ có thể chặn giết nàng là rất ít. Ở trong đám người có hạn này, có thể chặn giết nàng động cơ càng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong lòng ngươi có thể có tính toán. Thân hình Ninh Hàng Phong chấn động, lập tức trên mặt lộ ra vẻ bi thương, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Ta chỉ biết là chuyện này cùng Đường Khánh có quan hệ, trong thiên hạ vô số cao thủ, bất luận một việc gì cũng có thể có liên lụy tới lợi ích muốn giết tỷ ta, làm sao có thể tuyệt luận. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, lạnh lùng nói. Đây cũng là vấn đề thứ hai ta muốn biết, Đường Khánh ra sao? Có thể nhập chủ Hồng Nguyệt Thành, đồng thời sắp trở thành tân thành chủ, người sau lưng hắn rốt cuộc là người nào? Thân thể Ninh Hàng Phong run rẩy,
trên mặt tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng, lập tức liền trở nên trắng bệch, cắn răng nói. Chuyện này không thể trả lời. Ánh mắt Lý Vân Tiêu thâm thúy, nói. Chuyện này ta vốn cũng không có hứng thú, nhưng hỗ trợ Đường Khánh tính kế, nhất định chính là hung thủ hãm hại tỷ của ngươi, ngươi không muốn tra rõ sinh tử hạ lạc của tỷ ngươi sao? Ha ha, hỗ trợ Đường Khánh tính kế nhất định hại tính mệnh của tỷ ta. Ninh Hàng Phong đột nhiên cười ha hả, nước mắt đều trào cả ra, cũng cười vô cùng thống khổ. Người kia cùng với Đường Khánh chiếm lấy Hồng Nguyệt Thành chính là thành chủ đời trước, phụ thân của hắn và Ninh Khả Nguyệt A. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Xem ra ngươi chịu kích thích khá lớn, ngươi đã không chịu nói, vậy hãy để cho tự ta đi tìm ra sự thật. Hắn quay người lại, liền hóa thành một đạo lôi điện đi. Việc này không chỉ có là liên quan đến Ninh Khả Nguyệt, còn cả Hồng Nguyệt Thành. Nếu Khương Sở Nhiên là vì cứu hắn mà chết, hắn liền tuyệt không thể ngồi nhìn Hồng Nguyệt Thành gặp rủi ro mà không giúp. Nhưng lấy lực lượng toàn bộ Hồng Nguyệt Thành đều không thể chống lại, hắn cũng tự biết khó có thể đối kháng. Trong lòng giống như có một tảng đá lớn đè ép, để cho hắn có chút thở dốc không nổi. Hắn một thân một mình ở trên đường phố Hồng Nguyệt Thành bước chậm, trên bầu trời ánh trăng đã khôi phục bạch sắc, trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu xuống. Trong lúc bất chợt, thần sắc hắn hơi động, tâm niệm vừa chuyển, hướng phía một bên nhìn lại. Trước đây để đổi lấy bạo nguyên đan mà phải thế chấp lãnh kiếm băng xương, nói lão giả kia làm cho đều tài liệu sau bóp nát ngọc bội hoán hắn, vừa chính là ngọc bội của lão giả kia truyền đến động tĩnh, tọa độ phương hướng kia lập tức ở Lý Vân Tiêu cảm ứng lại. Lại không ở Hồng Nguyệt Thành. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lẩm bẩm. Phương hướng cùng khoảng cách kia chắc vẫn còn ở Đông Vực. Lại đi thành chủ phủ thăm dò đến tột cùng rồi nói, rồi đi lấy về lãnh kiếm băng xương. Hắn sau khi cân nhắc, đang muốn hướng thành chủ phủ đi tới, đột nhiên một thân hình mập mạp xuất hiện ở trước người hắn, không ngờ là Chu Kinh Nghĩa. Vân Thiếu, thật là ngươi. Chu Kinh Nghĩa gương mặt kinh hỉ, vội vàng đem hắn kéo đến một bên, nói. Lần trước nhìn ngươi trọng thương ra khỏi thành, ta đều lo lắng ngươi sống không được. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lập tức hiểu rõ ra, so sánh với là tự mình lúc hôn mê ra khỏi thành bị hắn nhìn thấy, hắn mở miệng nói. Việc của Hồng Nguyệt Thành, người biết được bao nhiêu? Chu Kinh Nghĩa hơi biến sắc mặt, sau đó cười vỗ xuống bả vai hắn, nói. Ta chỉ biết ngươi cũng không phải người vô tình vô nghĩa, khẳng định sẽ trở lại, cho nên vẫn để cho huynh đệ lưu ý hành tung của ngươi, mới vừa rồi nghe được hội báo ta liền nhanh chóng khắp nơi tìm kiếm ngươi. Ngươi có biết hay không hiện tại Hồng Nguyệt Thành cũng đang tìm ngươi. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Hồng Nguyệt Thành tìm ta. Ngươi nói Hồng Nguyệt Thành chỉ là cái gì? Chu Kinh Nghĩa vẻ mặt cười khổ, nói. Bây giờ Hồng Nguyệt Thành căn bản là Đường Khánh lão gia tử định đoạt, đương nhiên là tứ cực môn Đường gia muốn tìm ngươi. Ngươi mạo muội xuất hiện rất nguy hiểm, nhanh chóng đi theo ta đi. Lý Vân Tiêu nói. Đi đâu? Chu Kinh Nghĩa nói. Chỗ Nhược Băng cùng Nhược Mai hai vị tiểu thư kia. Lý Vân Tiêu theo Chu Kinh Nghĩa thật nhanh xuyên qua mấy con phố, đi tới trong một mảnh kiến trúc nhà dân, trong đó một gian tiểu viện tầm thường, đi thẳng vào. Tiểu viện chính là trước đây khối băng tổ chức tụ tập, tựa hồ người đã đi lầu trống. Nhược Mai tiểu thư, người xem ta dẫn ai đi tới. Chu Kinh Nghĩa la hét chạy đi vào. Lý Vân Tiêu đi theo sau đó, đi vào phòng trong, chỉ thấy một nữ tử đang ở vây cùng một chỗ. Tựa hồ thương nghị sự tình, đều ngẩng đầu lên. Lý Vân Tiêu. Vài đạo tiếng kinh hô vang lên. Lý Vân Tiêu liếc nhìn lại, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, trong ngực cảm thấy áp lực cực độ. Bên trong ngoại trừ tỷ muội Khương Nhược Băng ra, còn có Nguyễn Hồng Ngọc cũng ở trong đó, tất cả đều là gia quyến của Khương gia, đa số nữ tử, còn có mấy tên đàn ông. Nguyễn Hồng Ngọc cả người đã gầy sụp đi vài vòng, nàng dương mắt nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Là ngươi. Vân Thiếu, ngươi quả nhiên không chết. Nhược Băng bày ra vẻ tươi cười khó có được, tiến lên phía trước nói. Làm sao, thấy chúng ta không vui, sắc mặt âm trầm thành như vậy. Phía sau một nữ tử kiều mị yểu điệu đôi môi khẽ mở, nói. Muội tử, Vân Tiêu đại ca tất nhiên là có chuyện, đừng làm rộn. Nữ tử dáng người cực kỳ vũ mị kia dĩ nhiên là Khương Nhược Mai, sau khi chú ấn được giải khỏi người. Nàng liền điên cuồng giảm béo, rốt cục tiêu thụ xuống, ở trong mọi người giữa mơ hồ đã thành đệ nhất mỹ nữ. Nguyễn Hồng Ngọc mở miệng nói. Hiện tại tứ cực môn tựa hồ muốn bắt ngươi,
ngươi quay về Hồng Nguyệt Thành làm cái gì? Chu Kinh Nghĩa vội hỏi. Chủ mẫu đại nhân, Vân Thiếu chính là Nghĩa Bạc Vân Thiên, nhất định là biết chúng ta gặp khó xử, cho nên mới quay về tới cứu chúng ta. Nga! Nguyễn Hồng Ngọc lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nói. Nếu thật sự là như thế, vậy đa tạ ngươi có lòng. Tuy rằng thực lực của ngươi ở trong đám tiểu bối rất mạnh, nhưng phóng nhãn Hồng Nguyệt Thành thật đúng là không đủ nhìn, ngươi vẫn là tự mình rời khỏi đi. Lý Vân Tiêu chật vật nuốt xuống một cái, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, hắn làm sao mở miệng nói cho chúng nữ trước mắt, Khương Sở Nhiên là vì cứu hắn mà chết. Vân Tiêu đại ca, mau vào ngồi đi, mặc kệ ngươi là nguyên nhân gì, chúng ta đều sẽ cảm kích ngươi. Khương Nhược Mai cũng đi lên trước, một cỗ hương thơm nức xông vào mũi, thân thể mềm mại trực tiếp quấn lấy cánh tay của Lý Vân Tiêu. Hai tuyệt sắc tỉ muội một trái một phải lôi kéo hắn, đưa hắn kéo vào trong phòng. Lý Vân Tiêu cắn chặt răng, khó nhọc nói. Xin lỗi. Nguyễn Hồng Ngọc chân mày hơi nhíu lại, nói. Vân Tiêu công tử lời ấy có ý gì? Lý Vân Tiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói. Ở bên trong tiên cảnh, Khương Thành Chủ, là cứu ta mà chết. A, à, Chu Kinh Nghĩa bỗng nhiên kinh hô một tiếng, lập tức hai tay bưng miệng mình, trợn to hai mắt kinh hãi đứng ở một bên. Toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, cực hạn im lặng. Ngươi nói cái gì? Vân Tiêu đại ca ngươi đang nói cái gì? Cha ta đã chết. Trong mắt Khương Nhược Băng từng giọt nước mắt thật to chảy ra, lập tức liền hóa thành sông nhỏ, không thể vãn hồi. Tuy rằng Nguyễn Hồng Ngọc từ lâu đã nói với các nàng loại khả năng này, nhưng tất cả mọi người còn ôm một tia kỳ vọng, dù sao không ai có khả năng chứng thực Khương Sở Nhiên thật đã chết rồi. Ngay cả người của tứ cực môn cũng là lòng mang kiêng kỵ. Khương Nhược Mai quyến rũ tư thái thoáng cái không thấy đâu, hai tay buông ra cánh tay của Lý Vân Tiêu, thân thể có chút đứng không vững. Nguyễn Hồng Ngọc hai mắt lập tức liền hồng đỏ lên, ở trời đêm kia sao băng rơi, tuyết bay đầy trời. Nàng chỉ biết Khương Sở Nhiên nhất định là đã chết. Cái loại cảm giác thống khổ tới tê tâm liệt phế là chân thực như vậy, là cảm ứng giữa phu thê với nhau, so với bất cứ tin tức gì đều phải chân thực hơn. Chủ mẫu, cái này, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Một gã võ giả nhất thời có chút hoảng hồn, tín niệm mấy ngày nay giúp bọn họ chống đỡ đó là Khương Sở Nhiên không chết, hiện tại tín niệm lập tức sụp xuống. Tất cả mọi người cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám không thấy ánh sáng. Nguyễn Hồng Ngọc sớm đã biết sẽ là kết cục này, hiện tại ngược lại là kẻ bình tĩnh nhất trong đám người, chỉ là thân thể yếu nhược run rẩy vài cái, liền ổn định lại, hai mắt đỏ bừng, khóc nức nở nói. Lấy tu vi của hắn, người phương nào giết hắn? Lý Vân Tiêu hơi mở mắt ra, nói. Thiên Tư. Thân hình Nguyễn Hồng Ngọc chấn động, bi thương khóc ròng nói. Thiên Tư, quả nhiên là Thiên Tư. Lý Vân Tiêu vô cùng áy náy nói. Xin lỗi, người Thiên Tư muốn giết là ta, vốn không có quan hệ gì với hắn, hắn là vì cứu ta mà chết. Toàn bộ trong đại sảnh đều yên lặng ở trong một hoàn cảnh cực độ bi thương, chỉ nghe được một mảnh tiếng khóc nức nở, chỉ có vài tên nam tính võ giả hữu hạn, từng người sắc mặt tái xanh, giữa hai lông mày lộ vẻ sầu lo. Bầu không khí bi thống lan tràn ra, mọi người nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu đều lộ ra vẻ oán độc. Khương Nhược Băng cũng là khóc lớn nói. Là ngươi hại chết cha ta, ngươi mau đền cha ta. Tay phải nàng giương lên, keng một tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía Lý Vân Tiêu đâm thẳng tới. Phanh! Mũi kiếm đâm vào trong ngực Lý Vân Tiêu, vậy mà trực tiếp bị một đạo kim quang ngăn trở, khó có thể đâm vào mảy may. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lúc này thân thể của hắn so với cửu giai yêu thú còn cường đại hơn, căn bản không phải Khương Nhược Băng có thể tổn thương. Hắn một phát bắt lấy thân kiếm kia, trực tiếp hướng trong ngực của mình cắm vào. Ti, bảo kiếm vào cơ thể, một dòng tiên huyết đỏ thẫm chảy ra. Lý Vân Tiêu cũng là lộ ra nụ cười sầu thảm, tim của hắn cũng rất đau khổ. Khương Nhược Băng thoáng cái bị dọa, trong tay cầm lấy chuôi kiếm đứng ở đó, có chút không biết làm sao, ngay cả tiếng khóc cũng dừng lại. Nguyễn Hồng Ngọc là người lãnh tĩnh nhất trong toàn bộ đám người, nàng xem Lý Vân Tiêu một cái, tựa hồ hiểu được điều gì, nói. Cứu ngươi là Sở Nhiên lựa chọn, chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của hắn, cái chết của hắn là kết quả do bản thân lựa chọn, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần tự trách. Phốc, Lý Vân Tiêu nghe lời này, cổ buồn bực áp lực ở ngực rốt cục bộc phát ra, trực tiếp phun ra một búng máu tươi, lộ vẻ sầu thảm cười to nói.
ha ha, ta không cần tự trách, ta đương nhiên không cần tự trách bọn họ từng cái một tự cho là đúng, tự cho là tu vi thông thiên, võ đạo cái thế, rất giỏi đúng không? Lần này đều chết sạch cả rồi, mỗi một người đều thoải mái đi. Tất cả mọi người đều đình chỉ tiếng khóc, nhìn bộ dáng của hắn giống như phát điên, đều nhíu mày lại, nhưng trong mắt khó có thể che giấu vẻ chán ghét cùng giận dữ. Người cái phế vật này câm miệng lại. Một bà lão rốt cục không nhịn được, bạo phát nói. Khương thành chủ là vì cứu ngươi mà chết, mới ngưa trong giọng nói tôn trọng chút. Ha ha, tôn trọng, để cho hắn có chạy hay không, cần phải ở trước mặt ta biểu hiện ra hắn lợi hại cỡ nào, đáng đời hắn chết, ha ha. Lý Vân Tiêu ngẩng mật cười ha ha. Phế vật, chết tiệt. Tên lão bà kia giận tím mặt, trong tay vận khí một tia nguyên khí, đang muốn chém tới, lại bị Nguyễn Hồng Ngọc đưa tay chế trụ lại. Nguyễn Hồng Ngọc thê lương nói rằng, đây là Sở Nhiên lựa chọn, người cũng nén bi thương đi. Tất cả mọi người đều vừa sợ vừa giận, lúc này dĩ nhiên là chủ mẫu của mình đi an ủi kẻ hại chết thành chủ, từng người khó có thể tự kiềm chế, đều tức giận trùng thiên. Chỉ có Nguyễn Hồng Ngọc đối diện với Lý Vân Tiêu, nhìn thấy hắn cười lớn so với khóc còn khó coi hơn, trong đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ sẫm. Ha ha, quả nhiên là trốn ở đây, ta đoán một điểm đều không sai a. Bên ngoài tiểu viện đột nhiên truyền ra một tiếng cười nhạt, nhất thời hơn 10 đạo khí tức cường đại phân bố ở toàn bộ bốn phía tiểu viện. Tất cả mọi người đều kinh hãi, rốt cục bị thành chủ Hồng Nguyệt Thành phát hiện. Hơn nữa bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều có người canh gác, đem nơi đây vây quanh tới mức con kiến cũng khó mà chui lọt được. Chu Kinh Nghĩa cũng là sắc mặt đại biến, hắn đã nghe được thanh âm này là ai? Yến Tinh Hoa, là ngươi tên hỗn đản này. Khương Nhược Mai nghiến răng nghiến lợi, tức giận cả người run rẩy. Trong đại sảnh nhất thời đi vào mấy người, còn bên cạnh một vị chính là thủ lĩnh tổ chức băng khối Yến Tinh Hoa. Ánh mắt của hắn ở bên trong đại sảnh nhìn một cái, cười đắc ý nói. Từng người đều tụ tập ở đây sao? Như cha mẹ chết, chẳng lẽ là đang khóc tang siêu độ cho Khương Sở Nhiên sao? Ha ha! Chu Kinh Nghĩa tựa hồ có chút sợ hắn, thân thể hướng bên trong rụt vào một cái. Lúc này mới nói. Tinh Hoa đại ca, người tại sao có thể như vậy, mang theo người ngoài đến bắt Nhược Mai Nhược Băng tiểu thư. Ta nhổ vào, lặn đi ngươi cái tên mập mạp chết bầm này. Yến Tinh Hoa xông lên hướng tới trên người Chu Kinh Nghĩa đá một cước, trực tiếp đem thân thể to béo của hắn đạp bay. Yến Tinh Hoa, người hạng vong ân phụ nghĩa đồ không bằng heo chó. Khương Nhược Mai tức đến sắc mặt tái nhợt, chỉ vào hắn liền mắng to lên. Hừ. Ta nhổ vào, ta vong ân phụ nghĩa, ngươi, kỹ nữ này. Yến Tinh Hoa vừa thấy được Khương Nhược Mai, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tà ác, cười gằn nói. Trước ngươi mập mạp giống như ngọn núi, mỗi ngày đều là làm sao ngược đãi ta. Lão tử thực sự là sống không bằng chết a, hiện tại ngươi xinh đẹp, ngươi trước đây đối với ta đây, ta đều sẽ đem từng cái trả lại cho ngươi. Ha ha, còn Nhược Băng tiểu thư, chậc chậc, đến tỉ muội cùng hưởng, nhân sinh chuyện vui không gì hơn thế. Ha ha ha. Toàn bộ không trung đều lan tràn tiếng cười nhe răng của hắn, tất cả Khương gia gia quyến đều trong lòng tràn ngập căm phẫn, tức giận tới mức đỉnh đầu bốc khói. Hổ lạc đồng bằng bị chó lấn, Khương gia tiểu thư bọn họ chưa từng bị khuất nhục bực này. Một gã võ giả bên cạnh Yến Tinh Hoa nhíu mày, cả giận nói. Những người này đều là Đường lão gia tử muốn, há lại tùy ý ngươi tới chi phối. Tên lão bà bên cạnh Nguyễn Hồng Ngọc căm tức nhìn võ giả, cắn răng nói. Khương Siêu Bằng, thành chủ đại nhân lúc tại vị đối với ngươi không tệ đi. Ngươi không ngờ dẫn theo người ngoài đến bắt chủ mẫu, quả nhiên là lang tâm cẩu phế, xúc sinh không bằng. Tên võ giả Khương Siêu Bằng kia trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, trực tiếp cúi đầu xuống, không dám trả lời. Khương Siêu Bằng, nếu lựa chọn cùng Đường đại lão gia, sẽ cùng những người cũ phân rõ quan hệ đi. Thống lĩnh trong đám người này sắc mặt lạnh lùng, nhìn mọi người trong phòng, nhếch miệng lên hiện ra một tia châm chọc. Dạ, Hoành đại nhân nói cực phải. Khương Siêu Bằng tựa hồ vô cùng sợ người đứng bên cạnh này, vội vàng cúi đầu khom lưng đáp ứng. Nguyễn Hồng Ngọc ánh mắt ngưng tụ lại, nói. Đúng là tứ cực môn Thanh Vân Đường đường chủ Hoành Quân Hoán đích thân tới, Đường Khánh thật đúng là để mắt tới mấy nữ quyến chúng ta. Hoành Quân Hoán lạnh lùng cười cười, nói. Thân phận trong quá khứ mà thôi. Kẻ hèn này bây giờ là Hồng Nguyệt Thành cấm vệ quân thống lĩnh Hoành Quân Hoán,
phụng lệnh Hồng Nguyệt Thành thành chủ Đường lão gia tử, đặc biệt đến mời phu nhân và hai vị tiểu thư, còn rất nhiều các vị đại nhân trở lại. Hừ, Hồng Nguyệt Thành đã không phải là Hồng Nguyệt Thành, chúng ta dẫu có chết cũng sẽ không trở về. Lão bà kia hừ lạnh một tiếng, trên mặt một mảnh kiên quyết. Mọi người cũng đều là một bộ dáng thấy chết không sờn, biểu hiện ra quyết tâm tử chiến một trận. Nhưng là có mấy người trên mặt giãy giụa không ngớt, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt cùng quấn quýt. Khương Nhược Mai lạnh lùng nói. Đường Khánh lão thất phu kia bất quá là muốn cưỡng ép mẫu thân của ta, để tan ra một ít thế lực chống cự Khương gia, mẫu thân đại nhân sớm đã nhìn thấu âm mưu của các ngươi. Lúc này mới lẩn trốn thoát, hôm nay mặc dù bị chết nơi đây, cũng sẽ không cùng với đám súc sinh sống nhục các ngươi trở về. Lão bà ngang nhiên nói. Nói không sai, hôm nay liền lấy máu của chúng ta, đến thổi lên ngọn lửa chiến đấu của Hồng Nguyệt Thành Khương, Ninh, Nguyễn ba nhà. Ha ha, trái tim chiến đấu. Hoành Quân Hoán cười to nói. Quy phục Đường lão gia tử, chính là thân đệ đệ của phu nhân chính miệng hạ quyết tâm, đại biểu đó là ý chí của bản thân phu nhân, nếu đã là ý nguyện của tất cả mọi người trong Hồng Nguyệt Thành. Lẽ nào các ngươi sẽ muốn chống đối ý nguyện của mọi người sao? Nguyễn Hồng Ngọc vẫn một mực không lên tiếng, rốt cục mở miệng nói rằng. Nguyên tư hắn cũng là bất đắc dĩ chịu trận, nhưng nghĩ không ra Đường gia các ngươi từng bước tới gần, vậy mà muốn chiếm đoạt ba nhà chúng ta, quả nhiên là lòng tham không đủ rắn muốn nuốt voi, hắn cuối cùng sẽ có một ngày tự nhận ác quả. Hừ, mặc dù có, phu nhân ngươi cũng không thấy được. Hoành Quân Hoán ra lệnh một tiếng, nói. Toàn bộ bắt trở lại, có người phản kháng giết trước bất luận tội. Khương gia thân thuộc đều sắc mặt đại biến, nghĩ không ra đối phương vậy mà thực sự dám hạ sát lệnh, bọn họ cho rằng tối đa chỉ là bắt trở về mà thôi. Dù sao Nguyễn Hồng Ngọc tồn tại, đối với Đường Khánh mà nói vẫn có giá trị lợi dụng cực lớn. Vẫn là nội bộ Hồng Nguyệt Thành vừa xảy ra biến cố bọn họ không tưởng tượng nổi, có thể khiến Nguyễn Hồng Ngọc lập tức mất đi giá trị. Không, không nên, ta đầu hàng. Lập tức có vài tên ý chí không kiên định, sợ đến sắc mặt đại biến. Vội vàng làm phản đi qua. Lão bà cả giận nói. Ngươi, các ngươi. Trên mặt vài tên võ giả làm phản kia hiện ra hổ thẹn, nói. Tình thế địch so với ta mạnh hơn, chúng ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Lão bà nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói. Thành chủ đại nhân cùng phu nhân bình thường đối với các ngươi thế nào? Mấy người kia cúi đầu thấp lợi hại hơn, tự biết xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. Nguyễn Hồng Ngọc lạnh nhạt nói. Mặc bọn họ đi thôi, xu lợi núp hại chính là bản tính của con người, không trách được bọn họ. Ha ha, không sai, kẻ biết nhận rõ đại cục mới có thể giữ mạng sống, có còn ai muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa? Hoành Quân Hoán lạnh lùng quét mắt một vòng, đã không còn ai hé răng nữa, đều là vẻ mặt thấy chết không sờn. Tốt, tốt, quả nhiên rất có cốt khí. Trên mặt Hoành Quân Hoán lộ ra một tia làm dáng tươi cười châm chọc. Chỉ vào vài tên võ giả mới đầu hàng tới nói. Để khen ngợi thành ý của các ngươi, hiện tại sẽ do các ngươi xuất thủ trước, từng người lấy đầu đến, là có thể chứng minh các ngươi thật tình. À, cái đó. Vài tên võ giả cũng là đại kinh, lập tức hoa mắt choáng váng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên người toát ra, cầu khẩn nói. Hoành đại nhân, mấy người chúng ta thực lực thấp, căn bản đánh không lại chủ mẫu bọn họ. Hoành Quân Hoán sắc mặt trầm xuống. Quát dẹp đường. Ta không cần đám cặn bã thực lực thấp, nếu là thực lực không đủ, vừa không có chiến công, giữ lại sẽ có ích lợi gì. Hồng Nguyệt Thành không nuôi phế nhân. Vài tên võ giả ngây ngốc ra ở đó, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lúc này hận không thể có cái lỗ nẻ để chui vào. Làm sao, không muốn lập công. Trong mắt Hoành Quân Hoán lóe lên một tia châm chọc cùng sát cơ, hừ nói. Đã như vậy. Các ngươi phải đám cặn bã này giữ lại có ích lợi gì, đồng thời giết đi. Ngươi, ngươi nhục nhã chúng ta. Mấy tên võ giả nổi giận nhảy ra, từng người một trên mặt tìm giống như quả cà, gào thét lớn xông lên, muốn liều mạng rồi. Hừ, mấy con kiến hôi, chẳng lẽ còn cho rằng có tư cách cùng ta đàm phán. Làm trò hề. Hoành Quân Hoán giơ tay phải lên, một đạo lam quang ở lòng bàn tay hội tụ, trực tiếp chụp xuống. Một vòng trưởng uy đẩy ra, trên không trung càn quét đi qua. Bang bang bang. Liên tiếp thanh âm giống như thạch đầu đập vụn, vài tên võ giả đều xương cốt vỡ nát, phun ra từng ngụm máu tươi, bị một trường ép thành thịt nát ngã trên mặt đất, chết vô cùng thê thảm.
không ít Khương gia nữ quyến đều hoảng sợ kêu lên, tử trạng quá mức kinh khủng. Thất tinh vũ đế. Nguyễn Hồng Ngọc sắc mặt trầm xuống, Hoành Quân Hoán cùng mình tu vi tương đương, nhưng từ mới vừa rồi ra tay xem, tựa hồ muốn càng lớn hơn một bậc. Nàng truyền âm cho lão bà trước người kia, nói. Hà bà, người lập tức mang theo Nhược Mai cùng Nhược Băng đào tẩu, liều lĩnh giết về phía khu vực truyền tống, chỉ cần thoát khỏi Hồng Nguyệt Thành, lập tức đi đến Bắc vực Ngọc Thiềm Tông. Ngọc Thiềm Tông chính là một trong Bắc vực thập đại phái, cùng Hồng Nguyệt Thành quan hệ vô cùng tốt, đặc biệt cùng Khương gia lui tới dị thường mật thiết. Trên mặt Hà bà hiện lên vẻ kiệt ngạo cùng không muốn, nhưng ở dưới Nguyễn Hồng Ngọc đau khổ cầu khẩn, thở thật dài. Làm sao, bắt đầu giao phó hậu sự. Hoành Quân Hoán tự nhiên nhìn thấu nàng đang truyền âm nhập mật, cười lạnh nói. Ngày hôm nay người nào cũng đừng nghĩ trốn đi, giết. Hắn ra lệnh một tiếng, bên cạnh thân võ giả đều xuất thủ, hướng phía đám nữ quyến đi tới. Nguyễn Hồng Ngọc đang muốn nghênh địch, đột nhiên Lý Vân Tiêu trực tiếp che ở trước người của nàng, nói. Các ngươi nhanh đi, ở đây giao cho ta. Sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, vừa ra tay đó là một chiêu đại phong hỏa luân. Nguyên tố chi lực kinh khủng tràn ngập đại sảnh, bay nhanh hướng phía tên võ giả xoay chuyển đi. A, liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết, đám võ giả kinh khủng phát hiện, cửu thiên đế khí cũng không cách nào ngăn trở phong hỏa chi lực kinh khủng kia, dính vào một điểm lập tức bị đốt thành cho bụi. Nguyễn Hồng Ngọc sửng sốt một chút, trong mắt vẻ rằng co chợt lóe lên rồi biến mất. Loại thời khắc mấu chốt này, nàng cũng không phải hạng người nhiều lời lắm chuyện, tùy tiện nói. Bảo trọng. Nhất thời một kiếm ảnh từ trên người lao ra, đâm rách thiên khung, quát dẹp đường. Theo ta đi. Người của Khương gia đều theo sát phía sau, tên Hà bà kia đoạn hậu, hơn 10 người nối đuôi nhau đâm rách thiên khung bay ra ngoài. Hoành Quân Hoán kinh hãi, cả giận nói. Đầy tớ nhỏ, chết tiệt nhanh đuổi theo cho ta. Những thủ hạ kia kinh sợ uy thế của Đại Ngạc Ngư, sau khi nghe được mệnh lệnh như chút được gánh nặng, đều chạy ra khỏi phòng, truy kích Nguyễn Hồng Ngọc đi. Hoành Quân Hoán tự mình bay lên trời, bàn tay hóa thành đạm lam sắc, trực tiếp bổ về phía Lý Vân Tiêu. Trên mặt Lý Vân Tiêu một mảnh đạm nhiên, nhưng mà sát cơ trong con người cũng khiến người kinh sợ. Giới thần bia trực tiếp hiện lên ở trong tay, xem như viên gạch ném đi. Phanh! Hoành Quân Hoán một trưởng vỗ ở trên giới thần bi, nhất thời cảm giác trong tay mình truyền đến đau nhức, hoảng sợ vội vàng thu hồi, toàn bộ bàn tay đã trở nên huyết nhục không rõ. Hắn kinh hãi không ngớt, còn chưa kịp tự hỏi, liền thấy giới thần bia hóa thành một tòa núi nhỏ nghiền ép xuống tới. Đầy tớ nhỏ, dám coi khinh ta. Hoành Quân Hoán hai cái tay nhất thời trở nên to lớn không gì sánh được, một thanh đại khảm đao nặng nề nắm ở hai bàn tay, hét lớn một tiếng liền hướng giới thần bia chém tới. Phanh! Khảm đao chém ở trên giới thần bia một cái, cự lực phản chấn xuống. Bang bang! Hoành Quân Hoán hai chân trực tiếp bị ép vào trong mặt đất hơn một thước, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn một chiêu đao mang chí ít cũng có lực lượng vạn cân, có thể khai sơn phá thạch, hơn nữa trong tay chiến đao càng hung mãnh chảm kích huyền khí, cửu giai huyền khí phổ thông bị đánh chúng cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng giới thần bia hình như không có việc gì, vẫn như cũ gắt gao đặt ở trên chiến đao, hơn nữa càng ngày càng nặng, trên hai cánh tay của Hoành Quân Hoán gân xanh từng cái nổi ra đây. Nhưng vẫn là bị ép tới dần dần chống đỡ hết nổi. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thuấn di một phát đến bên trên giới thần bi, đại giới thần quyết ở trong tay triển khai, thế giới chi lực ầm ầm hiện lên, bắt đầu thôn phệ quang mang trên chiến đao, vô cùng trọng lực cũng thành tăng lên gấp bội. Cái gì? Hoành Quân Hoán hoảng sợ thất thanh kêu lên một tiếng, hắn thấy được trong tay mình chiến đao cứng rắn vô cùng trực tiếp bị ép cong. Trong tay truyền tới lực lượng tựa hồ lập tức tăng thêm mấy lần, lại không chống đỡ được nữa, cả người ầm ầm một tiếng đã bị ép xuống trong mặt đất, toàn bộ tiểu viện phương viên trăm mét đều ở dưới chấn động này ầm ầm sụp đổ. Lý Vân Tiêu một kích đắc thủ, cũng không tiếp tục công kích, mà là thu hồi giới thần bi, hóa thành một đạo lôi điện, hướng phía đám người Nguyễn Hồng Ngọc đuổi theo. Việc quan trọng nhất hiện tại với hắn là bảo đảm đám người Nguyễn Hồng Ngọc an toàn thoát đi, về phần món nợ của Hồng Nguyệt Thành. Có khả năng từ từ sẽ đến tính toán. Ngay chỗ không xa, đám người Nguyễn Hồng Ngọc lâm vào vây quanh, không ngờ nhóm võ giả do Hoành Quân Hoán mang đến, trong đó còn có vài tên trung giai vũ đế đem cả đám nữ quyến nhanh ngăn chặn. Muốn chết! Lý Vân Tiêu chợt quát một tiếng, 11 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm phá thể ra,
hóa thành đại kim sắc kiếm phủ, lâm không xuống. Kiếm vân hóa vũ. Hắn quát nhẹ một tiếng, bộ phù nhất thời tản ra thành vô số tiểu kiếm rậm rạp chằng chịt, giống như từng cây châm nhỏ, lâm không nhao nhao bắn ra. Tà phong tế vũ, trên không trung thổi lên, hình thành từng đạo long quyển thật nhỏ. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những kẻ tu vi từ vũ đế trở xuống, cơ hồ là thuấn diệt, mặc dù là đê giai vũ đế, ở dưới tế vũ kiếm khí này, cũng là kinh sợ đau khổ chống đỡ, không dám có chút sơ suất. Trong toàn bộ nữ quyến chỉ có một mình Nguyễn Hồng Ngọc là cao giai vũ đế, muốn giữ gìn an nguy của mọi người, đã là đáp ứng không xuể, nội tâm vô cùng nóng nảy, thẳng đến thấy Lý Vân Tiêu xuất thủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đồng dạng là trong lòng chấn động, Lý Vân Tiêu lúc này xuất thủ uy thế không ngờ không hề thua kém mình. Nàng biết bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ những chuyện này, tỏ ra cảm kích, liền dẫn mọi người tiếp tục chạy vội mà đi. Đại nhân, bọn họ muốn chạy trốn, mau đuổi theo. Yến Tinh Hoa lẫn trong đám người, vẫn là xuất công không ra lực, ánh mắt cực sắc bén, lập tức liền la hoảng lên. Trong mắt Lý Vân Tiêu sát cơ lóe lên, trực tiếp thuấn di ở phía trên hắn, cầm lấy lôi truy liền gõ xuống đi. Ầm ầm, một đạo lôi đình vang dội, hàng vạn hàng nghìn lôi điện bùm bùm tản ra. Cả cái đầu của Yến Tinh Hoa trực tiếp vỡ vụn, một thi thể không đầu cũng bị điện giật cháy đen, té ngã trên mặt đất. Đầy tớ nhỏ, đừng vội coi khinh ta. Một tiếng nộ hống kinh thiên truyền tới, một đạo quang mang lâm không xuống, Hoành Quân Hoán tức giận gầm thét, chiến đao lâm không liền hướng tới Lý Vân Tiêu chém xuống. Đao mang kia ngang trời dựng lên, đem toàn bộ bóng đêm soi sáng giống như ban ngày. Mảng lớn nhà dân ở dưới đao khí này trực tiếp đều hóa thành bột phấn. Hồng Nguyệt Thành từng tên võ giả cũng nhìn kinh hãi không thôi, ở dưới sự dẫn dắt của vài tên trung giai vũ đế, tiếp tục truy kích Nguyễn Hồng Ngọc đi. Trong mắt Lý Vân Tiêu hàn quang lóe lên, hồ lô tiểu kim cương từ mi tâm bay ra, lập tức hóa thành bát trượng kim cương, lâm không một quyền nghênh đón đao mang đánh đi tới. Băng sát tâm diễm ở trên quyền phong hiện lên, giống như một đóa hoa nhỏ trong suốt thấu triệt, ở khắp bầu trời linh áp lại ngạo nghễ mở ra. Phanh! Chiến đao trực tiếp chém ở trên quyền đầu của hồ lô tiểu kim cương, lực lượng vô cùng cuồng bạo trong nháy mắt cuốn theo tất cả. Hồ lô tiểu kim cương cả người phát sinh công kích cường đại có tiếng, trên không trung không ngừng ong ong rung động, đồng thời được cự lực đánh bay ra xa vài trăm thước. Lý Vân Tiêu cũng không ham chiến, hóa thành một đạo lôi điện liền hướng xa xa bỏ chạy, thoáng cái đã đến bên cạnh hồ lô tiểu kim cương, đem nó thu nhập trong cơ thể, tiếp tục đuổi theo Nguyễn Hồng Ngọc đi. Hoành Quân Hoán dưới một chạm, hơi biến sắc mặt, vừa rồi đao mang kia cảm giác tựa hồ chém lên một tấm thiết bản cực kỳ cứng rắn, chấn tới cánh tay hắn tê dại. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trên người dĩ nhiên nhiều dị bảo quý giá như vậy. Hoành Quân Hoán sắc mặt âm trầm xuống, nâng lên chiến đao chuẩn bị lần nữa đuổi theo, đột nhiên hắn khóe mắt dư quang quét lên lưỡi của chiến đao, nhất thời lộ ra cực độ kinh hãi, cả người ngây ra như phỗng. Chỉ thấy trên đao phong của chiến đao kết xuất một tầng băng thật mỏng, tỉ mỉ nhìn lại, cũng đang không ngừng toát ra, giống như hỏa diễm. Hơn nữa để cho hắn quá sợ hãi chính là, băng diễm đang thôn phệ chiến đao của hắn, đã bị thiêu đốt ra một lỗ hổng to bằng quyền đầu. Hoành Quân Hoán ngây dại ra trên bầu trời, chiến đao của hắn chính là dùng tài liệu luyện chế vô cùng không tầm thường mà thành, là chuyên môn dùng để ngạnh khảm huyền khí, kiên cố trình độ khó có thể tưởng tượng, lại bị hỏa diễm thôn phệ chứ. Hơn nữa nhìn hình dạng chỗ hổng còn đang không ngừng mở rộng. Hắn trên ót toát ra hôi lạnh, vội vàng đem đế khí dưới vào trong đao, phải ngọn lửa kia chấn diệt, nhưng hoảng sợ phát hiện, mình đế khí vừa chạm vào cặp băng diễm, lập tức hóa thành hư vô. Không có gì không đốt. Hoành Quân Hoán triệt để trợn tròn mắt, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một quyền mang liền hướng đao phong kia một chấn đi. Cửu thiên đế khí chấn áp tất cả, đại biểu chính là quy tắc cao nhất dưới bầu trời này, không có khả năng tồn tại lực lượng đế khí không cách nào áp chế được. Phanh! Thân đao ở dưới quyền kình của Hoành Quân Hoán rung động lắc lư, băng sắc hỏa diễm quả nhiên thoáng cái liền bị chế trụ, dần dần tiêu vong, mà quyền kình của hắn cũng đang không ngừng bị thôn phệ thiêu đốt a. Hoành Quân Hoán nhắc tới chiến đao, nhìn lỗ hổng trên lưỡi đao lớn có nắm tay, dở khóc dở cười. Trên thân đao khuyết tổn không chỉ là một lỗ hổng lớn, hơn nữa linh khí tiêu tán hơn phân nửa, hắn toàn bộ sắc mặt âm trầm không ngớt. Không nói chữa trị đao này là một chuyện cực kỳ phiền toái, sự tình trước mặt,
có Lý Vân Tiêu nhúng tay vào, sợ rằng cướp bắt ba mẹ con Nguyễn Hồng Ngọc đều thập phần khó giải quyết. Giữa lúc sắc mặt hắn âm trầm bất định, đột nhiên một đạo quang mang bay đi, tựa hồ ở chỗ truyền tống kia hạ xuống. Hoành Quân Hoán sắc mặt biến hóa lạnh lùng hừ một tiếng, nội tâm cũng thoáng an định xuống. Tuy rằng công lao có thể bị người đoạt đi, nhưng hậu quả sau khi nhiệm vụ thất bại xa so với công lao được thưởng còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn thu hồi bị tổn thương chiến đao, cũng hóa thành một quang mang đuổi theo. Nguyễn Hồng Ngọc mọi biên giết biên đào, một lát sau liền đến truyền tống khu vực trước, tất cả mọi người là trong lòng dâng lên vẻ bi thương lai, đã từng này địa chi chủ, hôm nay nhưng phải dựa vào phương thức này ly khai. Nguyễn Hồng Ngọc nhìn một cái phía sau, nhóm thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống, lộ vẻ sâu thẳm cười. Đột nhiên một phiền muộn thanh âm truyền đến, nói. Phu nhân nếu đối với lần này lưu luyến, vừa vì sao phải ly khai chứ? Một quang mang thiểm rơi, Cẩm Tú trường bào bên trong lộ ra một mặt mũi quen thuộc, cũng nghị sự viên Ngũ một trong những người phó nghi xuân. Nguyễn Hồng Ngọc trong lòng khẽ run, khó có thể tin nói. Nghi xuân đại nhân cũng muốn phản ta. Phó nghi xuân than thở. Thân bất do kỷ. Nguyễn Hồng Ngọc ngẩn ra, cười thảm nói. Ha ha, tốt một thân bất do kỷ mới mấy ngày, cũng đã triệt để thành Đường Khánh chính là tay sai. Phó Nghi Xuân trên mặt hiện lên một tia hổ thẹn, nói. Phu nhân lời ấy sai rồi, tứ cực môn Ngưu Hoa Hồng Nguyệt Thành đã rất lâu rồi. Mà ta, vẫn luôn là Đường lão gia tử người a. Cái gì? Nguyễn Hồng Ngọc thân thể chấn động, nàng tựa hồ lập tức hiểu rõ ra, vì sao Đường Khánh ngoại lai mọi người không chỉ có một chút là có thể bắt Hồng Nguyệt Thành. Hơn nữa tam gia liên hợp chống lại sẽ giống như sụp đổ, lập tức liền trở thành tán xa, ngay cả nàng đã từng thành chủ Hồng Nguyệt Thành mẫu cũng muốn chạy trối chết. Nguyễn Hồng Ngọc bi từ tâm lai, khó chịu nói. Bây giờ Hồng Nguyệt Thành, là các ngươi mong muốn cục diện sao? Phó Nghi Xuân thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nói. Vô luận như thế nào, đại thế thể nghịch, ta cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Phu nhân cho dù chạy thoát. Cũng không sửa đổi được bất luận cái gì hiện trạng, không bằng thuận theo Đường lão gia tử tâm ý, an tâm phụ tá Đường lão gia tử. Dù sao Hồng Nguyệt Thành huy hoàng, cũng có vợ chồng các ngươi cực lớn công lao. Nguyễn Hồng Ngọc lộ vẻ sầu thảm cười nói. Ha ha, phụ tá Đường Khánh, nằm mơ muốn giết liền tới, sinh tử mà thôi. Trên mặt hắn tràn đầy châm chọc cùng cười nhạo, nhìn Phó Nghi Xuân một trận xấu hổ, lắc đầu liên tục than thở. Đã như vậy. Mà đắc tội với, hắn giơ tay lên lai, vô số quang mang hội tụ ở trên không, ngưng tụ thành một con đại thanh sắc chảo ảnh, lâm không hạ xuống. Nguyễn Hồng Ngọc sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường. Hà bà, người mang theo các nàng đi, ở đây ta chống đỡ một đạo kiếm khí từ trong tay nàng dựng lên. Mặt lâm đại địch, Nguyễn Hồng Ngọc tự biết không địch lại, không dám có chút sơ suất, nàng chỉ hy vọng tự mình toàn lực dây dưa cái có khả năng ngăn cản đối phương một chút thời gian. Để cho hai nữ nhi đào tẩu. Cho nên một kiếm lại đó là tự mình toàn bộ tu vi, thân hóa kiếm hẳn là, đem đại thanh sắc giấu móng tay bổ ra. Phó Nghi Xuân hơi biến sắc mặt, hắn chỉ muốn giam giữ Nguyễn Hồng Ngọc mẹ con ba người, vì vậy xuất thủ lưu lại đường sống, than thở. Nếu phu nhân gặp lấy cái chết rõ ràng trí. Đột nhiên một lạnh giọng truyền đến, nói. Vậy ngươi phải đi chết đi. Hạo Nguyệt lại, một đại ma ảnh nổi lên. Lâm không một quyền liền hướng Phó Nghi Xuân trên người oanh khứ. Phó Nghi Xuân sắc mặt băng lãnh, hừ nói chút tài mọn, hơi huỳnh hỏa, dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Hắn đứng ở tại chỗ bất động, một cường tuyệt khí từ trong cơ thể tuôn ra ra, ngưng tụ thành vô hình quyền kính nghênh liễu thượng khứ. Ầm ầm, chân ma pháp tướng một quyền đột nhiên băng tán, Lý Vân Tiêu thân ảnh của Lâm không xuống, 11 thanh kiếm ở quanh người hắn lượn vòng, kiếm quyết dưới sự chỉ dẫn, phá không chém tới. Hừ, nguyên lai là ngươi. Phó Nghi Xuân một chút liền nhận ra Lý Vân Tiêu, lạnh lùng cười nói. Đúng vậy được rồi, Đường lão gia tử cũng đang muốn ngươi, tùy ta cùng nhau trở về đi. Hắn đưa tay hữu trưởng, ở trước người không ngừng bước tranh quyền, một cỗ lực lượng vô hình khi hắn trưởng pháp hạ lưu truyền, 11 thanh kiếm được cỗ lực lượng kia dắt, cánh hay không tổn thương kỳ mảy may. Lý Vân Tiêu vững vàng, hai tay phi khoái bấm tay niệm thần chú. 11 thanh kiếm trong nháy mắt hóa thành trận đồ, màu vàng kiếm phủ xuất hiện, hướng Phó Nghi Xuân trên người áp đi. Đáng sợ thiên phú, thảo nào Khương Sở Nhiên đối với ngươi coi trọng như vậy.
Phó Nghi Xuân con ngươi một ngưng, thay đổi trưởng là quyền, hắn bát tinh vũ đế quyền kính tuôn ra, trong nháy mắt đem bộ phủ đánh tan, 11 thanh kiếm phát sinh rung động, đá bay trở về. Phó Nghi Xuân nhất chiêu đắc thủ, càng lấn người mà lên, hai tay chắp sau lưng, một bước liền đặt chân mà đến. Ngươi không phải là còn ba đầu sáu tay sao toàn bộ thi triển ra đi. Phó Nghi Xuân lạnh lùng cười, nói. Bất quá của ngươi con bài chưa lật nữa làm sao cường đại, đôi ta cũng vậy không hề tác dụng. Lý Vân Tiêu đem 11 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm vừa thu lại, lập tức hóa thành một đạo lôi điện sẽ bỏ chạy, muốn chấn áp Phó Nghi Xuân đích xác không có khả năng, hắn chỉ có thể tận lực dẫn dắt rời đi đối phương, để cho Nguyễn Hồng Ngọc thuận lợi thoát đi. Tiếng đánh nhau khổng lồ như vậy, theo lý toàn bộ Hồng Nguyệt Thành nhanh hẳn là được kinh động, nhưng dưới ánh trăng cũng quỷ dị vậy vắng vẻ. Còn muốn chạy, không có khả năng. Phó Nghi Xuân hừ một chút, Lâm Không đánh ra một ấn quyết, không trung hạ xuống một ngụm tiểu trung, hướng trên người Lý Vân Tiêu trùm tới. Lý Vân Tiêu hiện ra, giới thần bia ném ra ngoài, hai tay trên hiện ra ma ha cổ văn, đánh vào giới thần bia một mảnh thế giới chi lực hiện lên, cùng tiểu trung đụng vào nhau. Đương! Trung một phát sinh một trận âm dung, vậy mà mang theo vẻ sợ hãi, toàn bộ tiểu trung không ngừng phát sinh minh thanh, tựa hồ muốn chạy trốn. Mà giới thần bia còn lại là gắt gao đặt ở tiểu trung một, không ngừng cắn nuốt lực lượng của đối phương. Cái đó! Phó Nghi Xuân kinh hãi. Hắn cũng đã nhận ra chung một truyền tới sợ hãi, hắn vội vàng trong tay bí quyết ấn mở ra, phải tiểu trung triệu hoán xuống tới. Phanh! Không đợi tiểu trung bay trở về, liền trực tiếp phát sinh kim trúc bạo liệt có tiếng, quang mang mất hết từ không trung rơi xuống. A! À, Phó Nghi Xuân hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, tiểu trung trực tiếp a ở dưới chân hắn, hình như một dưa tảo tét ra, vừa nhất định bị hỏng. Hoành Quân Hoán rất nhanh đuổi theo. Hóa thành một quang mang liền trùng Lý Vân Tiêu bên người xông qua, hướng Nguyễn Hồng Ngọc đuổi theo, trong miệng làm trò ngược nói. Đa tạ Nghi Xuân đại nhân xuất thủ tương trợ, tiểu tử này liền giao cho ngươi, Nguyễn phu nhân ngay cái ra tay đi. Hừ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một kêu rên, cũng không thấy ai xuất thủ, liền chỉ thấy Hoành Quân Hoán toàn bộ chỉnh thể hình như được cây búa đập một cái, thẳng té rớt xuống phía dưới, phanh một tiếng đập ra một cái hố to. Phó Nghi Xuân sắc mặt đại biến, lập tức trắng bệch, kinh ngạc đứng ở đó, tựa hồ cũng không dám thiện động. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu được, có Hồng Nguyệt Thành cao nhân xuất thủ, về phần ra sao? Không hiện thân, nhất định là có bất đắc dĩ suy tính. Hắn cũng không để ý sẽ những, thu hồi giới thần bia liền hướng truyền tống khu vực đi. Truyền tống trận pháp thuật đã được Nguyễn Hồng Ngọc đám người khởi động, Lý Vân Tiêu trong nháy mắt hóa thành một lôi quang trốn vào trong đó. Nữa không có bất kỳ người nào xuất thủ ngăn cản. Quang mang chớp động lại, mọi người thân ảnh dần dần tiêu thất ở trong thành. Phanh! Hoành Quân Hoán từ hắc trong hố trùng lên, đây là hắn đêm nay lần thứ hai bị đập nhập hãm hại động, vẻ mặt tức giận nhìn bốn phía, cũng hoàn toàn yên tĩnh. Người đâu? Hắn một chút vào tới Phó Nghi Xuân trước mặt, trên mặt kinh hãi nói. Sẽ không chạy đi. Phó Nghi Xuân ngắm nhìn trong hư không. Sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp đứng lên, đuôi lông mày thấp, trầm mặc không nói. Hoành Quân Hoán nhìn bốn bề một phen, nói. Là ai động thủ đó ta? Phó Nghi Xuân ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng liền xoay người ly khai, tựa hồ lười phản ứng hắn. Hoành Quân Hoán khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, trong đôi mắt phun ra cuồng bạo lửa giận, hóa thành một quang mang liền hướng thành chủ phủ đi. Bên trong phủ. Mấy viên lớn chừng quả đấm dạ Minh Châu sắp xếp ở chén trà nhỏ trên, đem đại sảnh chiếu một mảnh sáng trưng. Đường Khánh lẳng lặng nghe xong hắn hồi báo, lúc này mới nói. Người xuất thủ kia ta đã biết, nếu Nguyễn Hồng Ngọc không muốn quy thuận lại ta, nàng kia đã chết cùng sống nhanh không khác nhau nhiều, chạy thoát bỏ chạy đi. Nhưng thật ra ngươi nói Lý Vân Tiêu. Hắn một chút rơi vào trầm mặc, tựa hồ ở tự định giá cái đó. Hoành Quân Hoán trong lòng thất kinh. Nếu Đường Khánh đã biết ai xuất thủ, chứng minh vừa phát sinh toàn bộ đều ở kỳ nắm trong tay, khả ra sao? Không ngăn trở. Đường Khánh tự lẩm bẩm. Lý Vân Tiêu vậy mà có khả năng từ trong tay ngươi đào thoát, quả nhiên là cái tai họa a, hôm nay chưa trừ diệt, ta sợ ngày khác tất sẽ là cái gai lớn. Hoành Quân Hoán khom người nói. Lý Vân Tiêu bất quá là ỷ vào huyền khí lợi hại mà thôi, theo ta thấy thực lực của hắn tối đa cùng hai vị công tử xấp xỉ. Đường Khánh rằng giặc xoay người,
đi bước một đi hướng thành chủ phủ bảo tọa, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay cho tại nơi thú ít nhất một, trong mắt hiện ra mê ly vẻ, lạnh nhạt nói. Hai cái phế vật bao lớn bản lĩnh ta so với ai khác rõ ràng, muốn làm nhất định đứng đầu, nhất phương hào kiệt, bọn họ nhanh dư giả. Nhưng nhắc tới thiên hạ bá chủ, tuyệt đại vũ đế, hư, bọn họ còn kém xa lắc. Là, Hoành Quân Hoán không dám lên tiếng trả lời, hắn so với ai khác đều hiểu người trước mắt đáng sợ, không chỉ là trên thực lực chênh lệch, càng qua nhiều năm như vậy hình thành thượng vị giả uy áp, để cho hắn không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Đường Khánh trầm tư một trận, nói. Nguyễn Hồng Ngọc chạy thoát liền chạy thoát, Hồng Nguyệt Thành cơ bản dĩ ở ta trong khống chế, thiếu nàng chỉ là đa một chút phiền toái, không có như vậy tận thiện tận mỹ mà thôi, nhưng này Lý Vân Tiêu quyết định không thể bỏ qua. Hắn hạ lệnh, theo truyền tống tọa độ, nhất định phải tìm được Lý Vân Tiêu Tĩnh Tương Kỳ đánh chết để Phó Nghi Xuân người ký tên đầu tiên trong văn kiện, mang theo các ngươi năm tên đường chủ đi làm. Cái gì? Hoành Quân Hoán thất kinh, nội tâm kinh hãi ngập trời, tại đây Hồng Nguyệt Thành quyền lợi bất ổn đích ngưu kêu, chỉ một cái tử phái ra sáu gã cao giai vũ đế đuổi theo giết Lý Vân Tiêu, hắn tuy rằng nội tâm nghi hoặc vạn phần, nhưng không dám hỏi nhiều, vội vàng lĩnh mệnh lui xuống. Tại một địa phương không rõ bên ngoài Hồng Nguyệt Thành, bầu trời đêm đen kịt quang mang chớp động, đám nữ quyến Nguyễn Hồng Ngọc và Lý Vân Tiêu đồng thời bị truyền tống đi ra. Tất cả mọi người đều thở hồng hộc, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng là sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng là nội tâm nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu hắn cũng không có nửa phần nắm chắc, lúc dự định tình thế cấp bách đã đem mọi người thu vào giới thần bi, nhưng tình huống so với dự tính phải tốt hơn nhiều. Đa tạ Vân Tiêu công tử cứu giúp. Nguyễn Hồng Ngọc tiến lên đây, gật đầu nói cảm ơn. Lý Vân Tiêu nào dám đảm đương, vội vàng nói. Cửa quan cuối cùng có cao nhân xuất thủ, lúc này mới có thể thuận lợi chạy ra, bằng không sợ là ta cũng khó trốn thoát. Nguyễn Hồng Ngọc nhãn thần khẽ động, khẽ ồ lên. Cao thủ. Lý Vân Tiêu lúc này đem Hoành Quân Hoán bị đập xuống dưới đất nói một lần, nói. Có thể ở trong vô thanh vô tức xuất thủ đánh ngã Hoành Quân Hoán. Đồng thời kinh sợ Phó Nghi Xuân không dám động, thậm chí không còn truy binh khác nữa, phu nhân có thể đoán ra người này là ai không? Nguyễn Hồng Ngọc trầm ngâm một trận, nói. Hiện tại toàn bộ Hồng Nguyệt Thành thế cục phức tạp, ta cũng không có thể kết luận là ai, nhưng người có năng lực này nhất định là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Vân Tiêu nói. Mặc dù Hồng Nguyệt Thành đổi chủ, phu nhân làm sao phải trốn đi? Lẽ nào Hồng Nguyệt Thành lớn như vậy còn không có chỗ cho phu nhân dung thân? Nguyễn Hồng Ngọc trong lòng xúc động, lộ ra nụ cười sầu thảm, dưới ánh trăng càng hiện lên thê lương. Lý Vân Tiêu âm thầm trách cứ chính mình lắm mồm, không nên hỏi loại chuyện động tới người khác thương tâm. Khương Nhược Băng căm hận nói rằng, Đường Khánh lão xúc sinh muốn mẫu thân đại nhân công khai tỏ thái độ ủng hộ hắn làm thành chủ. Mẫu thân ta không chịu, hắn liền phái người đến cưỡng bức lợi dụng, thậm chí lấy sinh mệnh của ta và tỷ tỷ uy hiếp. Mẫu thân đại nhân không chịu nổi dâm uy. Lúc này mới có ý dẫn theo chúng ta đào tẩu. Tối nay nếu không phải Vân Tiêu đại ca đi tới, sợ rằng lại bị bọn họ bắt trở về. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lạnh giọng nói. Lẽ nào phu nhân ở Hồng Nguyệt Thành đã không tìm được người che chở? Nguyễn Hồng Ngọc than thở. Việc này không muốn nhắc lại, Hồng Nguyệt Thành đã thành chuyện cũ, ta nếu đã chạy ra, đã thành người ngoài cuộc rồi. Khương Nhược Mai lo lắng nói. Mẫu thân đại nhân thật có thể đem mình làm người ngoài cuộc sao? Nàng dương đôi mắt to nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nói. Hiện tại Hồng Nguyệt Thành thế cục sóng ngầm bắt đầu khởi động, đều lập bang kết phái. Ai cũng không quá rõ ràng kẻ nào là bằng hữu, kẻ nào là địch nhân. Mà mẫu thân đại nhân cũng không muốn thấy có người vì nàng cùng với Đường Khánh phát sinh xung đột. Dù sao Đường Khánh hiện tại như mặt trời ban trưa, một ngày có người biểu hiện bất mãn, lập tức sẽ gặp họa sát thân. Nguyễn Hồng Ngọc sầu thảm nói. Mặc dù có tâm vào cuộc, ta nào có thực lực này. Nàng hướng phía Lý Vân Tiêu nói. Chúng ta cô nhi quả phụ sẽ đi đến Bắc Vực Ngọc Thiềm Tông cầu một chỗ an thân, không biết Vân Tiêu công tử có tính toán gì không? Lý Vân Tiêu nói. Ta không có tính toán gì, nhưng tạm thời còn muốn ở lại Đông Vực, ta tiễn các ngươi đến truyền tống thành trì ở phụ cận đi. Cũng được. Nguyễn Hồng Ngọc khẽ lên tiếng, nàng sau đó ném một cái. Một tòa huyền khí phi hành hồng nhạt hiện lên trên không trung, tất cả mọi người đều lần lượt đi lên. Lý Vân Tiêu lấy ra một cái tinh bàn, định vị phương hướng, không khỏi nhíu chân mày lại.
Tòa thành trì gần nhất chính là tọa độ chỗ ở của lão giả lấy lãnh kiếm băng xương của hắn. Chiến hạm hồng nhạt ở dưới ánh trăng sáng tỏ bay nhanh đi trước, trải qua suốt đêm đánh một trận, tâm tình của tất cả mọi người cũng từ trong đau buồn hòa hoãn lại. Chỉ bất quá tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, cũng không muốn nói, tất cả đều lặng lặng nhìn bóng đêm vô tận, chẳng biết lúc nào là ánh bình minh. Tòa thành trì gần nhất tên gọi Phong Linh Thành, cũng là một trong đông vực chủ thành, bài danh vẫn tương đối gần phía trước, đồng thời có truyền tống đại trận vượt qua vực. Cũng không phải là toàn bộ chủ thành đều có thể truyền tống vượt qua vực. Dù sao cần tài nguyên cực kỳ to lớn, mỗi một lần truyền tống vượt qua vực thành phẩm cực cao. Do đó ở toàn bộ đông vực ngoại trừ Hồng Nguyệt Thành nắm giữ hai cái ra, cũng chỉ có tứ đại thành trì mới có, mà Phong Linh Thành chính là một cái trong số đó. Ở bên ngoài thành trì, Nguyễn Hồng Ngọc thu hồi huyền khí phi hành, nói. Không nên quá rêu rao, ở đây dù sao cũng là đông vực, còn nằm dưới sự khống chế của Hồng Nguyệt Thành đấy. Mọi người giả trang thành bộ dáng gia quyến võ giả phổ thông, tuy rằng đưa tới không ít ánh mắt, nhưng vẫn là thuận lợi thông qua kiểm tra. Khương Nhược Băng chân thành nói. Vân Tiêu đại ca bảo trọng. Lý Vân Tiêu miễn cưỡng cười nói. Người cũng bảo trọng, chư vị đều bảo trọng. Mọi người không còn lời nào để nói, Nguyễn Hồng Ngọc sau khi nói cảm ơn, liền cùng một đám nữ quyến lên truyền tống trận. Chu Kinh Nghĩa cũng chen lấn đi tới, một người đã chiếm gần một nửa không gian, hắn không ngừng phất tay nói. Vân Tiêu đại ca bảo trọng. Lý Vân Tiêu cười cười, phất tay nói. Bảo trọng. Truyền tống chi quang sáng lên, mọi người đang trước mắt hắn dần dần tiêu thất, nụ cười kia cũng cương cứng, chậm rãi buông ra. Này, đi đi, chớ cản đường. Phụ trách truyền tống A Nhàn lớn tiếng quát, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, vì tên nam tử trước mắt hắn có thể quen biết nhiều mỹ nữ khí chất bất phàm như vậy, mà cảm thấy sinh lòng phẫn nộ. Do đó trong giọng nói cũng không có gì khách khí, nhưng đột nhiên thanh âm của hắn mạnh mẽ bị chặn ở trong cổ họng. Một ý sợ hãi ở bên trong lòng lan tràn. Trước mắt sắc mặt của tên nam tử này, mới vừa rồi còn là một bộ dáng cười híp mắt cả người lẫn vật vô hại. Lúc này nhìn lại giống như một cái giếng cổ, sâu không thấy đáy, trong đầu A Nhàn đột nhiên có một loại hoảng hốt, mặc hắn đem mắt trợn to, cũng dần dần thấy không rõ khuôn mặt của người này. Không chỉ có như vậy, ngay cả ấn tượng trong đầu lúc trước cũng đang từ từ tiêu thất, hoàn toàn nhớ không nổi nam tử này lớn lên có bộ dáng gì. Trong lòng hắn thầm kêu không may, biết đã gặp phải cường giả. Ở Phong Linh Thành cũng lăn lộn đã lâu, nhiều loại nhân vật cũng đều gặp qua, A Nhàn vội vàng đem đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng người nọ nữa. Quả nhiên, sau một lúc hắn mới ngẩng đầu lên, tên nam tử kia đã ở trong đám người đi xa. Hô! A Nhàn nặng nề thở phào nhẹ nhõm, trên người đã chảy ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đồng hành liền có khán trông nhầm đắc tội cường giả mà bị giết. Bọn họ chuyến đi này thế nhưng cao phiêu lưu hành nghiệp. Hắn nhìn phương hướng người nọ rời đi, không khỏi cảm thấy nhíu mày, lẩm bẩm. Phương hướng kia, lẽ nào hắn là đến Luật Gia? Luật Gia chính là Phong Linh Thành vương tộc, nói 102, nắm giữ quyền lợi chí cao, toàn bộ gia tộc ở Phong Linh Thành không ít, nhưng đều là phụ thuộc vào Luật Gia để sinh tồn. Mặc kệ nó, nhân vật như vậy không phải ta có thể chọc nổi. A Nhàn lẩm bẩm vài câu. Mà bắt đầu giữ gìn kỳ truyền tống trật tự. Đột nhiên xa xa một trận huyền khí phi hành chạy nhanh đến, mặt trên đứng một gã lục hợp cảnh vũ tông, sau đó ném ra một bức họa, quát dẹp đường. Hồng Nguyệt Thành truyền đến lệnh truy nã mới nhất, nghiêm tra người bên trên bức họa, nếu là có thấy người lập tức ngăn cản đồng thời đăng báo. Tên vũ tông kia ném bức họa xuống, sau đó đã hóa thành một đạo quang mang rời đi. Bức họa cuộn tròn vừa vặn rơi vào trong tay A Nhàn. Hắn mở ra xem, mặt trên vẽ một gã thiếu niên nam tử thanh tú, tuấn lãng phiêu giật. Gì, tướng mạo người này vì sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào? A Nhàn trầm tư suy nghĩ, lại là thế nào cũng đều nhớ không nổi. Sau khi Lý Vân Tiêu tiễn mẫu nữ Nguyễn Hồng Ngọc rời đi, toàn bộ sắc mặt đều âm trầm xuống, trong lòng dường như đè ép một tảng đá lớn. Thực lực của hắn bây giờ thực sự quá yếu. Căn bản vô pháp gánh vác cái gì, ở một khắc kia hết thảy đều không cần nhiều lời, hắn rốt cục một ngày sẽ đem mọi người dẫn trở về Hồng Nguyệt Thành, đem hết thảy những gì các nàng mất đi đoạt trở lại. Lúc này hắn đang hướng phía tọa độ cảm ứng lúc trước đi, trước giúp lão giả kia luyện chế huyền khí kỳ diệu, thu hồi lãnh kiếm băng xương.
Mục tiêu tọa độ tại một rừng cây ở trong thành, Lý Vân Tiêu chạy như bay xuống, rất nhanh thấy tiền phương có một dải đất chân không, khói xanh lượn lờ bốc lên. Một cái lò luyện đan thật lớn đang vận chuyển, ngồi bên cạnh hai gã lão giả, một người trong đó chính là kẻ cho hắn bạo nguyên quả kia. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua lò luyện đan, biết là đang luyện chế đan dược, hơn nữa còn là bát giai cao phẩm đan dược. Tên lão giả kia dư quang một chút tự liếc về liễu Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thân thể khẽ động, nói. Vân Tiêu đại nhân, người rốt cuộc đã tới. Lý Vân Tiêu vùng xung quanh lông mày dương lên, nói. Người nhận thức ta. Lão giả kia cười khổ nói. Lúc đó không biết, sao lại há có thể không biết, nghĩ không ra danh dương thiên hạ Vân Tiêu đại nhân dĩ nhiên cũng là cửu giai đại thuật luyện sư, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lý Vân Tiêu nói. Ta tới, ngươi chuẩn bị tài liệu đã đầy đủ hết rồi chứ? Lão giả nói. Tài liệu đã đủ, trước thong thả đã, vị bằng hữu này của ta đang luyện chế quy xà tử ngọc đan, cũng sắp sửa ra lò. Lý Vân Tiêu gật đầu, liền trực tiếp ở bên cạnh trên một tảng đá lớn ngồi xuống, ngồi xếp bằng đứng lên. Trong mắt lão giả lóe lên một tia vẻ kinh dị, đồng thời cũng không khỏi đắc thầm khen đứng lên, bất luận cái gì một gã thiên tài phía sau, đều là người khác không thấy được vô số chăm chỉ mồ hôi. Lý Vân Tiêu hiện tại nóng lòng đề thăng thực lực, nhưng bước vào vũ đế lúc, phía trước nói lộ cần linh khí tựa hồ thành một vực sâu không đáy, trong khoảng thời gian này lai vô luận hắn làm sao hấp thu linh khí. Đều cảm giác thị muối bỏ biển, muốn đi phía trước nhảy qua dai khó như lên trời. Nhưng võ đạo một đường, không có tiệp kính, tu vi đề thăng phải là vô số cơ sở công tích lũy điệp cộng lại, hơn nữa hắn một đường tới nay cũng không có bất luận cái gì chạm kiểm soát, đã so với mọi người nhanh chóng sinh ra, chỉ là thân thể và linh hồn đã ở đồng tu, dẫn đến linh khí nhu cầu không gì sánh được kinh khủng. Trong mắt lão giả và tên luyện đan thuật luyện sư đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cây trong rừng linh khí trong mơ hồ hình thành một cái vô hình hàng dài, ở vãng Lý Vân Tiêu trên người dưới vào đi, mà Lý Vân Tiêu quanh thân thỉnh thoảng có ngũ sắc quang mang, một chút hội tụ mà vào, dĩ nhiên là địa, thủy, hỏa, phong chờ nguyên tố chi lực. Hai người đều là nhìn nhau một cái, vạn phần hoảng sợ. Vô luận là cái loại này hấp thu linh khí tốc độ, còn là loại này đúng nguyên tố lực tương tác, đều là dị thường trình độ khủng bố. Lưỡng trong mắt người kinh hãi dần dần chuyển thành ngưng trọng, tên kia thuật luyện sư càng thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, lò luyện đan thượng phát sinh hỗn loạn sáng mờ. Thuật luyện sư hách ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại đã là ngưng đan giai đoạn cuối cùng liễu, hắn vội vàng an định tâm thần, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Hắn chính là bát giai đỉnh phong đại thuật luyện sư, đối với luyện chế quy xà tử ngọc đan là thuận buồm xuôi gió, xác suất thành công cơ hồ là 100%. Rất nhanh khí tức bạo loạn lập tức ổn định lại, từng đạo quang mang màu sắc rực rỡ lao ra, bên trong lò truyền đến thanh âm tựa như bạch thủy sôi trào, rốt cục đan thành. Hai người nhìn nhau một cái, lão giả lúc này mới hướng phía Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu đại nhân, đan đã luyện thành. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra, trong tay pháp quyết biến đổi, bốn phía linh khí mơ hồ như trường long đều thu nạp trong cơ thể, rồi mới từ trên tảng đá lớn đứng lên. Trong mắt lão giả lóe lên vẻ giật mình, cười nói. Nổi danh dưới vô hư sĩ, pháp quyết tu luyện của Vân Tiêu đại nhân thật là khiến hai người chúng ta được mở rộng tầm mắt a. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Chê cười rồi. Lão giả nói. Thời gian ngắn ngủi uống cạn chén trà, tốc độ hấp thu linh khí của Vân Tiêu đại nhân so với ta suy tính sợ rằng gấp hơn chục lần đồng giai đi. Kết quả này vừa nói ra, chính hắn cũng giật nảy mình. Điều này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tốc độ tu luyện của đối phương sẽ nhanh hơn gấp chục lần so với người khác, hơn nữa Lý Vân Tiêu khuôn mặt trẻ tuổi như vậy cũng ấn chứng suy đoán của hắn. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói. Chuyện này cùng ngươi có liên quan sao? Ha ha, Vân Tiêu đại nhân không cần nổi giận. Lão giả tay vuốt chòm râu cười nói. Tại hạ chỉ là giật mình mà thôi, chúng ta từ từ làm quen một chút đi, tại hạ họ Phó, tên Phó Cẩm Sơn. Vị này chính là luật gia bát giai thuật luyện đại sư Luật Hóa Phong. Luật Hóa Phong nói, nghe nói sư tôn của Vân Tiêu đại nhân có thể đem kiện ngũ hành đỗ bạch ngư mà Phó Cẩm Sơn cần tỷ lệ luyện chế thành công để thăng tới 40%. Không biết sư tôn của Vân Tiêu đại nhân là người phương nào? Lý Vân Tiêu nói, nói ngươi cũng không biết, Phó Cẩm Sơn, ngươi rốt cuộc cần luyện huyền khí hay không? Phó Cẩm Sơn nói, đương nhiên muốn luyện.
Vân Tiêu đại nhân trước giúp ta xem một chút lò quy xà tử ngọc đan này thế nào. Luật Hóa Phong vỗ vào trên lò một cái, nắp đỉnh bay đi, một cổ hương khí đan dược lan ra bốn phía, khẽ ngửi một cái liền cảm giác trong tứ chi bách hài tràn ngập lực lượng. Một đạo mờ mịt tản ra, ba viên đan cổ sắc cổ hương bị Luật Hóa Phong nhiếp trên không trung, chậm rãi rơi vào trước mặt Lý Vân Tiêu, nói. Vân Tiêu đại sư cảm thấy phẩm chất đan này thế nào? Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua, lộ ra một tia kinh dị, khen. Bất quá, phẩm chất tuyệt hảo, nói vậy đây là loại ngươi sở trưởng luyện chế nhất đi. Không có trăm ngàn lần thử luyện, chắc là sẽ không có loại kết quả này. Luật Hóa Phong cười nói. Chỉ từ trên dáng vẻ vị tất có thể phán đoán chuẩn, Vân Tiêu đại sư sao không nếm thử một viên xem. Nga! Lý Vân Tiêu hiện lên một tia cổ quái, nói. Ta có thể ăn thật sao? Dù sao quy xà tử ngọc đan cũng là linh đan thành danh, giá trị xa xỉ. Đương nhiên, Luật Hóa Phong ngạo nghễ cười nói, hiển nhiên đối với đan dược của mình rất là thỏa mãn. Lý Vân Tiêu cũng không khách khí, có loại cơ hội tăng cường công lực này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ phí, trực tiếp cầm lấy một viên nuốt xuống, sau một lúc trầm ngâm nói. Linh khí bốn phía, cố bổn bồi nguyên, kết khí nuôi hồn, chọn hẳn không phải là tài liệu phổ thông đi. Nguyên bản đối với loại bát giai đan dược cũng không có gì yêu thích, nhưng sau khi ăn vào một viên, phát hiện lại có thể sánh bằng mấy ngày bản thân khổ tu, so với quy xà tử ngọc đan thông thường dược kình cường đại hơn nhiều, lập tức cũng không khách khí, lấy thêm hai viên khác cùng nhau nuốt xuống. Cái này, Luật Hóa Phong và Phó Cẩm Sơn đều là hoa mắt choáng váng. Lý Vân Tiêu nuốt xuống một chút, đem hai viên đan dược không chút khách khí ăn vào, nhìn biểu tình của hai người, kinh ngạc nói. Thế nào, Hóa Phong đại sư không phải nói ta có thể ăn được sao? Luật Hóa Phong gương mặt mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Đương nhiên, đương nhiên. Nội tâm cũng mắng to không ngớt, cho ngươi ăn nhưng cũng không phải ăn hết sạch, đáng đời ngươi ăn chết no. Lý Vân Tiêu lộ ra một bộ dáng tinh tế cảm ngộ, nói. Nếu là ta không đoán sai, viên thuốc này chủ tài mai rùa và xà đảm, sợ là đạt được cửu giai yêu thú đi. Trên mặt Luật Hóa Phong hiện lên vẻ cười nhạo, nói. Vân Tiêu đại sư quả nhiên lợi hại, mai rùa là thiên la ám huyền vũ, mà xà đảm là bách quán đồng cực xà, lại thêm cô tâm hồ diệp thảo, dạ xoa châu, lưu minh diệp, phổ vi ma trúc và ma yết ti tổng cộng 7 vị chủ tài luyện chế mà thành. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Thiên la ám huyền vũ và bách quán đồng cực xà đều là vật chân quý cực kỳ hiếm có, dùng để luyện chế quy xà tử ngọc đan khó tránh khỏi quá lãng phí đi. Năm vị linh dược khác cũng đều là vật đại bổ cực kỳ khó được, thế nhưng cô tâm hồ diệp thảo, dạ xoa châu và bách quán đồng cực xà xà đảm trộn lẫn cùng một chỗ không phải sẽ có kịch độc sao? Phổ vi ma trúc và ma yết ti và thiên la ám huyền vũ kết hợp với nhau, tựa hồ cũng là kịch độc đi. Trong mắt lóe lên Luật Hóa Phong lóe lên vẻ tán thưởng, vỗ tay cười nói. Ha ha, không hổ là cửu giai thuật luyện sư, lần này ta thật sự phục rồi. Cô tâm hồ diệp thảo. Dạ xoa châu và bách quán đồng cực xà xà đảm trộn lẫn cùng một chỗ độc tính có thể khiến võ giả linh khí động lại, vận chuyển ngưng lại. Còn vô vi ma trúc và ma yết ti và thiên la ám huyền vũ kết hợp mà thành độc tính có thể khiến võ giả thần thức thụ thương, ý thức không rõ, nhưng hai loại độc này đều chỉ đối với võ giả dưới vũ đế hữu dụng, phải thêm vào lưu minh diệp, mới có thể đối với vũ đế cường giả sản sinh hiệu quả chí mạng. Lưu minh diệp này mới là chỗ mấu chốt của ba viên quy xà tử ngọc đan. Sử dụng chính là lưu minh diệp linh thảo 3.000 năm, vạn kim khó cầu. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói. Thảo nào loại bát giai đan dược này ta ăn vào cũng có thể đề thăng công lực, nguyên lai có nhiều kỳ chân dị bảo như vậy ở bên trong, Hóa Phong đại sư thật là có tâm. Luật Hóa Phong thu liếm nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói. Vân Tiêu đại sư, ta thực sự là bội phục sự bình tĩnh của ngươi, sắp chết đến nơi vẫn có thể thong dong như thế. Không phải tâm tính mà võ giả ở tuổi như ngươi có thể có được. Trước khi chết, mong rằng báo cho biết ân sư ngươi là người phương nào. Nội tâm hắn vẫn luôn đánh trống, rất sợ phía sau Lý Vân Tiêu là thế lực cường đại nào đó. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ta không có sư phụ. Được rồi, các ngươi vì sao phải cho ta dùng độc đan này? Luật Hóa Phong nặng nề hừ một tiếng, nói. Nếu là không có sư phó, vậy thì dễ làm rồi. Vân Tiêu đại sư đã sắp phải chết, liền đem toàn bộ cửu giai bảo bối lấy ra đi.
Lý Vân Tiêu nói. Ta hiểu được, các ngươi là muốn mưu đoạt tài sản của ta. Hắn nhìn Phó Cẩm Sơn nói. Lẽ nào ngươi không cần luyện chế huyền khí? Phó Cẩm Sơn gương mặt khổ sáp, nói. Vân Tiêu đại nhân, ta cũng là thân bất do kỷ, đừng trách ta. Hóa Phong đại sư nói luật gia sẽ phụ trách giúp ta luyện chế. Lý Vân Tiêu trợn mắt nhìn hắn một cái, nói. Ngươi đem ta đưa tới, muốn giết ta đoạt bảo, còn muốn ta đừng trách ngươi. Ngươi cho rằng ngươi điên hay là ta choáng váng? Không trách ngươi thì trách ai? Phó Cẩm Sơn bất đắc dĩ nói. Ta cũng là thân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trong lúc ta đang thu thập tài liệu, vô ý đem việc Vân Tiêu đại nhân thế chấp bảo kiểm ở chỗ ta tiết lộ ra ngoài, bị người của luật gia phát hiện, vì vậy để ta bày cuộc đem Vân Tiêu đại nhân đưa tới. Chút sức lực hèn mọn của ta, dường như không có năng phản kháng luật gia. Hừm, không nên đem mình nói giống như vô tội như thế. Luật Hóa Phong lạnh lùng nói. Nếu không phải chính ngươi tham lam, tới tìm ta giám định giá trị của lãnh kiếm băng xương, sao có kết cục ngày hôm nay, hẳn là ngươi thất hẹn trước đi. Phó Cẩm Sơn đỏ mặt lên, nói. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích rồi. Trong mắt Luật Hóa Phong lóe lên hàn quang, nói. Vân Tiêu đại sư là tự mình thành thật hay là chờ chúng ta ra tay thay ngươi thành thật đây? Lý Vân Tiêu nói. Ta chỉ muốn biết lãnh kiếm băng xương của ta hiện tại ở đâu. Luật Hóa Phong cười lạnh nói. Đã biết cũng chỉ tăng thêm thương cảm, vật kia chính là tuyệt thế sát khí. Cũng không phải vật mà loại tiểu hài tử như Vân Tiêu đại sư có thể đùa, người vẫn là tự mình thành thật một chút đi. Lý Vân Tiêu thở dài, nói. Ta người này trời sinh đã không thành thật, vẫn là hai vị tới thay ta thành thật đi. Trong cơ thể hắn bị thái nhất huyền khí gột rửa, bất kỳ lực lượng nào đều có thể trực tiếp đồng hóa mất, về chút độc tính này đối với hắn lúc mới cho vào miệng cũng đã phát giác ra được. Chỉ bất quá toàn bộ đã biến thành thuốc bổ ở trong người hấp thu hết. Luật Hóa Phong sắc mặt trầm xuống, cho Phó Cẩm Sơn một ánh mắt. Phó Cẩm Sơn hướng tới Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Người ở dưới mái hiên, thân bất do kỷ, Vân Tiêu đại nhân, đắc tội rồi. Trong tay hắn dương lên, một cổ khí lãng cuồng mãnh chấn động ra, không khí trong nháy mắt bị nghiền ép toàn bộ nổ lên, một đạo tiếng hô bén nhọn chói tai vang lên. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một tia hàn ý, một chưởng đã hướng phía kình khí đánh tới. Trong lòng bàn tay năm màu sáng mở trong sát na chán phóng ra, phong vân chi lý đột nhiên hiện lên, che phủ khiếu âm chói tai, đem kình khí áp chế xuống. Bang bang bang, liên tiếp tiếng bạo nổ trên không trung, Phó Cẩm Sơn thất kinh, muốn hoảng sợ trở ra, nhưng đã quá muộn, trưởng phong chấn vào trong ngực hắn, phun ra một ngụm tiên huyết té bay ra ngoài. Ngươi, lực lượng của ngươi. Luật Hóa Phong thất kinh, khuôn mặt hoảng sợ, Phó Cẩm Sơn đó là nhị tinh vũ đế. Lại bị hắn một chưởng chấn thương. Hắn không tin đan dược của mình dĩ nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Lý Vân Tiêu bộ pháp dưới chân dẫm một cái, cả người đã lao tới, muốn Luật Hóa Phong bắt sống lại, ép hỏi chỗ giấu lãnh kiếm băng xương. Đột nhiên trên bầu trời một đạo kình khí hạ xuống, toàn bộ không gian đều hơi bị cứng lại, tựa như cự thạch nặng nghìn vạn cân đánh xuống. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, thân thể lâm không vừa chuyển, trong sát na đã lui về chỗ cũ. Trong mắt lóe lên một tia nghiêm nghị. Hóa Phong đại sư, ta đã sớm nói trực tiếp phái người bắt giữ hắn là được, không cần tạo ra phiền phức như vậy, tổn thất dược liệu quý trọng như vậy không nói, một chút hiệu quả cũng không có. Một đạo nhân ảnh chậm rãi từ không trung hạ xuống, một thân thanh bào cẩm y, trên mặt chát phấn phần trắng nõn, lộ ra vẻ lười biếng, cầm trong tay một chiếc quạt lông xanh đang không ngừng lắc lư. Đồng thời hơn 10 đạo quang mang từ 4 phương 8 hướng bay vụt mà đến. Rơi vào xung quanh khu rừng, đem Lý Vân Tiêu vây chật như nêm cối. Trên mặt Luật Hóa Phong một mảnh âm lãnh, hừ nói. Luật Triều Hải, người cố ý xem ta làm trò cười phải không? Bạch diện nam tử Luật Triều Hải khóe miệng mỉm cười, quạt lông nhẹ lay động, nói. Không dám, ta cũng biết việc này chính là kế hoạch của Nam Tây Đại Sư, muốn bắt sống người, Hóa Phong Đại Sư bất quá là người thi hành mà thôi, lúc này kế hoạch thất bại. Hóa Phong đại sư vẫn là trở về gia tộc trước đi. Luật Nam Tây chính là cha của Luật Hóa Phong, cũng là thuật đạo cửu giai thuật luyện sư trưởng quản luật gia, nổi danh đông vực. Luật Triều Hải nhìn Luật Hóa Phong gương mặt âm trầm, phe phẩy quạt lông nói bổ sung. Ở đây giao cho ta, tiểu tử này tương đối vướng tay chân, vạn nhất trong lúc tranh đấu thương tổn tới Hóa Phong đại sư,
tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ta. Hừm, có gì vướng tay chân, bất quá là một gã nhất tinh vũ đế mà thôi, có ngươi ở đây còn có thể bị thương tới ta mà nói, đó chính là ngươi cố ý rồi. Luật Hóa Phong khinh thường hừ lạnh nói. Luật Triều Hải lắc đầu, nói. Tiểu tử này cũng không phải nhất tinh vũ đế bình thường, vừa rồi Phó Cẩm Sơn ngươi cũng thấy đấy, nhị tinh vũ đế đều không tiếp nổi một chiêu của hắn. Phó Cẩm Sơn sau khi bị đánh bay cũng chạy trở về, vừa nghe lời ấy, nhất thời trên mặt đỏ bừng. Luật Triều Hải nhìn Phó Cẩm Sơn một cái, lạnh nhạt nói. Thua bởi người này không tính là nhục nhã. Phó Cẩm Sơn trên mặt đỏ bừng lợi hại, không dám trả lời. Luật Hóa Phong lạnh lùng nói. Ta sẽ ở chỗ này xem Triều Hải đại nhân đại hiển thần uy, bắt người này. Luật Triều Hải khẽ cau mày, nói. Đã như vậy, Hóa Phong đại sư liền đứng cách xa một chút mà xem đi. Đối với đám thuật luyện sư trong gia tộc này, hắn cũng không có biện pháp, nhưng lại không thể đắc tội. Luật Hóa Phong cũng không có làm khó hắn, chủ động lui về phía sau mấy chục thước, xa xa quan vọng. Luật Triều Hải lúc này mới xoay người lại, nhìn Lý Vân Tiêu dịu dàng mà cười, nói. Phong thái của Vân Thiếu tại hạ ngưỡng mộ đã là tự ngươi thúc thủ chịu trói, hay là do ta cho ngươi thúc thủ chịu trói đây? Lý Vân Tiêu. Luật Triều Hải đạm nhiên cười nói. Ta biết Vân Thiếu chắc là sẽ không thành thật. Hắn quạt lông chỉ về phía trước một cái, nói. Động thủ. Bốn phía võ giả đều mà lên, các loại kình khí tuôn ra, Phó Cẩm Sơn cũng đi theo phía sau đoàn người xông tới, muốn dùng máu rửa nỗi nhục lúc nãy. Khắp rừng cây ở dưới kình khí cường đại không ngừng bị phá hủy, giải đất chân không càng lúc càng lớn. Lý Vân Tiêu ánh mắt xu lãnh, trên người kiếm khí thoát ra, chỉ một cái về phía trước. Hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hội tụ ở đầu ngón tay. Toàn bộ bầu trời bất chợt biến sắc, tinh không vạn dặm thoáng cái hóa thành hôn ám, khiến người đè nén trong lòng phát bực. Luật Triều Hải sắc mặt đại biến, nhất chỉ kiếm khí chính là chỉ về phía hắn. Ở dưới cổ uy áp vô hình kia, dĩ nhiên để hắn nhịn không được lui về phía sau một bước, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh như băng đột nhiên mỉm cười, khóe miệng nhếch lên phía trước. Hiện ra vẻ châm chọc và trêu cợt không nói nên lời, nhìn Luật Triều Hải thẹn quá thành giận. Đầu ngón tay hắn thu về trước người, lâm không vẽ một. Vòng liền hướng bốn phía quét tới, quát khẽ. Kiếm vân hóa vũ. 11 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm nhất thời nổi lên, hóa thành vô số tà phong mưa phùn, từng giọt nhỏ xuống. Võ giả lập tức bị cuốn vào bên trong hàng vạn hàng nghìn kiếm khí. Vô số kiếm quang tựa như giọt mưa nhỏ không ngừng đánh thẳng vào hộ thể đế khí của bọn họ, phần lớn chấn động ở trên binh khí, phát sinh tiếng đinh đang đang không dứt, rậm rạp. Có một gã võ giả mạnh mẽ chống đỡ kiếm vũ, đột phá kiếm khí hóa vũ, hét lớn một tiếng công kích tiến lên. Một đạo đao mang theo võ giả lao tới, chém về phía đầu của Lý Vân Tiêu. Hừm! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, bấm tay bắn ra, một đạo lôi cầu từ đầu ngón tay bắn ra. Trực tiếp chấn ở trên đao mang kia, nổ ra một mảnh lôi quang, sáng lạn đẹp mắt. Lôi điện chi lực cực mạnh xuyên thấu qua đao mang kia, chấn nhập thân thể của tên võ giả, đánh bại đế khí. A! À, võ giả hung hăng bị điện giật, cả người đau đớn, trong nháy mắt bay ngược. Thử xem một kiếm liệt hỏa loạn thế của ta đây. Hàn Vân Kình. Lại là hai người đột phá kiếm vũ vọt vào, dưới sự liên thủ, từng đạo chân nguyên cuộn trào mãnh liệt đè ép. Chiêu thức vô cùng vô tận liên miên bất tuyệt mà đến, cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Quanh thân Lý Vân Tiêu kiếm ý lưu chuyển, thái cổ thiên mục chợt mở ra, phong hỏa chi lực rít gào đi, hướng phía hai người kia liên thủ bày ra áp lực đánh tới, từng mảnh tiếng nổ vang mạnh truyền ra. Bên trong phong hỏa mơ hồ có hình thái cá sấu hiển hiện, quơ song quyền điên cuồng đánh xuống. Bang 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 bang, uy áp chi lực ầm ầm một tiếng, tựa như tấm thép bị nổ nát bấy. Linh áp khí kình đột nhiên tứ tán, hai gã võ giả cũng đã bị phản chấn bay ra ngoài. Cá sấu lúc này đã phát cuồng, hét lớn một tiếng hóa thành phong hỏa luân, cuốn vào trong tà phong tế vũ ở xung quanh, hướng phía võ giả đốt tới. A, hai gã võ giả bị phong hỏa chi lực dính vào, chết ngay tại chỗ, một gã trong nháy mắt bị đốt khô, mà một gã khác còn lại là bị đốt hài cốt không còn. Xa xa Luật Hóa Phong đã nhìn tới trợn mắt hốc mồm. Hơn 10 tên cửu thiên vũ đế cường giả, dưới sự liên thủ lại vẫn bị Lý Vân Tiêu đại bại. Hừm, đừng vội không coi ai ra gì, luân cần vũ phiến ngũ hổ mở.
một lực lượng hùng hậu từ quạt lông trong tay Luật Triều Hải lan tràn, khắp bầu trời hiện ra kinh đảo hãi lãng, từng đạo long quyển sóng biển gào thét đi. Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, quát dẹp đường. Đại phong hỏa luân. Cá sấu trực tiếp hóa thành phong hỏa lưỡng đạo lực lượng, trở lại trong tay hắn bay nhanh xoay tròn, hai hợp làm một, lấy phong sinh hỏa, thiêu đốt khí tức dày đặc hơn lan tràn ra, hét lớn một tiếng đã xông qua đó. Thủy long chống lại cá sấu, lưỡng cổ lực lượng trên không trung lao vào lẫn nhau, con ngươi của Luật Triều Hải đột nhiên co rút, trong quạt lông một đạo quyết ấn đánh ra, thủy thế lập tức tăng vọt lên, từng đợt sóng nối tiếp đi lên trên. Phanh! Cá sấu rốt cục chống đỡ không nổi, bị thủy long chen bể rơi, toàn bộ nổ tung trong nháy mắt. Đột nhiên một đạo lôi điện nhảy vào trong bạo tạc, theo sóng biển mà lên, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiển hóa ra, dẫm nát phía trên sóng biển, toàn thân bày biện ra quang sắc trong suốt. Lôi điện chi lực càng tụ càng nhiều, trở nên cự đại không gì sánh được, một tay bấm lôi quyết, một tay cầm cây búa trực tiếp nện xuống. Luật Triều Hải sắc mặt đại biến, quạt lông trong tay đánh ra vài đạo quyết ấn. Dưới chân Lý Vân Tiêu sóng biển lập tức biến hóa thành một hình người không ngừng thay đổi. Cự đầu vừa muốn hóa ra, hét lớn một tiếng, đã bị cây búa trực tiếp đập trúng. Ầm ầm, dường như bầu trời đánh xuống sấm sét, đầu của thủy nguyên tố cự nhân nổ lên, một ma ha cổ văn màu vàng hiện ra, không ngừng nghiền ép đè xuống. Toàn bộ thủy nguyên tố cự nhân trực tiếp tán loạn, lôi điện chi uy không giảm, hướng tới trên người Luật Triều Hải đánh xuống. Luật Triều Hải sắc mặt tái xanh, dưới khiếp sợ cũng không có hoảng loạn. Tay trái hắn ở trước người bóp bí quyết, bên tay phải cầm quạt lông khẽ lay động một chút, trở nên thông thấu, tản mát ra bích lục ngọc quang, liền hướng tới lôi điện nghênh đón. Ầm ầm. Lôi điện oanh kích xuống, bên trong kình khí một đạo so với một đạo càng mạnh hơn, tựa trường giang sóng sau đè sóng trước, ở trên quạt lông đánh ra từng đóa lôi vân. Đây chính là Lý Vân Tiêu tu luyện lôi quyết chi uy, mỗi lần dung hợp thêm một loại thuộc tính lôi điện, không chỉ có phát ra thuộc tính lôi điện, hơn nữa vào lúc công kích có thể bộc phát ra uy lực tăng lên gấp bội. Hắn lúc này thân chứa nhiều loại dị lôi, đều rót vào bên trong cây búa, đánh ra uy lực trực tiếp kết hợp 18 đạo. Răng rắc, con người của Luật Triều Hải đột nhiên co rụt, trong lúc hoảng sợ đã phát hiện quạt lông của mình lại bị đánh ra vết rách. Phanh, quạt lông huyền khí bị trong nháy mắt nổ nát bấy, khung xương hóa thành từng mảnh nhỏ bắn văng ra khắp nơi. Đầy trời lông chim bay lượn, toàn bộ thời gian tựa hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại, ở dưới lôi điện toàn bộ tựa như tử vong thương tiếc. Ầm ầm, quạt lông vừa vỡ, sấm sét trực tiếp rơi vào trên người Luật Triều Hải. Thừa nhận hai đạo lôi uy cực mạnh cuối cùng. Ầm ầm, búi tóc của Luật Triều Hải trực tiếp bị đánh tan, tóc dài thoáng cái phiêu tán ra, trên không trung cùng với bạch y cùng nhau loạn vũ. Một đạo máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên thi triển ra lôi quyết sau khi dung hợp cửu âm tuyệt lôi, uy lực vượt xa so với hắn dự tính. Căn cứ Lục Giản Bác cung cấp lôi quyết đến xem. Mặc dù là tầng 18 tầng trồng chất kết hợp cũng không nên có lực lượng bá tuyệt vô thất này mới đúng. Hắn nhìn thoáng qua lôi truy trong tay mình, màu sắc tựa hồ có chút biến hóa, trước đây là đen nhánh giống như một khối sắt lớn, hiện tại tỉ mỉ nhìn lại, mặt trên tựa hồ có thêm một chút thanh sắc hoa văn. Lôi quyết chi uy biến thái như vậy, hẳn là cùng với cây búa này có quan hệ không thể tách rời. Khắp nơi võ giả đều ngây ngốc ở đó, bỗng nhiên hít vào một hơi không ngừng lui về phía sau. Cảm giác sợ hãi trong tâm vô pháp ức chế lan tràn, ngay cả Lục Tinh Vũ Đế Luật Triều Hải đều không chống đỡ được một kích giống như lôi thần của hắn, bọn họ nào nổi lên được nửa phần tâm tư ứng chiến. Phốc, Luật Triều Hải sau một lát miễn cưỡng chống đỡ, rốt cục phun ra một búng máu tươi, toàn thân khí thế giảm mạnh, kinh sợ nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Một gã Lục Tinh Vũ Đế bị Nhất Tinh Vũ Đế đánh bại, cho dù ai cũng sẽ không cam lòng. Luật Hóa Phong càng trực tiếp xem tới choáng váng. Phó Cẩm Sơn cũng là nội tâm kinh khủng không ngớt, hắn tựa hồ ý thức được chính mình đã làm sai điều gì đó. Sai lầm này có lẽ sẽ mang đến cho hắn hậu quả chí mạng, hai chân đều có chút như nhũn ra. Đừng vội mừng, xem ta đây. Luật Triều Hải không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, rung động tứ phương, trên người hắn từng đạo đế khí phá thể ra, ở sau lưng ngưng tụ thành một cự linh trong suốt, cùng với hai tay hắn tạo thành chữ thập. Nổi giận gầm lên một tiếng một trường vỗ tới. Ánh mắt Lý Vân Tiêu hơi băng lãnh, lạnh lùng nói.
nếu đã thất bại, lại có gì không cam lòng. Võ đạo xa xôi, người bất quá là một con châu chấu mà thôi. Hắn một bên bấm tay niệm thần chú, phía sau lưng hiện ra một đoàn bóng đen, hóa thành chân ma cự linh, đồng dạng một trưởng ấn xuống phía dưới. Ầm ầm. Cự phía sau lưng luật triều hải tuy lớn, nhưng ở trước mặt chân ma pháp tướng bất quá là một tên lùn. Song trưởng chạm vào nhau, ma khí điên cuồng ăn mòn cửu thiên đế khí, rốt cục đánh bại một trưởng của đối phương, hung hăng ép xuống. Ầm ầm. Luật triều hải ở dưới một trưởng của chân ma pháp tướng, cả người bị đánh bay ra ngoài, trên không trung nôn ra đại lượng tiên huyết, hung hăng ngã xuống ở phía xa, sinh tử không biết. Lý Vân Tiêu Lâm không bấm tay niệm thần chú, chân ma pháp tương lập tức trở thành nhạt dần, cuối tiêu tán vô hình. Bốn phía mọi người bỗng nhiên hít một ngụm lãnh khí, nhất thời hóa thành từng đạo quang mang chạy khỏi nơi này. Dù cho phải đợi thêm một phút đồng hồ, bọn họ cũng cảm giác mình sẽ hỏng mất. Lý Vân Tiêu thu nạp toàn thân nguyên lực, sắc mặt bình tĩnh như nước, ngoại trừ hơi có vẻ trắng bệch ra, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, mí mắt nhếch lên, nhìn Luật Hóa Phong ở phía xa một cái. Luật Hóa Phong cả người đại chấn, ánh mắt băng hàn như nước để hắn không nhịn được run rẩy, trực tiếp thi triển thuấn di muốn chạy trốn. Đột nhiên một đạo quang mang chiếu xuống, đem tứ phương không gian khóa lại. Hắn hoảng sợ phát hiện vô luận chính mình làm sao vận chuyển tinh thần lực trùng kích không gian, đều không thể di động nửa phần. Trong tay Lý Vân Tiêu cầm đại bi mộ vân kính, từng bước một đi tới, lạnh lùng nói. Kiếm của ta đi đâu rồi? Thân thể Luật Hóa Phong nhẫn không ngừng run rẩy, hắn cũng không phải sợ chết, nhưng nội tâm chính là hiện ra sợ hãi khó có thể ức chế, hơn nữa càng ngày càng sợ hãi. Thân là thuật luyện sư hắn bỗng nhiên hiểu được, Lý Vân Tiêu đang thi triển tinh thần công kích đối với hắn. Hắn trong kinh hoàng, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong nháy mắt thấy một con ngươi huyết hồng, con ngươi phát sinh tia sáng yêu dị, thân là bát giai đỉnh phong thuật luyện sư, hắn thoáng cái linh đài thất thủ, dần dần mất đi ý thức. Kiếm của ta đâu? Ở chỗ tộc trưởng. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh giọng nói. Luật gia các ngươi thân là phong linh thành chủ trưởng, trong thiên hạ cũng xếp hàng đầu, dĩ nhiên tham một thanh cửu giai huyền khí của ta. Luật Hóa Phong si ngốc nói. Đó không phải là cửu giai huyền khí tầm thường, mà là lưỡi dao sắc bén trong truyền thuyết, lãnh kiếm băng xương. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Các ngươi cũng biết thanh kiếm này, có lẽ cũng biết lai lịch của nó. Trong mắt Luật Hóa Phong lóe lên một chút giãy giụa, vẫn như cũ thành thành thật thật nói. Đúng vậy, thanh kiếm này đã từng bị luật gia tổ tiên ta nắm giữ qua, trong điển tịch có ghi chép về nó. Cái gì? Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, đáp án này quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Luật Hóa Phong vào giờ khắc này thân thể đại chấn, trong ánh mắt hiện ra đủ loại thần sắc lai, tựa hồ muốn tránh thoát ràng buộc. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến. Trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Lấy năng lực của hắn muốn khống chế một gã bát giai thuật luyện sư rất khó, nhưng Luật Hóa Phong vừa luyện chế xong một lò quy xà tử ngọc đan, hồn lực tổn hao nhiều, hơn nữa bị thực lực của hắn kinh hãi tâm thần thất thủ, lúc này mới thoáng cái chúng phải đồng thuật. Lúc này lực khống chế càng ngày càng yếu, hơn nữa vừa rồi tâm thần mình chấn động lên một cái, đã cho đối phương cơ hội giãy giụa. Nếu là mạnh mẽ khống chế đến, có lẽ còn có thể khống chế thêm một khoảng thời gian. Nhưng nếu là hồn lực hao tổn không còn, đối với hắn mà nói quá nguy hiểm. Sau một lát cân nhắc, nhất thời đem ràng buộc buông ra, trong mắt Nguyệt Đồng chợt tiêu thất. Luật Hóa Phong vừa được giải thoát khống chế, lập tức hoảng hốt lui về phía sau ba bước, ngay sau đó một thuấn di tiêu thất ở ngoài trăm mét, sau đó liền hóa thành một đạo quang mang không thấy bóng dáng. Lúc này trong rừng cây ngoại trừ trên mặt đất mấy cỗ thi thể chết ở dưới kiếm vũ, từ lâu đã chạy không còn một bóng người. Nơi đây cách luật gia cũng không xa, Lý Vân Tiêu biết phiền phức đã sắp tới, nhưng hắn chưa bao giờ là một kẻ sợ phiền toái. Đồng dạng hóa thành một đạo lôi điện, theo phương hướng Luật Hóa Phong bỏ chạy đuổi theo, lãnh kiếm băng xương hắn nhất định phải cầm lại, hơn nữa lúc này nội tâm càng sinh ra một phần hiếu kỳ, thập phần muốn biết trong điển tịch luật gia đối với kiếm này ghi chép ra sao. Lấy tốc độ sấm sét của hắn rất nhanh liền đuổi kịp Luật Hóa Phong, rất xa đi theo sau lưng. Tiến nhập một mảnh kiến trúc liên bài hoa lệ. Ở toàn bộ phong linh thành đều có vẻ đẹp đẽ khi phái, tất nhiên chính là chỗ ở của luật gia. Cả gia tộc bên trong mơ hồ có thể thấy bóng người chớp động, hơn nữa càng ngày càng nhiều, tựa hồ đang động viên. Luật Hóa Phong trực tiếp thuấn di một cái liền tiến vào bên trong,
bay nhanh đi hướng phía một cái sân bên cạnh đại điện. Rất nhanh, Lý Vân Tiêu liền thấy luật ra hơn 10 đạo quang mang phóng lên cao, hướng phía rừng cây nhỏ khi nãy bay đi, chắc là đi bắt bớ mình. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn căn bản không muốn cùng những thế gia không tầm thường này phát sinh xung đột, nhưng bất đắc dĩ bị người khi dễ đến trên đầu, không phản kháng không được. Hắn theo luật hóa phong đi vào trong sân nhỏ. Sân nhỏ mặc dù lệch, lại có một loại yên tĩnh và thần thánh khó có được, mơ hồ lộ ra hương vị nhàn nhạt. Lý Vân Tiêu liếc mắt là có thể nhìn ra, nơi đây tất nhiên là chỗ ở của cao cấp thuật luyện sư, hắn lập tức đem yêu long hồn lực mượn đến đây, ẩn trốn vào trong hư không. Quả nhiên, luật hóa phong trực tiếp ở phía trước một căn phòng nhỏ ngừng lại, sửa sang lại y quan của mình, lúc này mới cung kính nói. Phụ thân đại nhân, chờ giây lát, bên trong tài truyền ra một giọng già nua, nói. Thế nào, bắt trở lại rồi chứ? Luật hóa phong đỏ mặt lên. Xấu hổ nói. Không có, thất thủ. Hơn nữa luật triều hải cũng xuất thủ, và lại cũng đã thất bại. Cái gì? Thanh âm già nua ẩn chứa khiếp sợ, cửa phòng chi nha một tiếng đã bị đánh mở ra, một gã lão giả lưng còng chậm rãi đi ra, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Luật hóa phong vừa thấy lão giả lập tức khom người lạy xuống phía dưới, chính là phụ thân của hắn luật Nam Tây. Trên mặt luật Nam Tây hiện lên vẻ giận dữ, quát dẹp đường. Làm sao có thể thất bại, độc đan kia không có thực lực cao giai vũ đế căn bản không phá được. Luật hóa phong cúi đầu, nói. Lý Vân Tiêu đem 3 viên đều nuốt cả vào, thật giống như không hề trúng độc, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta có thể bảo đảm hắn tuyệt đối là ăn hết. Luật Nam Tây nếp nhăn chồng chất càng lợi hại hơn, lạnh lùng nói. Chuyện này quan hệ đến tộc trưởng đại nhân luyện hóa lãnh kiếm băng xương, quyết không thể xảy ra sai lầm. Hiện tại tộc trưởng đại nhân chính đang bế quan, ngươi lập tức lấy lệnh bài hiệu lệnh toàn bộ cường giả trong tộc, nhất định phải bắt được Lý Vân Tiêu, thực sự không được giết trước bất luận tội. Luật hóa phong nói, ta mới vừa đến gặp thuốc bảo đại nhân đã mang theo cường giả nhanh chóng rời đi rồi. Luật triều hải lúc này còn nằm ở rừng cây sinh tử không biết, hơn nữa đã chết không ít vũ đế cường giả. Hắn nhíu mày lại, nói, Lý Vân Tiêu thực lực mạnh mẽ vượt qua dự tính. Mặc dù có thể đánh chết hắn, sợ rằng sẽ còn phải chết không ít gia tộc cao thủ, tổn hao đại giới như thế cũng hơi quá mức đi. Không lớn, tuyệt đối không lớn. Luật Nam Tây kiên quyết nói rằng, hơn nữa trong thanh âm có chút vô cùng kích động mà có vẻ run rẩy, nói. Đây chính là lãnh kiếm băng xương A Lợi Nhân trong truyền thuyết. Nghĩ không ra ta vào lúc sinh thời có thể thấy được, chỉ cần tộc trưởng đại nhân có thể triệt để luyện hóa lãnh kiếm băng xương. Như vậy thực lực của phong linh thành chúng ta ở toàn bộ đông vực đều có thể đứng vào trước 3 rồi. Trước 3 sao? Luật hóa phong thất kinh, nói. Thật có lợi hại như vậy sao? Nếu thật như vậy, Lý Vân Tiêu làm sao sẽ bỏ được đem nó thế chấp? Hơn nữa ở trong tay Lý Vân Tiêu cũng đã lâu như vậy, cũng không thấy hắn có gì không tầm thường. Hừm, tiểu tử kia nào có biết phương pháp giải phong cho thanh lợi nhận này, nhiều lắm đem nó coi như phổ thông huyền khí chém chém giết giết. Thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng, đáng chết. Luật Nam Tây giận dữ nói rằng, đáng hận nhất chính là cấm chế của tiểu tử kia phong trên bảo kiếm. Thậm chí ngay cả ta cũng không giải được, chắc là bị hắn tâm luyện qua, hiện tại chỉ có thể để chính hắn bỏ lệnh cấm, hoặc giả đem hắn giết chết. Bằng không tộc trưởng đại nhân muốn luyện hóa bảo kiếm, dị thường chắc trở a. Luật hóa phong dầu dĩ nói, chuyện này ta luôn cảm thấy sẽ không thuận lợi như vậy. Trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn tâm thần không yên. Ban đầu ta còn tưởng rằng do bản thân sắp sửa xông phá cửu giai thuật luyện sư, còn âm thầm cao hứng một trận, hiện tại suy nghĩ tỉ mỉ đến đây, nguyên lai là bởi vì chuyện này vượt qua dự liệu a. Luật Nam Tây nhướng mày, nói. Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, lấy trạng thái hiện nay của ngươi tiến nhập cửu giai là chuyện sớm muộn, như vậy gia tộc kế tục cường đại đã có bảo đảm, ta cũng liền an tâm. Sau khi luật Nam Tây nói xong, bất chợt trong lòng cả kinh, tựa hồ đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên kinh ngạc quát dẹp đường. Ai, là ai đủ can đảm, dám ở trước mặt lão phu nghe trộm. Luật hóa phong cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ một vị là cửu giai thuật luyện sư, một vị là bát giai đỉnh phong thuật luyện sư, thần thức đều đã cường đại dị thường, trong thiên hạ có mấy người có bản lãnh nghe trộm. Hai tròng mắt của luật Nam Tây gắt gao nhìn chằm chằm về một chỗ. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu dần dần hiện ra, mỉm cười nhìn hai người nói.
ta rất có hứng thú nghe một chút lão tiên sinh nói một chút phương pháp giải phong lãnh kiếm băng xương đây. Lý Vân Tiêu. Luật Hóa Phong kinh hãi không ngớt, vội vàng ngăn ở trước người cha mình, hiện tại bên trong tiểu viện chỉ có ba người bọn họ, hơn nữa hắn bỗng nhiên nghĩ đến bên trong gia tộc cường giả đã đều xuất động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Ngươi chính là Lý Vân Tiêu. Luật Nam Tây có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, đem Luật Hóa Phong che ở trước người mình đẩy ra, nhìn thẳng Lý Vân Tiêu, nói. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta không rảnh nghe lão tiên sinh A Dua nịnh hót, đám chim ngu ngốc đang đi tìm ta kia nói không chừng rất nhanh sẽ trở về, lão tiên sinh vẫn là mau chóng nói ra phương pháp giải phong lãnh kiếm băng xương đi. Hừm, Vân Tiêu công tử tuy rằng thực lực không sai, nhưng còn không xứng với lãnh kiếm băng xương đi. Luật Nam Tây lạnh lùng châm chọc, lộ ra vẻ khinh miệt. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu không đổi, vẫn là một bộ dáng không mặn không nhạt, nói. Đây chính là chuyện của bản thân ta, cùng với lão tiên sinh không liên quan. Ngươi, Luật Nam Tây ăn nhục, nội tâm cực độ phát điên, nhưng hắn cũng rõ ràng tình thế thời khắc này, đối phương nếu có thể đánh bại Luật Triều Hải, như vậy tuyệt đối có thể nhanh chóng giết chết phụ tử hai người bọn hắn. Hắn trầm mặc một chút, giọng nói lập tức chuyển biến, nói. Vân Tiêu công tử xin hãy an tâm một chút chớ nóng, thiên hạ bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng. Chúng ta đang cần Vân Tiêu công tử giải phong cho lãnh kiếm băng xương, giá cả thì dễ nói. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu dần dần tiêu thất, lạnh lùng nói. Lão tiên sinh nghe không hiểu ta nói gì sao? Lẽ nào người đã già chỉ số thông minh cũng giảm xuống theo, có cần ta dùng cây búa gõ vào đầu ngươi mấy cái, nhắc nhở ngươi một chút đây? Trong tay hắn hiện ra lôi truy, vừa nói trên tay phải, đi bước một hướng về phía trước, lôi điện ở trên cây búa đùng đùng vang lên. Luật Hóa Phong sắc mặt đại biến, hắn là tận mắt nhìn thấy uy lực của cây búa này, sợ đến vội vàng che ở trước người phụ thân, trong miệng liên tục đe dọa. Ngươi chớ làm loạn, nơi này là luật gia, sằng bậy ngươi sẽ chết rất thảm. Luật Nam Tây cũng là sắc mặt âm trầm, hắn mở miệng nói. Trên đời bất cứ chuyện gì đều cũng có thể trả giá, Vân Tiêu công tử sao không thể định giá thử. Lý Vân Tiêu nói. Cho ta nặc á chi thuyền. Gương mặt của Luật Nam Tây co quắp một chút, biết đối phương căn bản không muốn trả giá, mà Lý Vân Tiêu cầm theo cây búa đã đi tới, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra cây búa phi phàm, trong lòng cũng có chút sợ hãi, vội hỏi. Nếu Vân Tiêu công tử muốn nghe chuyện về lãnh kiếm băng xương, vậy an tĩnh một điểm đi. Quả nhiên, bước chân của Lý Vân Tiêu một chút đã ngừng lại. Trong tay hắn cây búa thoáng cái hóa thành dài ba thước, bị hắn dựng ở trước người. Hai tay đặt ở trên cây búa, nói. Lão tiên sinh mời nói đi, nếu là ta không hài lòng, cây búa này nó sẽ tự mình biến lớn lên gõ xuống. Còn có, các ngươi cũng đừng ôm suy nghĩ kéo dài thời gian, cường giả vừa tới, ta cũng có thể trực tiếp bắt hai người các ngươi cùng đi, cũng không biết nhị vị ở luật gia nhân duyên thế nào. Sắc mặt của phụ tử Luật Nam Tây đều là âm trầm không gì sánh được, khoảng cách ngắn như vậy, lấy thủ đoạn của Lý Vân Tiêu muốn bắt bọn họ đích xác rất dễ. Luật Nam Tây ho khan vài cái, lúc này mới chậm rãi nói rằng. Lãnh kiếm băng xương mặc dù điều không phải ta luật gia tổ tiên chế tạo, nhưng theo ta luật gia cũng thập phần có sâu xa, đồng thời một đoạn thời gian rất dài đều tại ta luật gia trong tay, chỉ là sau lại không biết làm sao lưu lạc liễu đi ra ngoài, tự. Khụ khụ. Lý Vân Tiêu nặng nề ho khan hai tiếng, ngắt lời nói. Xem ra lão tiên sinh đích xác chỉ số thông minh thiếu dùng. Người nói những chuyện này hình như đều không phải thứ ta muốn nghe đi. Ta không có hứng thú nghe lịch sử gia tộc của ngươi, trực tiếp đem phương pháp giải phong lãnh kiếm băng xương nói cho ta biết thì tốt rồi. Trên mặt Luật Nam Tây dâng lên vẻ giận dữ, đã bao nhiêu năm cho tới bây giờ không ai như thế không khách khí nói chuyện với hắn, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý hắn vẫn hiểu, tức giận nói. Vả lại hai người chúng ta cũng trốn không thoát khỏi tay ngươi. Chẳng lẽ còn sợ ta nhiều lời vài câu kéo dài thời gian sao? Còn nữa, lai lịch của lãnh kiếm băng xương ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Được rồi, lần này nghe theo ngươi. Tư thái trưởng khống giả của hắn để Luật Nam Tây tức giận run người, lại không thể làm gì được, đành hung hăng trừng mắt với hắn một cái sau đó tiếp tục nói. Cũng không biết bao lâu trước đây, trên đại lục còn không có rõ ràng chia làm tứ đại lĩnh vực như hiện tại. Khi đó bách tộc lâm lập, nhân loại mặc dù là một chi lớn nhất,
nhưng không có giống như bây giờ nhất thống thiên hạ. Lý Vân Tiêu nhăn mày lại, thời đại kia hắn cũng biết, có thể ngược dòng hơn 10 vạn năm rồi, đồng thời đại nhiều tộc cùng tồn tại cũng đã vượt qua hơn 10 vạn năm. Tất cả thần cảnh cường giả trong truyền thuyết đều đã từ lúc đó bị chung kết. Luật Nam Tây tiếp tục nói. Khi đó có một quốc gia, gọi là Tuyết Chi Quốc, nơi này sinh linh cũng không phải toàn bộ đều là nhân loại, nhưng thời đại yên vui, mọi người ở chung hòa thuận. Nhưng rồi có một ngày, ở trong thủ đô không biết vì sao sinh ra một tồn tại cường đại mà tà ác, là họa đấu, không ngừng mà cắn nuốt tính mạng của cường giả trong nước. Ngay lúc đó quốc vương Phong Yếu Ly dẫn theo thủ hạ chính là cường giả cùng với họa đấu chiến đấu hơn nửa năm, võ giả đều tử thương hầu như không còn. Còn có đại lượng viện trợ được hắn mời tới từ bên ngoài, không một ai không bị chết ở Tuyết Chi Quốc. Lúc này có một gã chiêm phái cường đại, lấy thọ nguyên của mình làm đại giới, thi triển kinh thế thần thuật, để thần trí của mình tiến nhập dòng sông thời gian, nhìn trộm quá khứ tương lai, rốt cuộc tìm được một loại phương pháp khắc chế họa đấu. Tuyết Chi Quốc quanh năm tuyết bay, dưới đất là lớp băng dày đặc vạn năm tích lũy, ngay mấy ngàn dặm dưới lớp băng có một loại đồ vật gọi là bát thần băng nhị. Chính là vật có linh tính thấp đản sinh trong vô số năm qua băng chi kết tinh, đó là mấu chốt để khắc chế họa đấu. Thế nhưng trong lịch sử Tuyết Chi Quốc ghi lại tiến nhập lớp băng sâu nhất cũng bất quá ngàn dặm, chỗ ở của bát thần băng nhị căn bản vô pháp đi tới. Tên chiêm phái kia lại nói, chỉ có thủy nha chi khu của vương hậu Thủy Yên La mới có thể thâm nhập bên trong, thu hồi băng nhị. Thủy Yên La tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng trở thành mấu chốt của chuyện này, tự nhiên nghĩa vô phản cố tiến vào bên trong lớp băng. Thế nhưng thời gian qua hồi lâu, cũng không thấy nàng bắt đầu. Thẳng đến có một ngày, Phong Yếu Ly tâm phiền ý loạn, ở trong cung bước chậm, toàn bộ vương cung trong lúc bất chợt đã đóng băng ba thước, toàn bộ tuyết quý hoa cỏ một đêm chết lạnh, lạnh tới mức ngay cả nguyên khí đều khó khăn chống đỡ. Phong Yếu Ly trong cơn hoảng hốt, chỉ thấy bầu trời vương cung, một đóa băng hoa trong suốt thấu triệt chậm rãi mở ra, theo đóa hoa nở rộ, sương lạnh phủ xuống ở trên toàn bộ vương thành. Mà trong hoa tâm lại chính là linh hồn của Thủy Yên La. Hắn lúc này mới biết được để lấy bát thần băng nhị, nhất định phải dùng linh hồn của băng nha chi thế, Phong Yếu Ly trong cơn giận dữ nhất thời muốn lấy mạng của chiêm phái. Mà chiêm phái lại chỉ là bình tĩnh xuất ra một khối kiếm phôi, chính là hắn dùng hơn 10 năm cuối cùng chế tạo mà thành, nhưng Thủy Trung vô pháp đạt được ngưng kiếm. Bởi vì thiếu khuyết chất dẫn có thể xứng với kiếm phôi này, mà bát thần băng nhị chính là tuyệt phối. Phong Yếu Ly để lại hắn một mạng, để hắn dốc hết công lực suốt đời, rốt cục chế tạo ra thanh lãnh kiếm băng xương này. Cuối cùng Phong Yếu Ly bằng vào kiếm này đánh chết họa đấu, nhưng lâm vào trong tự trách vô tận đối với Thủy Yên La, thanh lãnh kiếm băng xương này cũng phong ấn từ đó. Chiêm phái lúc này đã đến dầu hết đèn tắt, để đền bù mong muốn của Phong Yếu Ly, hắn mượn dùng lãnh kiếm băng xương chi lực, lần thứ hai thi triển ra nghịch thiên thần thuật. Để Phong Yếu Ly và Thủy Yên La đoàn tụ trong dòng sông thời gian. Đó là một lần cuối cùng lãnh kiếm băng xương ở Tuyết Chi Quốc thi triển ra uy lực của nó, trong một đêm đã đóng băng vạn dặm. 49 ngày sau, chiêm phái công lực hao hết mà chết, mà quốc vương Phong Yếu Ly không chịu từ trong dòng sông thời gian đi ra, thà rằng cuốn vào chảy loạn, cũng muốn ở bên Thủy Yên La. Đến tận lúc này, Tuyết Chi Quốc đã không còn tin tức về lãnh kiếm băng xương. Mà luật gia tổ tiên ta chính là từ Tuyết Chi Quốc hưng khởi đi ra ngoài, ở hơn 10 vạn năm trước đã từng có ghi chép về kiếm này, đồng thời để lại phương pháp giải phong, mãi tới sau này cũng chẳng biết tại sao mất đi. Cố sự nói xong, toàn bộ bốn phía tiểu viện đã vây quanh không ít võ giả, nhưng ở dưới ánh mắt của luật hóa phong, không người dám tiến lên đây. Phó tộc trưởng luật thúc bảo dẫn người ở bên ngoài dạo qua một vòng, cũng rốt cục đuổi theo tung tích Lý Vân Tiêu về tới luật gia. Đồng dạng ở bên ngoài tiểu viện, sắc mặt băng hàn nhìn chằm chằm. Lý Vân Tiêu rơi vào trầm mặc không nói, chuyện sau này hắn đương nhiên biết, thanh kiếm này bị đại năng sĩ năm xưa cầm trấn áp ma chủ phân thân. Luật Nam Tây kể cố sự mặc dù có chút thái quá, nhưng đại khái có thể hoàn nguyên lai lịch của kiếm này. Hắn mở miệng nói. Cố sự nói xong, hẳn là nói tiếp phương pháp giải phong đi. Lý Vân Tiêu. Bên ngoài tiểu viện luật thúc bảo sắc mặt chợt biến. Quát dẹp đường. Ngươi đã phạm vào tội lớn, hiện tại nhận sai còn kịp. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói. Nga, xin hỏi vị đại nhân này, thế nào một tới kịp pháp? Phải không giết ta, hãy để cho ta bình yên ly khai. Luật thúc bảo trầm giọng nói. Ngươi giết ta luật ra không ít người, tưởng bình yên ly khai là không thể nào,
nhưng nếu là hiện tại hối cải, phối hợp chúng ta đem lãnh chuôi kiếm xương thượng cấm chế giải trừ, chúng ta có thể lưu ngươi một mạng. Lý Vân Tiêu nói, lưu một mạng điều kiện tiên quyết là. Luật Thúc Bảo lạnh giọng nói, vạch trần đan điền, phế bỏ căn cơ võ đạo. Trong mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, nhấc lên cây búa trong tay trực tiếp đập một cái về phía trước, một đạo lôi điện xẹt qua trời cao, hướng phía trên đầu Luật Hóa Phong hạ xuống. Luật Hóa Phong kinh hãi, phát hiện bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa, trợn mắt nhìn lôi điện hạ xuống, vội vàng rút ra một thanh bảo kiếm chống đỡ. Ầm ầm, hắn đâu đáng ở lôi điện, trường kiếm trực tiếp đánh bay, tranh nhiên một tiếng sáp ở phía xa, cả người bị sấm sét oanh trong nháy mắt quỳ xuống, cả vật thể đen kịt hơi nước, chỉ có hai con mắt bên trong thần sắc kinh khủng hoàn chứng minh hắn không có chết. Ngươi, ngươi, dừng tay. Luật Thúc Bảo hoảng sợ biến sắc, kinh sợ không ngớt, muốn xông lại. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đứng lại. Luật Nam Tây bỗng nhiên nhận thấy được một thập phần khí thức nguy hiểm chiêu tới mình, nhất thời lại càng hoảng sợ, vội vàng kêu lên. Đừng, mọi người đừng tới đây. Hắn vạn phần tin tưởng chỉ cần người bên ngoài vừa vào tiểu viện, Lý Vân Tiêu nhất định sẽ tiên đem cha con bọn họ giết. Luật Thúc Bảo bước chân của bị kiềm hãm, hắn tuy là phó tộc trưởng, nhưng Luật Nam Tây thế nhưng cửu giai thuật luyện sư, thực quyền so với hắn còn lớn hơn. Hơn nữa nếu để cho gia tộc hai vị đại thuật luyện sư thân chết, cái này chịu tội hắn cũng không đảm đương nổi. Lý Vân Tiêu trên mặt hiện lên màu sắc trang nhã, châm chọc nói. Vừa rồi trong miệng vị đại nhân này nói chuyện quá mức dọa người, tay ta run một cái mới không cẩn thận đem cây búa đập vào trên đầu Hóa Phong đại sư, may là đúng lúc khống chế được lực đạo, nhưng lần sau vị tất đã khống chế được. Luật Thúc Bảo tức giận đỉnh đầu bốc khói, cả giận nói. Nhanh chóng thả ra hai vị đại sư, bằng không hậu quả cũng không phải ngươi năng thừa nhận được. Lý Vân Tiêu cười nói. Nga, mời đại nhân nói với ta sẽ có hậu quả gì không? Hắn một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Luật Thúc Bảo nhất thời nghẹn lời, hậu quả nghiêm trọng đi nữa cũng bất quá là bỏ mình mà thôi, xem bộ dáng của đối phương nào giống như là hạng sợ chết, lời nói căn bản uy hiếp không được hắn. Luật Nam Tây cũng tức giận nói. Ngươi phải như thế nào mới có thể thả chúng ta? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Lãnh kiếm băng xương, còn có phương pháp giải phong. Không được. Luật Nam Tây kiên quyết cự tuyệt nói. Lãnh kiếm băng xương mặc dù trước khi nói về ngươi, nhưng ở càng lâu xa trước vốn là về ta Luật gia, phương pháp giải phong càng tuyệt mật. Hắn lạnh lùng nói. Mặc dù ngươi đem chúng ta phụ tử giết, tộc trưởng đại nhân cũng sẽ không đem hai thứ đồ này giao cho ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái nói. Được rồi, đã như vậy, thì lưu lại mạng của phụ tử các ngươi cũng đã vô dụng. Trong mắt hắn lóe lên một tia sát ý, cây búa giơ lên thật cao. Luật Nam Tây bị dọa một cái, nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên thủ đoạn quyết liệt lưu loát như vậy, vội vàng quơ hai tay nói. Chậm đã, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nói không chừng tộc trưởng đại nhân sẽ đồng ý. Hai hàng mồ hôi lạnh từ trên mặt hắn chảy xuống. Tránh sở vị giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, tự càng ngày càng sợ chết. Bốn phía người của Luật gia đều là vẻ mặt hắc tuyến, bất quá bọn hắn cũng không hy vọng hai vị đại thuật luyện sư bỏ mình, bằng không đúng Luật gia thực lực ảnh hưởng thật sự là quá. Luật Thúc Bảo đột nhiên nói rằng, Lý Vân Tiêu, chỉ cần ngươi buông ra lưỡng vị đại sư, ta Luật gia thả ngươi bình yên rời đi, đồng thời tuyệt không phái người truy sát, ngươi xem coi thế nào. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Nga, có chuyện tốt như vậy, ta thiếu chút nữa lại một kích động cây búa đây. Luật Thúc Bảo tức giận muốn nổ phổi, nếu không phải hắn vừa mới đạt được tin tức Hồng Nguyệt Thành đuổi bắt Lý Vân Tiêu, tuyệt sẽ không làm như vậy. Ý nghĩ của hắn là thả cho Lý Vân Tiêu rời khỏi, cũng đem người của Hồng Nguyệt Thành dẫn dắt tới, mượn tay của Hồng Nguyệt Thành trừ bỏ hắn, nhưng nghĩ không ra điều kiện để hắn bình yên trở ra, đối phương cũng không đáp ứng. Đang ở lúc vô kế khả thi. Đột nhiên một đạo tiếng huyết gió thật lớn truyền đến, hình như đến từ bốn phương tám hướng, chấn đến cả vùng đều đang rung động. Lý Vân Tiêu trong lòng hoảng sợ, ở dưới khiếu âm này, hai lỗ tai của hắn màng tai đau đớn, trong cơ thể huyết dịch dâng trào lên. Một đạo quang mang từ trên bầu trời cực cao bay nhanh xuống, trong nháy mắt đã đi đến bên trong tiểu viện. Lý Vân Tiêu vạn phần cảnh giác, đi về phía trước một, trực tiếp đem Luật Nam Tây phụ tử gắn vào công kích mình trong phạm vi. Bảo đảm có thể nắm trong tay con tin. Tộc trưởng đại nhân. Tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng.
lộ ra vẻ đại hỉ. Luật Thúc Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, có tộc trưởng ở đây, tất cả đều dễ làm rồi, trách nhiệm trên vai hắn cũng sẽ bớt nặng nề hơn một ít. Người tới một thân tử y, khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, chính là Luật gia tộc trưởng Luật Thực Nguyên, trên mặt hắn một mảnh lãnh ngạo, đưa mắt nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, mới nói. Đó là ngươi ở trên lãnh kiếm băng xương này hạ cấm chế. Lý Vân Tiêu ngoáy giấy tai ném xuống nói. Lời này vì sao nghe được ầm ĩ như thế? Luật Thực Nguyên lạnh lùng nói. Quả nhiên là con nghé mới xanh không sợ cọp, không biết chữ chết viết như thế nào. Ầm ầm. Lý Vân Tiêu một chùy bổ mạnh xuống, lôi quang trên không trung lóe lên, trực tiếp đem Luật Hóa Phong đập gục xuống, cả người ngã vào bên trong tiểu viện không biết sinh tử. Luật Thực Nguyên và mọi người ngây dại tại chỗ. Lý Vân Tiêu miễn cưỡng nói rằng. Ta đã sớm nói, ta không chịu nổi sợ hãi, lại thêm một lần ta sẽ không khống chế được mình run rẩy. Sắc mặt Luật Thực Nguyên nhất thời âm lạnh xuống, tay phải hắn giương lên, một đạo hàn quang hiện lên, lãnh kiếm băng xương trực tiếp cắm vào trên đại địa. Có lẽ là bởi vì lúc trước nghe được chuyện xưa kia, tất cả mọi người đều cảm giác một trận hàn khí bức người. Trên mặt Luật Thực Nguyên nổi lên một tia ngạo mạn, châm chọc nói. Kiếm ngay trước mắt ngươi, nhưng ngươi có can đảm cầm lấy sao? Luật Thực Nguyên sau khi đạt được lãnh kiếm băng xương, liền nghe theo Luật Nam Tây nói ở trên trời cao hấp thu lấy vân hà chi lực phá cấm chế trên đó, nhưng cuối cùng lại chấm dứt. Giờ phút này lòng muốn giết Lý Vân Tiêu còn hơn bất kỳ ai, nhưng hai vị đại thuật luyện sư luật gia không tổn thất nổi, chỉ cần Lý Vân Tiêu tiến lên lấy kiếm, hắn liền có lòng tin có thể một chiêu vây khốn được, sau đó sinh tử hoàn toàn do hắn khống chế rồi. Luật Thúc Bảo cũng hiểu rõ tâm tư Luật Thực Nguyên, nguyên lực chậm rãi chấn động ra, đã làm xong ý định tùy thời bảo hộ hai vị đại thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu tự nhiên nhìn ra được tâm tư bọn hắn, lạnh nhạt cười nói. Có gì mà không dám? Hắn thu hồi cái búa, một tay trực tiếp bóp lấy cổ Luật Nam Tây, kéo theo hắn tiến lên phía trước, rút lãnh kiếm băng xương kia ra khỏi mặt đất, sau đó thu vào trong cơ thể. Ngươi, cái này! Luật Thực Nguyên tức giận nói. Thật là vô sỉ! Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Vô sỉ, ngươi lại làm ta sợ! Ngón tay của hắn trực tiếp cắm vào trong thịt, khiến chút máu tươi rỉ ra, sắc mặt Luật Nam Tây liền trắng bệch. Người đổ đầy mồ hôi lạnh. Dừng tay. Trong mắt Luật Thực Nguyên hiện lên vẻ thô bạo, cả giận nói. Hiện giờ ngươi đã lấy được kiếm rồi, có thể thả người rồi chứ? Lý Vân Tiêu cười nói. Còn cách giải phong thì sao? Luật Thực Nguyên lạnh giọng nói. Cách giải phong tựa hồ không có quan hệ gì với Vân Tiêu đại nhân không quan hệ a. Đó chính là bí mật bất quyền của luật gia ta, thứ cho ta không trả lời. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Lãnh kiếm băng xương của ta cũng không quan hệ gì với các ngươi a. Sao các ngươi lại cầm lâu thế chứ? Trên mặt Luật Thực Nguyên lúc trắng lúc xanh, đã tức không nhịn được nữa, hắn cắn răng nói. Tốt, cho ngươi. Hắn tiện tay vung ra một cái ngọc giản, hóa thành lưu quang bay đi. Trong lòng hắn Lý Vân Tiêu đã sớm bị phán quyết tử hình, hiện giờ cho dù muốn toàn bộ tài sản của luật gia hắn cũng sẽ hai tay dâng lên không nói hai lời. Dù sao chỉ cần cứu được hai vị đại thuật luyện sư sẽ lập tức giết người ngay. Lý Vân Tiêu đặt ngọc giản lên trán tìm hiểu, lập tức biết là hàng thật, trong lòng cực kỳ vui mừng cười nói. Ha ha, luật tộc trưởng quả nhiên có tình có nghĩa, thật là mẫu mực của giới võ đạo a. Câm miệng, Luật Thực Nguyên bốc khỏi, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói từng chữ. Đồ ngươi đều đã cầm rồi, lập tức thả người cho ta. Lý Vân Tiêu cười nói. An tâm chớ vội, đồ ta đều đã cầm, nhưng thả người các ngươi có thể cam đoan không làm khó dễ ta không? Luật Thực Nguyên giận quá thành cười, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Đã như vậy, Nam Tây Đại Sư chính là phù hộ mạng của ta, ta muốn hắn hộ tống ta rời khỏi thành Phong Linh. Nằm mơ! Khí tức Luật Thực Nguyên trực tiếp áp đi qua, lạnh giọng nói. Tuyệt không có khả năng! A! Nói như vậy trong lòng luật tộc trưởng đã định tất sát ta sao? Đàm tiếu chuyện sinh tử, Lý Vân Tiêu lại không hề có chút sợ hãi, bình chân như vậy, khiến cho Luật Thực Nguyên cũng không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Luật Thực Nguyên xua tan cơn giận trong lòng, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, nói. Vân Tiêu đại nhân không phải người ngu, có một số việc không cần ta nói rõ.
ngươi muốn sống rời khỏi thành Phong Linh cũng không phải là không có cách, chỉ cần đưa lại lãnh kiếm băng xương, lại thả hai vị đại sư ra, ta có thể làm chủ bỏ qua tất cả mọi chuyện, thả ngươi bình yên rời đi. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì không còn gì để nói rồi. Hào khí thoáng cái trở nên lăng lệ ác liệt, trong lòng song phương đều đang nhanh chóng tính toán. Thực lực luật thực nguyên chừng thất tinh võ đế đỉnh phong, cũng không kém Lục Giản Bác bao nhiêu, hơn nữa còn những người còn lại của luật gia nữa, hắn quả thật không nắm chắc có thể bình an rời đi được. Toàn bộ luật gia trên trời dưới đất đều đầy ấp người, hơn nữa bên ngoài bầu trời còn loáng thoáng có hào quang chớp động, hiển nhiên đại trận hộ thành cũng đã mở ra, xưng là tường đồng vách sắt cũng không được. Nếu đã không thể nói chuyện, Lý Vân Tiêu chậm rãi lạnh giọng nói ra, tất cả mọi người lập tức trở nên khẩn trương, chỉ cần ảnh hưởng đến tánh mạng luật Nam Tây, bọn hắn liền sẽ lập tức ra tay đánh chết hắn ngay. Vậy ta trả hai vị đại sư lại cho các ngươi là được rồi. Ân, cái gì? Tất cả mọi người ngốc trệ thoáng một phát, luật thực nguyên lập tức thấy thân thể luật Nam Tây bị ném tới chỗ hắn, lập tức hét lớn một tiếng, nói. Ngăn hắn lại. Lý Vân Tiêu ra vẻ huyền nghi, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ném luật Nam Tây tới ngăn trở luật thực nguyên, sau đó trực tiếp tại chỗ hóa thành một đạo lôi điện, trực tiếp đánh phá uy áp đế khí của mọi người bỏ chạy ra ngoài thành. Luật Thúc Bảo là người đầu tiên đuổi theo, mấy đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt lâm không chém xuống.